Đối với những cường giả đế cấp tại tinh cầu này mà nói, thân phận đại địa mẫu đỉnh biến thành quá mạnh, hoàn toàn không cách nào áp chế. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đối thủ cũ, kẻ lui ra chính là bọn ngươi. Mặc kệ các ngươi có ân oán gì, đều cút ra khỏi Thiên Võ Tinh cho ta. Thiên Võ Tinh dung không được bọn cuồng đồ các ngươi làm càn. Thiên Võ Tinh vực, các lão quái vật ngủ say, bây giờ là thời điểm để các ngươi phát huy lực lượng. Tình thế an nguy bây giờ có an toàn, Thiên Võ hủy diệt, các ngươi đi con đường nào? Ngũ đại đế tổ cường thế bá liệt, không có chút ý định lùi bước nào. Một bên nghênh kích bốn tôn yêu đế, một bên gọi tất cả các lão quái vật ẩn nấp tại các địa khu trên toàn tinh vực về. Thiên Võ Tinh tiếp tục dung chuyển, tất cả cường giả ngủ say cùng ẩn nấp sớm đã bừng tỉnh. Giờ phút này nghe được tiếng đế giống to lớn giống như thiên âm, nhao nhao rời khỏi sơn giã, rừng rậm, bí cảnh, hoang hải, giống như là từng mảnh tinh quang, từ các nơi trên thế giới dâng lên. Có thánh vương, có thánh hoàng, càng có thần linh. Trận chiến tranh này mặc dù phát sinh đột nhiên, đa số người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phản kích. Thiên Võ Tinh, tuyệt đối không cho phép lọt vào hủy diệt. Đây là chỗ ẩn thân sau cùng của bọn hắn. Thứ không biết sống chết. Bạch Hổ gào thét, ngang nhiên nghênh kích tức giận đế tổ. Đế uy cuồn cuộn, chiến huyết sôi trào, bọn hắn giống như là hai cỗ chiến tranh dòng lũ, tại không trung nổ tung. A, à, đánh nhau, bọn lão gia hỏa Thiên Võ Tinh này ngược lại có khí phách. Lão đại, ngươi rút lui trước. Tần Diễm thứ năm thấy cảnh này, nhãn châu xoay động, quả quyết đuổi giết chiến trường đế cấp hỗn loạn. Bây giờ cục diện hơi không khống chế được, chính là cơ hội tốt để đục nước béo cò, nói không chừng có thể nấu một con bạch hổ. Ầm ầm. Hỗn độn cự mãng kéo lấy hỗn độn chiều cường thật dài, đánh tới Thiên Võ đại lục bị phá thành mảnh nhỏ, tiếng oanh minh kịch liệt lay động trời đất, đại địa sụp ra vết nứt càng kinh khủng, vết nứt tách rời mặt đất, dung nham như hà triều cuồn cuộn, tai nạn như tận thế xâm nhập bốn phương tám hướng. Hỗn độn cự mãng vẫn thờ ơ, gắt gao quay quanh, điên cuồng thôn hấp lấy năng lượng cự bằng. Hỗn độn cự bằng giãy giụa đã vô cùng suy yếu, ngay cả tiếng la đều trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Chịu đựng, chẳng mấy chốc ngươi sẽ khôi phục. Khương Phàm đứng trên lân phiến hỗn độn cự mãng, cẩn thận quan sát đến tình huống của hỗn độn linh hầu. Giống. Hỗn độn linh hầu theo sát giết tới, chiến khu khổng lồ bay lên, cua lấy ngũ hành côn đánh vỡ vụn không gian, đập vào trên thân cự mãng. Răng rắc. Cự mãng run rẩy mãnh liệt, lân phiến bay lên. Máu me đầm đìa, toàn bộ vùi vào trong địa tầng. Trùng kích kịch liệt triệt để phá hủy địa tầng, dẫn phát địa chấn càng kinh khủng, nóng nảy lan tràn ra mấy chục vạn dặm, dẫn phát tai nạn trước nay chưa từng có. Đánh nát nó cho ta. Hắc độc xếp bằng ở đỉnh đầu linh hầu, hai tay mở ra, hắc vụ quấn quanh, hắn nhắm mắt định thần, hết sức chăm chú, xâm nhập khống chế ý thức linh hầu. Oanh! Ầm ầm. Hỗn độn linh hầu không ngừng vung đánh ngũ hành côn, trọng lượng kinh khủng. Lực bộc phát cực hạn, giống như từng viên thiên thạch đang oanh kích hỗn độn cự mãng. Toàn thân cự mãng rách dưới, xương cốt đều đã vỡ vụn, nhưng vẫn gắt gao quay quanh lấy cự bằng, 18 cái cánh lớn tầng tầng bảo vệ, duy trì lấy luyện hóa cùng hấp thu. Không còn sức lực sao? Đánh cho ta. Sắc mặt hắc độc u ám, lại không phá vỡ được cự mãng, cự bằng bên trong sẽ bị nghiền nát. Linh hồn bị trùng kích mãnh liệt tàn phá lấy ý thức hỗn độn linh hầu, để nó càng thêm bạo ngược. Càng thêm điên cuồng, vung ngũ hành côn lên kéo dài bạo kích, như là muốn nện hỗn độn cự mãng vào trong trung tâm tinh cầu. Nhưng lực phòng ngự cùng ý chí của hỗn độn cự mãng đều vượt quá tưởng tượng, tựa như cự mãng nguyên thủy nhất trong giới tự nhiên, một khi cuốn lấy mục tiêu, tuyệt đối không từ bỏ, cho đến khi mục tiêu chết không thể chết lại. Lui lại, hắc độc đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy xuống khỏi hỗn độn linh hầu, triệu hoán ra tế đàn hắc thạch, tự mình ép về phía hỗn độn cự mãng. Không phải ngươi giả chết sao? Không phải ngươi cuộn lại không thả sao? Nhìn xem ngươi có thể chống cự bao lâu dưới đòn thế công linh hồn của ta. Hắc độc khống chế tế đàn tới gần hỗn độn cự mãng, sắc mặt âm trầm, đầy dẫy sát ý, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị phóng thích hồn kỹ, đột nhiên chú ý tới trên lưng cự mãng giống như có một bóng người mơ hồ. Là ảo giác? Hay là do mê mụ hỗn độn chiết xạ ra bóng dáng? Khi mà hắc độc đang muốn cẩn thận quan sát, thân ảnh kia lại từ bên trong mê mụ hỗn độn từ từ thăng lên. Hình dáng từ mơ hồ đến rõ ràng, xương cốt toàn thân răng rắc giòn vang, thay đổi bộ dáng. Hắc độc khẽ nhíu mày, vậy mà cảm giác người này có chút quen thuộc, tựa như là đã gặp qua ở đâu.
Khương Phàm dần dần khôi phục bộ dáng nguyên bản. Ngươi quả nhiên đang mưu toan khống chế nó. Ngươi biết nó đối với ta cùng An Nhiên mà nói, ý vị như thế nào không? Khương Phàm. Hắc độc bỗng nhiên biến sắc, cho dù trầm ổn lại tỉnh táo, âm trầm đi nữa, giờ phút này cũng ép không được sự chấn kinh tuôn trào ra trong lòng. Đây là Khương Phàm của thế giới kia. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Khương Phàm, Tần Diễm, sao bọn hắn lại ở cùng một chỗ? Ánh mắt Khương Phàm dần dần giá lạnh. Hồng Võ Đế Quân đâu? Còn sống không? Hắc độc rất nhanh đè xuống chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Hỗn độn chiến khu, ngươi chỉ là một bộ phân thân, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Chương 3336 toàn diện xuất hiện. Khương Phàm lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, Hồng Võ Đế Quân còn sống không? Nếu không, thế giới của ta chính là phần mộ nửa đời sau của ngươi, ngươi sẽ ở trong thế giới của ta luân hồi vô hạn, chịu khổ vô hạn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng không ngừng. Hắc độc cười lạnh. Hắn sống hay chết, ngươi làm trời của thế giới, cảm nhận không đến sao? À, đúng rồi, là ta quên. Chân thân ngươi cách nơi này vượt qua 5 tỷ dặm, ngươi xác thực cảm nhận không đến. Một lần cuối cùng, sống hay chết? Chúng ta đường xa mà đến, tiếp thiên nguyên tinh vực, đương nhiên cần mang chút lễ vật. Chúng ta là chiến đội sát thiên, tặng lễ vật hẳn là xứng với thân phận. Mấy khối đế cốt, mấy giọt đế huyết, quá keo kiệt. Muốn đưa, liền đưa một bộ đế khu hoàn chỉnh. Đưa ai đây? Ha ha, con Huyền Vũ kia, hay là con Hồng Hoang Thiên Long kia? Đứa con Chu Tước của ngươi thì sao? Hay là nữ tử hư không của ngươi? Hay lại là Hồng Võ Đế Quân? Sớm đã bị ta xoắn nát linh hồn, chỉ còn đế khu. Tiểu tử Khương Phàm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đưa ai? Hắc độc cố ý kích thích Khương Phàm, thật sự không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể đuổi tới nơi này. Nhưng, Khương Phàm đã hóa thân thành trời, trở thành người quản lý thế giới, cũng tương đương với bị cầm tù trong thế giới kia, vĩnh viễn không thể nào rời khỏi, chỉ có thể là ngưng tụ mấy cái thân phận vẩy hướng vũ trụ đuổi bắt. Nửa năm. Thân thể Hồng Võ Đế Quân vẫn còn chứ? Ngươi cứ nói xem, ta hắn đưa cho Thái Thượng Đế Tộc, một bộ tinh linh đế khu hoàn chỉnh, đối với luyện đan sư mà nói ý vị như thế nào? Ha ha! Khương Phàm cười lạnh lắc đầu. Ha ha! Hắc độc cũng cười, thể hiện dần dần dữ tợn. Ta từ trước tới giờ không ưa thích nói nhảm cùng người khác, vì sao hôm nay lại hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, biết tại sao không? Kéo dài thời gian. Thông minh! Hắc độc đột nhiên bạo phát, hắc ám như thủy triều, tuôn ra bầu trời, hồn triều âm thầm tiếp tục như đại dương mênh mông, hóa thành lít nha lít nhít cái đầu lâu, tràn ngập đất trời đánh xuống mặt hỗn độn cự mãng. Đầu lâu không phải thực thể, mà là sợi tơ linh hồn xen lẫn mà thành, mỗi cái đầu lâu đều ẩn chứa sợi tơ mấy trăm linh hồn, tương thông cùng ý thức hắn. Mấy vạn cái đầu lâu tập thể bạo kích, chỉ cần một số nhỏ xông vào hỗn độn cự mãng, cũng đủ để tiếp lên liên hệ cùng hắn. Hỗn độn cự mãng, bị hắn trưởng khống. Chúng ta không mưu mà hợp, ta cũng đang trì hoãn thời gian. Khương Phàm không để ý đến hắc độc bộc phát, mà ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ầm ầm, va chạm kịch liệt kinh thiên động địa, vang vọng vũ trụ thâm không. Nội bộ không gian thiên võ tinh lắc lư mãnh liệt. Cả viên tinh cầu hướng phía thiên nguyên tinh gào thét mà đi, đột ngột mà mãnh liệt. Công trình kiến trúc cùng núi cao ngay phía trước vị trí va chạm ầm vang sụp đổ. Công trình kiến trúc cùng núi cao ở hai bên cùng hậu phương tinh cầu đều như là đột ngột nhảy lên. Chớ nói chi là cả đám thần linh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất luận là sinh mạng thể bình thường hay là các thánh linh, thần linh, đại đế hoành hành trên không trung, đều tiếp nhận khó nói nên lời trùng kích. Uy lực va chạm vào giờ khắc này, vượt xa Tần Diễm thứ 5 trùng kích trước đó. Lúc đó va chạm, là phá vỡ hỗn độn hư không, nghiền ép tầng mây tinh cầu, đánh tới địa tầng. Mà bây giờ va chạm, mà là cùng hỗn độn hư không va chạm kịch liệt, giống như là biển động che khuất bầu trời, đánh bay các con thuyền cô độc phiêu lưu. Phiêu miểu thiên cung đến thiên võ tinh. Đây là siêu cấp thiên khí của thiên đế cấp tinh cầu, ẩn chứa hư không ảo diệu cực hạn, có thể lấy số lượng lớn cường hãn chống lại tinh cầu đại đế cấp. Nó, trực tiếp đụng bay tinh cầu. Ầm ầm. Phiêu miểu thiên cung sôi trào lên sóng chiều hư không vô biên, giống như là bàn tay của thiên đế. Đẩy cả viên tinh cầu tiếp tục trùng kích thiên nguyên tinh. Vị trí thiên nguyên tinh vực ở giữa 6 tinh cầu đã duy trì trăm vạn năm, chưa từng có chấn động kịch liệt. Thời khắc này oanh kích, triệt để đảo loạn bố cục thiên nguyên tinh vực, phá hủy con đường không gian ở giữa thiên võ tinh cùng tất cả tinh vực,
càng nhấc lên sóng chiều hư không không cách nào nói rõ. Bên trong thiên võ tinh, hàng tỷ sinh linh kinh hãi ngẩng đầu, ngắm nhìn tòa thiên cung, như ẩn như hiện, thần bí khó lường, khủng bố kinh thế kia, như là đang nhanh chóng nắm hỗn độn hư không của thiên võ tinh trong tay, cùng không gian nội bộ, áp bách mãnh liệt như là có thể làm cho tinh cầu sụp đổ, có thể làm cho toàn bộ sinh linh bên trong đều vỡ nát thành cặn bã. Đó là cái gì, chúng ta đang vào tới thiên nguyên tinh sao? Dairon muốn điên rồi, cho dù đã làm xong chuẩn bị nghênh đón vận mệnh kịch biến, nhưng vẫn bị bạo động liên tiếp làm cho kinh đến. Toàn bộ thế giới đều đang gặp trà đạp. Cái này hoàn toàn vượt quá cực hạn tưởng tượng của hắn. Cảm giác áp bách thật mạnh, bên trong ẩn chứa nguyên lực hư không. Tần diễm thứ năm giao hòa cùng đại địa, một mực đính tại nơi đó. Phiêu miểu thiên cung. Bạch hổ cùng cự long thì có chút thay đổi sắc mặt, nhận ra đó là thiên khí thần bí trong thế giới của Khương Phàm. Đó là thiên khí mà Thương Thiên hy vọng lấy được nhất từ trong thế giới đó. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Oanh! Thiên cung mở cửa, sóng chiều không gian phun ra ngoài, giống như là từng mảnh cầu vồng, hoành kích bầu trời. Từng bóng người liên tiếp xuất hiện ở trên bầu trời dung chuyển hỗn loạn. Thiên hậu, thanh ngạo tú lệ, đế uy cuồn cuộn. Một tấm nhân quả thiên đồ bao gồm trăm vạn năm phát triển của thế giới hiện lên ở xung quanh, dâng lên cường quang, thần bí khó lường. Tinh linh đế quân, phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt chúng sinh. Tự nhiên khí tức cuồn cuộn, uy lực tạo hóa tràn ngập, thân thể nàng dần dần phiêu miểu, như là hóa thành tự nhiên hình người. Chương 3337 thiên võ rung động. Khương Thương, tóc dài bay loạn, chiến ý như lửa. Hắn vặn vẹo cái cổ, mở rộng hai cánh, nắm chặt liệp thần thương, chỉ đến bạch hổ phía xa. Hắc ma đế quân, khôi ngô như núi, uy nghiêm bá liệt, chiến khu to béo đang dần dần căng cứng, đế văn tượng trưng cho thiên đạo vạn pháp đang lan tràn toàn thân. Thôn thiên ma đế, trực tiếp hóa thành vòng xoáy hắc ám, kịch liệt vặn vẹo, xé rách lấy màn trời cùng thế giới, như là đều muốn bao quát cả viên tinh cầu. Ngay sau đó, Khương Diễm, Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, Vạn Độc Huyết Long. 18 vị thần linh, toàn bộ xuất hiện ở bầu trời. Riêng phần mình hiện ra tư thái mạnh nhất, riêng phần mình hiện lên thần uy ngập trời, riêng phần mình tế lên uy lực thần cách. Thiên võ tinh cầu đang bị thiên cung đẩy hoành hành bị năng lượng xưa nay chưa từng có trùng kích. Số lượng đế quân cùng thần linh như vậy giáng lâm, triệt để đột phá năng lượng cực hạn mà tinh cầu có thể tiếp nhận, mà kịch liệt đung đưa cùng hoành hành kéo dài, càng bị hạch tâm bên trong tinh cầu tạo thành áp lực nặng nề. Từng tiếng oanh minh trầm thấp từ hạch tâm tinh cầu truyền đến, như là tinh cầu đang gầm thét. Vẫn chưa xong sao? Dairon thật sự muốn điên rồi, không dứt sao? Cái này, mẫu thân nó, không phải muốn chôn vùi bọn hắn tam sinh đế tộc, quả thực là muốn chôn vùi toàn bộ thiên võ tinh. Nhiều thần cùng đế như vậy, tới đây làm gì? Tần Diễm thứ năm thật sự cảm thấy rất kỳ quái, chiến đội Thương Thiên còn không có xử lý, đây lại là chiến đội từ đâu tới? Là hắn. Tần Diễm đầu tiên giật mình, vị thiên đế kia sao? Đây chính là vở kịch lớn hắn nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hắc độc phát ra khàn khàn cười to, không có e ngại, ngược lại là phấn chấn. Bọn người thiên hậu vậy mà đuổi tới. Thật sự là không biết sống chết. Rời khỏi thế giới của bọn hắn, chẳng khác nào không có Khương Phàm bảo vệ, đến nơi này chính là tự tìm đường chết. Thiên Nguyên Tinh. Một dãy cung điện rộng rãi. Phiêu đãng ở giữa đất trời, hoành hành tại sâu trong hỗn độn. Nơi này chính là nơi Thiên Nguyên Đại Thiên Đế ngủ say, cũng là nơi hạch tâm của toàn bộ Thiên Nguyên Tinh Vực. Bởi vì địa vị Thiên Nguyên Tinh Vực đã trong vũ trụ đã được minh xác, cho nên hắn cơ bản cũng là xuất phát từ trạng thái ngủ say. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng là bọn, thị thần, của hắn đi xử lý. Nhưng, nửa năm trước, chiến đội sát thiên giáng lâm đã đánh thức ý thức của hắn. Nửa năm sau, thiên võ tinh bạo động, đánh thức chân thân của hắn. Bọn hắn theo tới rồi. Lãnh Tuyền đứng trước Thiên Nguyên Cung, ngóng nhìn thâm không, chú ý tới tòa cung điện thần bí kia. Trật tự thiên bia cùng cứu thục quyền trượng cảm ứng, rõ ràng tỏ rõ thân phận tòa cung điện kia, phiêu miểu thiên cung. Tên điên kia quả nhiên không chịu từ bỏ. Thật không đơn giản, lại có thể đoán được nơi này, còn lại chạy tới chỗ này trong thời gian ngắn. Nhưng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vậy đây hẳn là chi đội Tần Diễm mang tới. Lãnh Tuyền bắt lấy cơ hội, trước đó cũng không có nhắc đến nguyên nhân thật sự bọn hắn tới đây cùng Thiên Nguyên, chỉ nói là ở tạm 10 năm, bây giờ vừa vặn mượn dùng phiêu miểu thiên cung,
vụ oan Tần Diễm. Tần Diễm là thật không có để Thiên Nguyên Tinh Vực vào mắt mà. Thiên Nguyên Tinh Vực tiếp nhận hắn ở chỗ này ẩn núp 800.000 năm, đây chính là hắn đáp lễ. Đánh Tần Diễm cùng toàn bộ chiến đội của hắn oanh ra khỏi Thiên Nguyên Tinh Vực, còn lại giao cho chúng ta. Lãnh Tuyền nhìn Đại Thiên Đế phiêu miểu trước mặt, chờ đợi quyết định của hắn. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đứng chắp tay, cảm giác Thiên Nguyên Tinh Vực tình huống vô cùng bất ổn. Hắn không chỉ là chủ nhân Thiên Nguyên Tinh, càng là liên hệ đặc thù giữa năm tinh cầu đại đế khác. Nói một cách khác, hắn tiếp quản pháp tắc năm tinh cầu khác. Hắn không chỉ là Thiên Nguyên Tinh hóa thân, càng là thiên của năm ngôi sao khác. Lãnh Tuyền tiếp tục nói. Trước đây Tần Diễm làm ác khiêu khích, ngài không có trực tiếp chấn sát đã là cho chúa tể Tu La mặt mũi, đánh bọn hắn ra ngoài cũng không quá phận. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế không để ý đến, mà đưa tay chỉ Thiên Nguyên Tinh phía xa. Thiên Võ Tinh đang kịch liệt hoành hành đột nhiên, bạo động, hỗn độn hư không mặt ngoài mãnh liệt cuồn cuộn, giống như cả viên tinh cầu thức tỉnh tại thời khắc này, nương theo tiếng vang lớn kinh thiên động địa, lại xốc phiêu miểu thiên cung ra ngoài. Thiên Võ Tinh thoáng ổn định, nhanh chóng lui về vị trí cũ. Mà nội bộ Thiên Võ Tinh, pháp tắc lao nhanh, tung hoành xen lẫn, hóa thành một cái đầu lâu vô cùng to lớn, quan sát chúng sinh kinh hoàng ở bên trong. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Bọn người tam sinh đế tổ nhao nhao tản năng lượng ra, cúi đầu hành lễ đối với cái đầu lâu giống như mặt trời kia. Là Đại Thiên Đế thức tỉnh. Các cường giả Thiên Võ Tinh lập tức tuôn ra kính sợ vô hạn, mặc kệ người ở chỗ nào, toàn bộ đều quỳ lại hành lễ. Đó là trưởng khống giả, cũng là hộ giả của toàn tinh vực. Sinh tử luân hồi, sinh tồn vận mệnh của bọn hắn, toàn bộ giữ ở, trong tay, chúa tể. Đầu lâu pháp tắc phát ra thanh âm hùng vĩ. Tần Diễm. Mang theo người của ngươi, rời khỏi Thiên Nguyên Tinh Vực. Ta chỉ nhắc tỉnh một lần. Một khắc đồng hồ sau, ta thanh lý Thiên Võ Tinh, đuổi đi tất cả kẻ ngoại lai. Đến lúc đó người không lùi, triệt để gạt bỏ. Thiên âm ù ù quanh quẩn giữa thế gian, để chúng sinh hồi hộp. Tần Diễm thứ năm vẫn ngắm nhìn xung quanh, cục diện phát triển đã mất đi khống chế, xác thực không nên ở lại chỗ này nữa. Nhưng, nếu như rời khỏi Thiên Nguyên Tinh Vực, Thương Thiên Chí Tôn và các đại đế chắc chắn sẽ triển khai đuổi bắt. Vào thâm không, Tần Diễm đầu tiên sinh ra liên hệ cùng Tần Diễm thứ năm. Bên ngoài còn có một thiên đế. Thiên đế, ở đâu ra thiên đế? Ngươi làm theo là được. Chương 3338 Quỷ Bí 1. Nếu như xảy ra sai sót, người ta sẽ bị luyện thành cái bô. Đừng cứ cái bô mãi như thế. Thương Thiên là lớn tuổi thì làm gì, còn đi tiểu đêm. Lão tử nói với ngươi nghiêm chỉnh. Nghe đại ca ngươi, rút lui. Tần Diễm đầu tiên bay lên không, gào thét với toàn trường. Dực thần tộc, đi cho ta. Đi, rời khỏi thiên nguyên, lang thang thâm không sao. Bọn người Dực Lâu âm thầm nhếch miệng, thực sự không nghĩ tới cục diện sẽ bạo động như vậy. Bọn hắn chỉ là muốn tranh thủ địa vị sinh tồn mà thôi, làm sao lại suýt chút nữa đã phá hủy Thiên Võ Tinh. Nhưng đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dực Lâu và các cường giả Dực thần tộc bảo vệ 72 pho tượng, liên tiếp rời khỏi phế tích, phóng lên không. Đi theo ta. Khương Phàm nhắc nhở hỗn độn cự mãng. Thiên hậu nhìn viên cự đàn kia, phân phó mọi người nói. Vào thâm không, toàn lực phóng thích khí tức, hấp dẫn lực chú ý của thiên nguyên, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho chân thân Khương Phàm. Giống. Hắc ma đế quân gào thét, phóng thích ma khí vô tận, hắn là kẻ đầu tiên xông ra Thiên Võ Tinh. Bọn người Khương Thương theo sát phía sau, liên tiếp bay lên không. Hắc độc Bạch Hổ và cả đám cường giả đều đuổi theo. Đại Thiên Đế, ngài ở lại nơi này nhìn là được, tiếp theo cứ giao cho chúng ta xử lý, bất kỳ kết quả gì, chúng ta thay ngài gánh chịu. Lãnh Tuyền rời khỏi Thiên Nguyên Tinh trước tiên, mang theo hai đại thiên khí, xông về vũ trụ. Thiên Võ Tinh an toàn, lại không yên tĩnh. Bọn người Thiên Vu Đế tổ nhao nhao đi đến hỗn độn hư không. Ngắm nhìn hai nhóm đội ngũ đang rút lui. Tam sinh đế tổ đều không lo được chiếu khán đế thành, theo sát đi đến trong hư không. Sắc mặt bọn hắn âm trầm khó coi. Đám hỗn đản này rốt cuộc là ai? Mẫu thân nó, suýt chút nữa làm hỏng Thiên Võ Tinh bọn hắn. Dairon và số lượng lớn cường giả nhao nhao xuất hiện ở trên không, ngước nhìn những cường giả bí ẩn bên trong thâm không kia. Thiên Nguyên Tinh Vực, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Cũng đã lâu không có gặp được khiêu khích như vậy. Bọn hắn tức giận, nghi hoặc, cũng có mấy phần cảnh giác.
thiên võ tinh đều suýt chút nữa đã bị hủy diệt, vậy mà đại thiên đế không có tự mình xử trí. Mà là, đánh ra ngoài, đây coi là cái gì? Không thể trêu vào sao? Ninia hốt hoảng, những chuyện này đều có liên quan cùng gia hỏa kia sao? Hắn nói muốn báo thù, nói muốn bố cục, không phải là những thứ này đấy chứ? Các ngươi là tự chui đầu vào lưới, thật sự không biết sống chết mà, cũng dám đuổi bắt chúng ta. Một đám dế nhũi ngu xuẩn chưa thấy qua việc đời, biết đây là nơi nào không? Biết quy tắc vũ trụ không? Ngây thơ đến buồn cười. Nếu như các người giấu ở trong thế giới của mình, cuối cùng còn có thể cuồng hoan vài chục năm, bây giờ. Ha ha, ta muốn ăn các ngươi, nhai nát xương cốt của các ngươi, hút khô cốt tủy các ngươi. Bọn bạch hổ cùng hắc độc tụ hợp, toàn bộ đứng ở trên vai hỗn độn linh hầu, sát ý lao nhanh, tập trung vào bọn người thiên hậu. Tiếng gào thét to rõ tràn ngập sự khiêu khích tàn nhẫn. Làm ước định, chờ một lúc đều chứa tự bảo. Người nào thua, kẻ đó chết. Lưu lại toàn thây, ta chết đi, thi hài tùy các ngươi xử trí. Các ngươi chết rồi, ha ha, lão tử mài xương cốt các ngươi thành vòng đeo dây chuyền, treo ở trên thân mỗi ngày khoe khoang. Hắc ma đế quân lắc lắc cổ, run run bả vai, cố ý phóng xuất ra đế uy cuộn trào. Ha ha, hổ tiên, đại bổ. Long tiên, càng bổ. Canh hổ cốt, canh xương rồng, đều là đồ tốt. Long huyết cũng rất tráng. Da hổ làm quần cộc, da rồng làm quần da, gân rồng làm đai lưng. Lông hổ làm cái mũ, vảy rồng làm áo giáp. Lão tử muốn lợi dụng thi cốt bọn hắn thật triệt để. Bọn người dương biển cố ý kích thích, cố ý kích phát ra thần khí, phối hợp với thần cách, phóng thích thần uy cường hãn. Vạn độc huyết long càng là dâng lên khí độc ngập trời, hấp dẫn lực chú ý. Hống hống hống. Bọn bạch hổ tức giận không kiềm chế được, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mắng chửi người thực sự không am hiểu. Thời điểm hai bên rằng co nhau bay lên không, dần dần rời xa thiên võ tinh, Khương Phàm cũng mang theo hỗn độn cự mãng tiếp tục cuộn nằm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tần Diễm cùng Dực Thần tộc chen chúc một chỗ, rời khỏi hỗn độn hư không. Hai bộ phân thân của Tần Diễm đều tràn đầy phấn khởi đánh giá bọn thần linh cùng đại đế này, nhìn khí thế đều không kém. Mà mặt mũi tràn đầy hung hãn, đằng đằng sát khí, nhìn cũng không phải rất dễ trêu. Mặt mũi Dực Thần tộc đều tràn đầy chấn kinh, ánh mắt không ngừng tuần sát trên thân hỗn độn cự mãng cùng bọn thần ma đại đế này. Đây đều là nam tử kia gọi tới. Đội hình mạnh như vậy, không được là tinh cầu cấp đại đế. Nam tử kia rốt cuộc có thân phận gì? Vậy mà lại dám đi thẳng đến thiên nguyên tinh vực khai chiến. Ba chi đội duy trì khoảng cách an toàn. Dưới cái nhìn của hàng tỷ sinh linh thiên võ tinh, dần dần xâm nhập hư không. Trên những tinh cầu khác tại thiên nguyên tinh vực, các cường giả một ít tinh cầu cấp thiên đế, tinh vực cấp chúa tể, bí mật xếp vào ở chỗ này, cũng đều ngóng nhìn hư không, chú ý trận chiến tranh đột nhiên xuất hiện này, âm thầm suy đoán nguyên do của nó, cũng kỳ quái thiên nguyên đại thiên đế lại không có trực tiếp trấn áp, mà là bức bách bọn hắn rút đi. Thiên nguyên đại thiên đế yên lặng nhìn bọn người Khương Phàm rút lui. Cũng rất nhanh đã phát hiện một vấn đề. Lãnh Tuyền nói đây là chiến đội Tần Diễm. Vì sao là ba bên thế chân vạc? Thậm chí ở phương diện Tần Diễm đều yếu thế đi rất nhiều, còn duy trì khoảng cách càng xa. Nói là ba bên thế chân vạc, càng giống như chi đội của Lãnh Tuyền cùng chi đội kia đang đối đầu, mà Tần Diễm chỉ là bên xem. Chương 3339 Quỷ Bí 2. Người trên lưng hỗn độn cự mãng rõ ràng không phải sinh linh thai nghén bình thường. Mà là hỗn độn phân thân. Lấy uy lực hỗn độn, rót vào khí tức sinh mệnh, sinh ra hỗn độn chiến khu. Những đại đế cùng thần ma xa kia lạ, toàn bộ đứng ở trên lưng hỗn độn cự mãng, còn chen chúc bên cạnh hỗn độn phân thân kia, đủ để rõ ràng thân phận của kẻ đó. Lãnh Tuyền, lừa gạt hắn. Nhưng, ai có thể ép cao ngạo Lãnh Tuyền nói dối ở trước mặt thiên đế? Ai lại dám trực tiếp rằng co cùng Lãnh Tuyền? Lãnh Tuyền, nữ tử của chúa tể Thương Thiên. Thương Thiên có rất nhiều nữ tử nhưng lại động lòng một người trong đó. Nữ đế chiến tranh được công nhận trong Thương Thiên tinh vực. Thay Thương Thiên chinh chiến qua không ít tinh vực. Hắc độc vừa rút lui vừa nói. Thả hỗn độn cự bằng, nếu không ta ở ngay trước mặt ngươi, gạt bỏ linh hồn hỗn độn linh hầu. Khương Phàm nói. Ngươi dám giết hỗn độn linh hầu, ta cam đoan xử tử tinh linh chiến đế. Ai có nhiều tù binh hơn? Nữ tử của ngươi, hài tử của ngươi. Huynh đệ của ngươi, tất cả đều trên tay của ta. Xem ai giết xong hết trước. Nếu như bọn người tinh linh chiến đế là bởi vì ngươi và ta so ai ác hơn mà chết,
dù là chỉ là chết một tên, tin tức truyền về thế giới thương thiên, cũng đủ làm cho tộc đàn kia hận ngươi thấu xương. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ đối với thương thiên tinh vực các ngươi, nhưng năm đó thương thiên rời khỏi hành tinh mẫu thân chỉ mang đi hắc ma tộc cùng tinh linh tộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai tộc đàn này tại thương thiên tinh vực hẳn là có địa vị trí cao vô thượng, mà còn là cực kỳ cường đại. Nếu để cho bọn hắn cũng hận ngươi, coi như ngươi còn sống trở về, cũng sẽ chết rất thảm. Hắc độc khẽ nhíu mày, gia hỏa này nói chuyện ngược lại bắt rất thẳng vào bản chất. Ta hiểu được, ngươi giết tới, là đến trao đổi tù binh. Ta là tới dẫn bọn hắn về nhà, cũng là đến mang các ngươi về thế giới của ta. Ha ha, đến thế giới của ta, kết quả của các ngươi. Ta cũng không dám tưởng tượng. Không cần cố làm ra vẻ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng mang bọn ta đi. Bớt nói nhiều lời, lập tức mang tinh linh chiến đế đến, nếu như ta xác định an toàn, sẽ xem xét giao dịch cùng ngươi. Ngươi rất rõ ràng tình cảnh của mình, ngươi tồn tại không được bao lâu. Bất luận ngươi giãy giụa như thế nào, đều không thay đổi được vận mệnh cố định. Hắc ma thoáng hãm tốc độ lại, kéo dài thời gian, chờ lãnh tuyển chạy tới. Ta sẽ ngươi đưa đến thế giới của ta, giam cầm tại lòng bàn tay của ta, để cho ngươi tận mắt nhìn ta thay đổi vận mệnh như thế nào. Chỉ bằng bộ phân thân ngươi đây, chỉ bằng những đại đế phía sau ngươi đây. Ha ha, ngươi vậy mà lại ngây thơ như thế. Bọn hắn đánh lấy miệng cầm nơi này, tần diễm nơi đó nghe được gọi là kích thích. Tinh linh chiến đế. Không chỉ một. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này dám bắt mấy chí tôn đại đế. Hai tần diễm đụng đụng ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến đây tất cả nguyên nhân. Chẳng lẽ là chi chiến đội thương thiên này xâm lược thế giới của gia hỏa này? Mà bị trọng thương, không thể không chạy đến thiên nguyên tinh vực tị nạn. Nhưng chiến đội thương thiên bắt một ít nhân vật đặc biệt trong thế giới gia hỏa này đích thân đến truy sát. Không tệ lắm, đối mặt với chiến đội thương thiên, còn cường thế như vậy, trong vũ trụ đều là hiếm thấy. Nhưng, đây là thiên đế nơi nào? Vậy mà chưa nghe nói qua. Ai, làm một phiếu. Tần diễm thứ năm lặng lẽ giao lưu cùng tần diễm đầu tiên. Ai cái gì mà ai, gọi đại ca. Đó là chí tôn đại đế dưới trướng thương thiên, nếu hai huynh đệ ta giết chết mấy tên. Những tên khác không hâm mộ chết được sao? Tần diễm đầu tiên loạn chuyển con mắt, đúng vậy, nếu như hai phân thân bọn hắn có thể giết chết mấy chí tôn đại đế, chân thân còn không phải từ trong phần mộ leo ra, chạy đến trước mặt tần hạo tần niệm bọn người nhảy nhót một cái. Thiên nguyên đại thiên đế càng nghe được vấn đề, những chí tôn đại đế này của thương thiên chúa tể quả nhiên không phải đang quyết đấu cùng tần diễm, mà là một thế giới, bọn hắn muốn đi xâm lấn một thế giới, sau đó còn bại lui. Thế giới cấp đại đế, tuyệt đối không thể nào đánh lui bao gồm hỗn độn cự bằng, hắc độc, lãnh tuyền, cùng tinh linh chiến đế các loại tạo thành chiến đội cường đại. Nói cách khác, thiên đế cấp thế giới. Thiên đế cấp thế giới nơi nào? Vậy mà gánh vác thương thiên chiến đội tập kích, hỗn độn cự linh, hắc độc, lãnh tuyền mấy người, đội hình thương thiên chiến đội như vậy, vậy mà thảm bại. Thế giới nơi đó là hỗn độn pháp tắc làm chủ nhân, hay? Lúc này, chân thân thiên nguyên đại thiên đế đột nhiên cảnh giác, xuyên thấu qua bóng tối mênh mang, ngóng nhìn thâm không vô tận. Một cỗ khí tức cường đại cật lực ẩn tàng đang nhanh chóng tới gần tinh vực của hắn. Trước đó đều đang chăm chú ba bên giằng co, suy đoán thân phận, vậy mà không có chú ý tới. Nhưng, cỗ khí tức này vậy mà đưa tới hắn cảnh giác. Đưa tới vạn đạo pháp tắc của hắn chủ động thức tỉnh. Chẳng lẽ là thiên đế cấp tinh cầu kia? Nhưng, không nhìn thấy tinh cầu. Có thể gây nên cảnh giác, khoảng cách xác nhận tại khoảng ngàn tỷ dặm. Một viên thiên đế cấp tinh cầu, đường kính đủ để đạt tới 300 vạn dặm trở lên. Nói cách khác, hắn nơi này hoàn toàn có thể nhìn thấy. Không thấy nguyên nhân trực tiếp chỉ sợ là. Kia đã không chỉ là hành tinh. Viên tinh cầu kia, hóa hình. Giống như hắn, hoàn toàn nắm trong tay tinh cầu. Tinh cầu chính là hắn chính là tinh cầu. Hắn có thể ngưng tụ hình thái. Hắn có thể ẩn nấp tung tích, hắn có thể. A, à, còn có cỗ khí tức khác. So với cái kia thì yếu đi rất nhiều, nhưng cũng có thể gây nên pháp tắc ba động. Đế cấp tinh cầu. Một viên thiên đế cấp tinh cầu, một viên đế cấp tinh cầu. Toàn bộ hóa hình. Chương 3340 quỷ bí 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiến đội của thế giới thần bí này. Cũng chính là hỗn độn phân thân thế giới. Đây là tinh cầu dạng gì? Cũng dám đuổi bắt thương thiên chiến đội. Lui.
Thiên Nguyên Đại Thiên Đế triệt để dung nhập Thiên Nguyên tinh cầu, càng trực tiếp sinh ra liên hệ cùng 5 tinh cầu khác, hắn phát ra gào thét thật lớn, cảnh cáo Thiên Đế thần bí đang nhanh chóng tới gần. Trong vũ trụ, ở giữa các tinh cầu cấp Thiên Đế tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, nếu không sẽ coi là tuyên chiến. Mà địa vị Thiên Nguyên tinh vực đạt được công nhận, là chúa tể tinh cầu khác công nhận. Đây là Thiên Đế nào, không hiểu quy củ như thế. Không biết sống chết như vậy. Lui không được. Một đạo ba động hùng vĩ cuồn cuộn 7.000 vạn dặm thâm không, trùng kích mây thiên thạch bên ngoài Thiên Nguyên tinh vực, chấn động thế giới Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Thương thiên xâm hại thế giới của ta, cướp bóc thân bằng của ta truy tung 5 năm, rốt cuộc tìm được nơi này. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Nếu ngươi biết đó là Thương Thiên liền rõ ràng thực lực của Thương Thiên. Người của hắn, ngươi không thể chạm vào. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế lập tức phóng thích ba động, cách không giao lưu. Chuyện này không có liên quan gì với ngươi. Ngươi không đếm xỉa đến, ta tuyệt đối không tổn hại Thiên Nguyên tinh vực, nếu như ngươi cưỡng ép nhúng tay, làm tốt chuẩn bị tinh vực sụp đổ. Nếu như đã bị phát hiện, Khương Phàm không còn làm bất kỳ che giấu gì, kéo lấy Dạ An Nhiên, xông về Thiên Nguyên tinh vực. Toàn thân bọn hắn cuồn cuộn ánh sáng pháp tắc, năng lượng hư không bộc phát toàn diện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Dạ An Nhiên đồng thời đưa đi ba động, truyền lại tin tức. Chúng ta đến từ vùng đất man hoang thâm không, chúng ta không hiểu bất kỳ quy tắc vũ trụ gì, chúng ta càng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Thiên Nguyên Thiên Đế, nếu ngươi muốn bảo vệ Thương Thiên chiến đội, chính là kẻ thù sống còn của chúng ta, đối đãi cửu nhân. Chúng ta, không chết không thôi. Vẻ mặt Thiên Nguyên Đại Thiên Đế nghiêm trọng, quả nhiên giống như hắn dự đoán. Hắn từ trước tới giờ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện liên lụy đến Thương Thiên. Nhưng, tình huống bây giờ, không đếm xỉa đến chính biến tướng hại chết bọn người lãnh tuyền. Lấy tính nết bá đạo của Thương Thiên, chắc chắn truy xét đến đáy, nếu như phát hiện có liên quan cùng Thiên Nguyên tinh vực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha nơi này. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế phát ra gào thét thật lớn, âm thanh động tinh vực. Ta mặc kệ các ngươi có gì ân oán, nhưng ở bên trong phạm vi tinh vực của ta, bất kỳ người nào không được càn rỡ. Ngươi, nhanh chóng rút đi. Ầm ầm. Thiên Nguyên tinh vực vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, nương theo hỗn độn chiều dâng ngập trời, vậy mà hóa thành thế giới hình người to lớn không gì sánh được. Mà Thiên Mạch, Thiên Tổ, Thiên Võ các ngũ đại tinh cầu, thậm chí tinh cầu cấp 3 khác xung quanh cũng đều hoành hành thâm không, vần quanh ở xung quanh, tràng cảnh lao nhanh ra tinh hà thật lớn. Một màn đột nhiên để ba bên đội ngũ đang giằng co hồi hộp, càng rung động các cường giả trong tinh cầu Thiên Võ Tinh. Vô số ánh mắt chú mục Thiên Nguyên. Bọn hắn chỉ nghe nói qua, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế chính là Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Tinh chính là Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, nhưng chưa từng khắc sâu hiểu lời này có ý gì. Cho đến giờ phút này, cả viên tinh cầu trong tầm mắt của bọn hắn biến thành quái vật khổng lồ cao tới mấy trăm vạn dặm. Bọn hắn rung động đến. Bọn hắn hồi hộp. Bọn hắn sợ hãi. Kính sợ, nhao nhao dập đầu bái cúi. Thiên Nguyên Tinh. Hắn quả nhiên giống như trong truyền thuyết, tiếp quản pháp tắc ngũ đại tinh cầu. Hắn chính là thiên của ngũ đại tinh cầu, hắn có thể mượn dùng lực lượng ngũ đại tinh cầu. Trách không được vũ trụ đều gọi Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, năm viên đại đế tinh cầu phụ trợ, để thực lực của hắn đủ để tiến vào nửa bước chúa tể. Hai bộ phân thân Tần Diễm ngạc nhiên nhìn đại tinh cầu kịch biến. Bọn người Dực Lâu thì rung động tê cả da đầu, toàn thân không cầm được phải quỳ lạy. Bọn người Vân Liên càng trợn mắt hốc mồm, khó có thể tưởng tượng một viên tinh cầu vậy mà biến thành hình người. Ngươi, hắn vừa mới nói chính là, ngươi nhanh chóng lui lại. Ai? Lãnh Tuyền đang chạy về chiến trường, nghe được âm thanh này đột nhiên xuất hiện hò hét, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắc Độc cực kỳ mẫn cảm, cũng chú ý tới ý tứ trong lời nói này. Huống chi? Âm thanh hò hét cùng hóa thân đều quá đột nhiên, giống như lâm đại địch. Đúng vào lúc này, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đột nhiên bước lên về phía trước, thân thể kinh khủng cao tới 5 triệu dặm, một bước chính là 2 triệu dặm, vài chục bước đã tùy tiện vượt qua vòng chiến đang giằng co, bao quanh 5 viên tinh thần cùng trên 100 viên nguyên tố tinh cầu, lao thẳng đến phương xa. Nơi đó sôi trào cường quang, hỗn độn bạo động, thế giới ánh sáng rọi khắp nơi vũ trụ. Khương Phàm và Dạ An Nhiên hiển hiện chân thân. Cả người cao gần 100 vạn dặm, bọn hắn phun trào pháp tắc chiều dâng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đối diện lao thẳng đến Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Cái đó là, đúng vậy, Hắc Độc, Lãnh Tuyền, thậm chí là bọn người Bạch Hổ đều ớn lạnh toàn thân, hít vào từng ngụm khí lạnh. Tung hoành vũ trụ nhiều năm như vậy,
quá lâu không có chấn kinh qua như thế này. Tinh cầu hình người. Ở đâu ra tinh cầu hình người? Không không không, chẳng lẽ là Khương Phàm? Khương Phàm phản vệ pháp tắc, toàn diện tiếp quản thế giới. Lúc bọn hắn rời khỏi, dự đoán các loại khả năng, bao gồm khả năng Khương Phàm phái ra cường giả đuổi tới nơi này. Tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm lại hòa tất cả pháp tắc làm một thể, còn triệt để tiếp quản hệ thống thế giới. Mặc dù, thiên, tương đương với thiên đế, nhưng tiếp quản thế giới thiên đế, mới là cường giả chân chính vũ trụ. Bọn hắn không chỉ có thực lực càng kinh khủng, còn có thể mang theo thế giới tùy ý di động. Chương 3341 thâm không loạn đấu 1. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Các sinh linh bên trong thiên nguyên tinh vực kinh hãi đến sợ hãi, không chỉ có thiên nguyên tinh cầu biến thành hình người, đối diện còn giết tới một tinh cầu hình người. Đừng nói người sống mấy chục năm, ngay cả các đại đế xem như sống mấy vạn năm đều không có nhìn thấy qua tình cảnh như vậy. Thiên đế cấp tinh cầu. Đám cường giả bí ẩn ẩn núp các nơi thiên nguyên tinh vực nhao nhao ngóng nhìn thâm không, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khương Phàm kích phát hỗn độn chiến khu ngắm nhìn thiên nguyên đại thiên đế vượt qua vòng chiến nhào về phía nơi xa, hai đầu lông mày ngưng tụ lại mấy phần nghiêm trọng. Thật mạnh! Vậy mà mang theo 5 viên tinh cầu cấp đại đế giết qua. Còn có gần 100 viên nguyên tố tinh cầu, vậy đơn giản là vũ khí tự nhiên cấp vũ trụ, càng là năng lượng chi nguyên cuồn cuộn mênh mông. Không cần trực tiếp cảm nhận, chỉ dùng ánh mắt quan sát liền có thể trực tiếp đánh giá ra chênh lệch giữa bọn hắn cùng thiên nguyên. Cùng so sánh, hắn cùng Dạ An Nhiên quả thực keo kiệt. Nhưng, cùng thuộc tinh cầu cấp thiên đế, xem như có khoảng cách, cũng không thể nào hoàn toàn áp chế, hắn chỉ cần ngăn chặn thiên nguyên là được. Giết! Khương Phàm kích phát hỗn độn chiến khu phát ra sát lệnh. Đã sớm chờ không nổi nữa. Đám cọp con, lần này xem các ngươi chạy chỗ nào. Giết, giết giết giết. Báo thù, báo thù. Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân, Ngô Chính Nguyên vận sức chờ phát động, toàn bộ bạo khởi, tế lên đế binh, nhào về phía đám bạch hổ. Thái Hư Cổ Long theo sát phía sau, phối hợp đế quân xuất kích. Lần này, hắn không có lùi bước, lần này, hắn đại biểu Long tộc, khởi xướng công kích. Hổ Tiên, Long Tiên, canh hổ cốt, canh xương rồng, quần cộc da hổ, quần da rồng. Khương Diễm, Vạn Độc Huyết Long, Dương Biển, Tần Vị Ương mấy người thì giải tán toàn bộ, tạo thành sát trận thần cấp, ngưng tụ năng lượng chiều dâng kinh khủng, quấy nhiễu chiến trường đế cấp, cho cung cấp duy trì bọn người Khương Thương. Ba tôn bạch hổ cùng cự long bảy màu đều luống cuống. Trước đó phách lối cùng cao ngạo không còn sót lại chút gì. Mặc dù cách rất xa, nhưng cảm giác áp bách đập vào mặt đã để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Khương Phàm, vậy mà hóa thân thế giới. Cái này ý nghĩa thay đổi hoàn toàn. Đừng hốt hoảng. Lãnh Tuyền nhanh chóng tỉnh táo lại, chấp trưởng thiên luân, gào thét thâm không. Khương Phàm bị thiên nguyên đại thiên đế ngăn cản. Khương Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của thiên nguyên. Giết, giết bọn thần ma đại đế này. Giết, giết bọn hắn. Chúng ta có thể tiến vào thiên nguyên tị nạn. Lãnh Tuyền chủ động xuất kích, lao thẳng đến chiến trường. Hắc Ma Đế Quân cùng Thiên Hậu sớm đã đưa ánh mắt khóa chặt nàng, sau khi lẫn nhau ra hiệu, liên thủ triển khai chặn đánh. Thiên Hậu khống chế nhân quả thiên đồ, thực lực viễn siêu đại đế bình thường. Hắc Ma Đế Quân bởi vì Khương Phàm hoàn toàn dung hợp thế giới, thực lực sớm đã vượt qua xa dĩ vãng. Bởi vì chân thân Khương Phàm đang giáng lâm, hắn có thể hoàn toàn mượn dùng uy lực thế giới, tương đương với chí tôn đại đế đầu tiên của Khương Phàm thế giới. Ngươi chủ công, ta phối hợp. Thiên Hậu thả người nhấc lên, rơi xuống bên trên chiến khu Hắc Ma Đế Quân. Lãnh Tuyền tiểu nương tử, nam tử của ngươi đợi không được ngày ngươi trở về. Hắc Ma Đế Quân hét lớn, thân thể kịch liệt bành trướng, vạn đạo pháp tắc như lôi đình đi nhanh, toàn thân cuồng vũ, hắn đạp tan thâm không, mang theo Thiên Hậu đuổi giết Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền phóng ra sát ý lạnh thấu xương, không sợ hãi. Mặc dù chiến thú hỗn độn cự bằng bị nhốt, nhưng bây giờ nắm trong tay thiên khí mới, trật tự thiên bia. Đế tộc bên trong thiên nguyên tinh vực, các ngươi đang chờ cái gì? Đi ra trợ giúp cho ta. Đế hoàng lão tổ, thái thượng đế tổ, cửu đầu xích dương thú. Hắc độc phát ra tê khiếu sắc nhọn, thanh âm hòa với linh hồn ba động, xông về thiên nguyên đại thiên đế đang đi xa. Chỉ là tốc độ thiên nguyên đại thiên đế quá nhanh, một bước chính là mấy trăm vạn dặm, thanh âm hắc độc căn bản đuổi không kịp, rất nhanh tiêu tán bên trong thâm không. Huống chi thiên nguyên đại thiên đế đã toàn diện phong tỏa tinh cầu,
ai cũng không thể nào tùy tiện rời khỏi. Thời khắc chiến tranh, tất cả bên trong, đều là năng lượng chi nguyên của hắn. Hỗn độn cự bằng, xuất ra tôn nghiêm hỗn độn cự linh ngươi nên có, leo ra cho ta. Ánh mắt hắc độc quét về phía toàn trường, không lo được để ý tới hỗn độn cự bằng, khống chế lấy hỗn độn linh hầu lao thẳng đến chiến trường đế cấp. Đối phương là bốn vị đại đế, cùng số lượng với bọn hắn bên này, hắn tin tưởng thực lực bạch hổ bên mình, hẳn không có bất kỳ áp lực gì, bất cứ lúc nào có thể đánh giết cường địch. Nhưng những thần linh kia có chút phiền phức, còn có tần diễm đang nhìn chằm chằm. Hắn nhất định phải đảo loạn chiến trường đế cấp, chế tạo cơ hội cho đám bạch hổ, tốc chiến tốc thắng. Nhưng, giống, hỗn độn linh hầu đột nhiên ôm đầu kêu thảm, phát ra kêu rên đau đớn. Chiến khu hơn trăm dặm mãnh liệt nhấc lên tại thâm không, hỗn độn thủy triều như biển gầm sôi trào, dậy sóng lao nhanh. Ngươi là của ta, ta mới là chủ nhân của ngươi. Hắc độc cứ nghĩ hỗn độn linh hầu phát giác được Giả An Nhiên, ý thức yên lặng bắt đầu khôi phục, cho nên quả quyết kích phát lực lượng linh hồn, cưỡng ép thao túng hỗn độn linh hầu. Hống hống hống. Hỗn độn linh hầu giãy giụa kịch liệt hơn, không chỉ có toàn thân vặn vẹo, móng vuốt tráng kiện càng đập loạn toàn thân. Hô hô hô. Một móng vuốt gào thét mà tới, quất vào trên bờ vai, suýt chút nữa đánh chết hắc độc. Hắc độc phát giác không ổn, định thần dò xét linh hồn hỗn độn linh hầu. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Linh hồn linh hầu vốn bị linh hồn của hắn như sợi tơ quấn quanh, giống như con rối giật dây một mực khống chế, nhưng không biết từ khi nào, trên linh hồn của hắn nhiều thêm năng lượng linh hồn khác. Chương 3342 thâm không loạn đấu 2. Rất bí ẩn, lại trốn không thoát chí tôn đại đế như hắn dò xét. Lại tra xét rõ ràng, một vài đường vân giống như nguyền rủa đang thuận theo sợi tơ, lan tràn hướng về linh hồn bản nguyên của linh hầu. Trách không được hỗn độn linh hầu đau đớn, những hắc chú vô cùng bá đạo, tương đương với bất chấp hậu quả cướp đoạt quyền khống chế linh hồn. Hắc độc rất xem trọng hỗn độn linh hầu, cho nên sau khi đến nơi đây mới cẩn thận từng ly từng tí khống chế, không chỉ muốn thao túng linh hồn, còn thao túng ý thức, mưu toan hắn triệt triệt để biến thành chiến nô của mình. Không nghĩ tới gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện ác độc như vậy, cơ hồ muốn phế hỗn độn linh hầu. Hắc độc quả ra tay, phóng thích linh hồn bí thuật, cưỡng ép thanh lý hồn ti cùng hồn chú trên linh hồn linh hầu, ánh mắt đồng thời bén nhọn càn quét thâm không, tìm kiếm kẻ địch thần bí. Là ai có thể tránh thoát dò xét của hắn, lặng yên không tiếng động xâm nhập linh hồn hỗn độn linh hầu. Chẳng lẽ là thời điểm hắn vừa mới chấn kinh, phân thần. Bắt thời cơ rất tinh chuẩn. Nhưng dù vậy, có thể tránh thoát hắn dò xét, cảnh giới chỉ sợ sẽ không thấp. Thần cấp, đế cấp. Trong thế giới Khương Phàm còn có cường giả linh hồn đế cấp sao? Đúng vào lúc này, chiến trường đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Tần Diễm thứ 5 giết vào chiến trường, cố ý tiến lên từ phía sau bọn người Khương Diễm. Sau khi bọn người Khương Diễm phát hiện, không chần chờ chút nào, thần ma triều dâng đang vận sức chờ phát động quả quyết phóng thích. 18 vị thần ma, 18 tôn thần binh ma khí, như thao thiên cự lãng, cuồng quét chiến trường. Tràn ngập đất trời đánh về phía bạch hổ yêu đế đang dây dưa cùng tinh linh đế quân. Tinh linh đế quân sớm đã không phải trạng thái trước đó, nhiều hơn mấy phần ngoan khí, nhiều hơn mấy phần cường thế, cũng nhiều mấy phần dự phán cục diện chiến trận. Không có chút do dự, ngạnh kháng bạch hổ bạo kích, kéo dài khoảng cách đồng thời trải rộng ra bức tranh tự nhiên, tiếp dẫn thần ma triều dâng, đánh về phía bạch hổ yêu đế. Bức tranh tự nhiên, bao hàm toàn diện, gần như hoàn mỹ tiếp nhận năng lượng thần ma. Uy lực thế công lúc này gấp bội. Bạch hổ yêu đế chật vật tháo chạy. Tần Diễm thứ 5 theo sát thế công giết tới, một tiếng bạo hống, bay lên nhấc lên, đạp thật mạnh vào trên lưng bạch hổ yêu đế. Như là 2 triệu dặm sơn hà rơi xuống, vạn ức tấn nặng tụ tập ở một chỗ. Răng rắc giòn vang. Xương sống bạch hổ vỡ vụn, thân thể biến hình, kêu thảm rơi xuống. Chàng hạt cùng cây giáo đang bạo kích chiến trường mãnh liệt thay đổi phương hướng. Mang theo sát khí ngập trời, nhanh chóng truy kích. Nhưng, bị một đòn này quá nặng, đè ép thân thể của hắn giống như viên thiên thạch gào thét lên xẹt qua thâm không, cơ hồ muốn biến mất trong tầm mắt. Chàng hạt cùng cây giáo vậy mà theo không kịp. Tần Diễm hét lớn, loạn quyền bạo kích, mỗi một quyền đều giống như vô tận sơn hà bộc phát. Bạch hổ khàn giọng gầm thét, điên cuồng phản kích, bạch hổ chiến y hộ thể, từ nội tạng đến hài cốt, từ huyết nhục đến da lông. Toàn bộ nổi lên cường quang màu vàng, tạo thành thủ hộ tuyệt đối. Nhưng, hai chân Tần Diễm gắt gao kẹp chặt bạch hổ, song quyền đổ ập xuống không gián đoạn bạo kích.
Rầm rầm rầm. Bạo hưởng kéo dài như lôi đình oanh minh, cái này không phải loạn quyền nện đầu, quả thực là thiên thần rèn sắt. Bạo. Bạch hổ nóng nảy lại điên cuồng, sau khi phát giác được chàng hạt cùng cây giáo đuổi không kịp, trực tiếp dẫn nổ bọn chúng, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng đó là sát khí cường đại trong hải dương giết chóc của hắn thai nghén ra, uy lực khủng bố, bộc phát toàn diện đủ để cuồn cuộn vạn dặm chiến trường. Chỉ cần Tần Diễm sốc lên, hắn có thể thoát khốn. Ngươi thoát không nổi ta. Tần Diễm đột nhiên kẹp chặt Bạch Hổ, thân thể nghiêng một chút, trọng lượng kinh khủng như trụ trời nghiêng, mang theo Bạch Hổ xoay chuyển 180 độ tại chỗ. Hắn hướng xuống, Bạch Hổ hướng lên trên. Bạch Hổ muốn giãy giụa, nhưng giãy như thế nào qua được tôn cự đỉnh nặng nề này. Tần Diễm giống như mặt dây chuyền, đầu hướng xuống, gắt gao bắt lấy Bạch Hổ. Lúc này bạo tạc đã bắt đầu, chiều dâng bạo động, vỡ vụn thâm không. Sát lục cuồng chiều mãnh liệt cuồn cuộn tứ phía, đối diện nuốt sống Bạch Hổ. Bạch Hổ cực lực duy trì chiến y, nhưng, lúc trước hắn kỳ vọng bạo tạc cao bao nhiêu, bây giờ gặp thương thích liền có nghiêm trọng bấy nhiêu. Ầm ầm, huyết nhục văng tung tóe, nội tạng vỡ vụn. Bạch Hổ bị khủng bố bạo động mở ngực mổ bụng. Bạch Hổ chiến y kịch liệt lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào đều có thể tán loạn. Giống, Bạch Hổ kêu rên, vùng vẫy giãy chết. Nhưng Tần Diễm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không đợi bạo tạc chiều dâng tản ra, gắt gao nắm chặt trọng quyền rắn rắn chắc chắc đập vào bên trên đầu hổ. Lần này, đầu hổ không thể chịu nổi, răng rắc giòn vang, óc bắn tung tóe, máu cỗ bay tứ tung. Tần Diễm lúc này buông ra hai chân, hóa thành đại địa mẫu đỉnh, thuận thế chứa đựng Bạch Hổ trọng thương. Ầm ầm tiếng vang, nắp đỉnh khép kín, mẫu đỉnh khai lò. Bên trong huyền hoàng hải dương bạo động cuồn cuộn. So với liệt diễm cùng lôi đình còn kinh khủng hơn, nuốt sống Bạch Hổ, cưỡng ép luyện hóa. Đây chính là siêu cấp chiến thú, cảnh giới viễn siêu đế cấp ý nghĩa bình thường, một khi bạo tạc, hậu quả khó mà lường được, đại địa mẫu đỉnh đều chưa hẳn gánh vác được, nhưng vừa mới bị trọng thương, còn nát đầu, ý thức hỗn loạn, linh hồn suy yếu, Tần Diễm tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội tự bảo. Cùng lúc đó, Tần Diễm cưỡng ép nhúng tay, đảo loạn chiến trường đế cấp. Thôn Thiên Ma Đế thừa dịp loạn tránh thoát cự long dây dưa, sau khi giao cho tinh linh đế quân thoát khốn, bay lên nổ bắn ra, đuổi giết chiến trường Khương Thương. Thôn Thiên Ma Đế phát ra tiếng ma hống hùng vĩ, như vạn ma gào thét, giống như hoang lôi bạo động, hắn nhanh chóng diễn biến ra vòng xoáy mênh mông, kịch liệt cuồn cuộn, mãnh liệt xoay tròn, vặn vẹo lên thâm không, xé rách lấy thời gian. Chương 3343 thâm không loạn đấu 3. Khương Thương, đưa tới đây. Thôn Thiên Ma Đế đứng tại sâu trong vòng xoáy, trở nên to lớn không gì sánh được, như thật thông thiên. Trong nước xoáy tràn ngập vô tận uy lực và năng lượng, lóe ra cường quang chói mắt, như là tinh không lao nhanh bên ngoài, ngàn vạn ánh sao lấp lóe, bên trong thì là tĩnh mịch quỷ dị, xuyên suốt tử vong vũ trụ. Cút đi qua cho ta. Khương Thương cuồng chiến Bạch Hổ, hai cánh chấn kích, đánh ra khung trời chiều dâng, cưỡng bức ngăn chặn lại Bạch Hổ thả ra tất cả chàng hạt. Chàng hạt sôi trào cường quang, sát ý cuồn cuộn, giống như từng đầu Bạch Hổ phóng tới giận sông, nhưng dưới thương khung pháp tắc tiếp tục bạo kích dưới, như đặt mình vào trước mặt sóng lớn vạn trượng, không những khó mà về phía trước, ngược lại tiếp tục lui lại phía sau. Khương Thương cường thế phóng xuất ra Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương oanh minh kịch liệt, phát ra thiên âm đế giống, tuôn ra xiềng xích giết chóc đến hàng vạn mà tính, như là thiên kiếp, xé rách thâm không. Liệp Thần Thương gào thét xoay tròn, mượn nhờ thương khung pháp tắc hiện ra tốc độ kinh khủng. Bạch Hổ vậy mà không có tránh né, mà chấn kích hai cánh, cưỡng ép ổn định chiến khu, đồng thời bạo khởi móng vuốt màu vàng, khuấy động Bạch Hổ sát kỹ kinh khủng, trực tiếp đánh vào Liệp Thần Thương. Keng! Liệp Thần Thương bạo kích móng vuốt, như hai kiện đế binh giao kích, oanh minh điếc tai, sóng âm cuồn cuộn. Ngắn ngủi dây dưa, Liệp Thần Thương vỡ vụn móng vuốt, đánh qua sát bả vai Bạch Hổ. Bạch Hổ mặc dù bị nát móng vuốt, lại mượn nhờ lực trùng kích kinh khủng cưỡng ép quay cuồng, tránh khỏi được kết quả đưa vào vòng xoáy thôn phệ. Hung tàn lại khôn khéo. Đây đều là kinh nghiệm trong chiến tranh. Nhưng Khương Thương há có thể tha cho hắn, ra hiệu Thôn Thiên Ma Đế tiếp tục duy trì, hắn thao túng thương khung pháp tắc, ngang nhiên đuổi giết Bạch Hổ. Cho dù là kéo, đều muốn nó kéo vào vòng xoáy. Nơi này tiếp tục kịch biến, tạm thời hấp dẫn lực chú ý của Hắc Độc. Kia dù sao cũng là siêu cấp chiến thú hắn nuôi dưỡng thời gian vô tận, là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là biểu tượng thân phận của hắn. Kết quả cuộc chiến sát thiên tổn thất hai tên, nơi này lại có hai tên lâm vào nguy cơ.
Hắc Độc hơi có chút sốt ruột. Một bên cảnh giác cường giả bí ẩn ẩn núp bên trong thâm không xung quanh, một bên tăng thêm tốc độ hồn ti cùng hồn chú quấn quanh linh hồn linh hầu. Nhưng, người kia rốt cuộc ở đâu? Xung quanh rõ ràng không có bất kỳ linh hồn ba động gì. Lấy cảnh giới cùng thực lực của hắn, đưa nhìn khắp vũ trụ đều không có ai có thể trong khoảng cách gần tránh khỏi hắn dò xét. Chẳng lẽ đã rời khỏi? Hay là nói, cỗ hồn lực thần bí kia đến từ Khương Phàm? Ánh mắt Hắc Độc bén nhọn quét về phía viên hỗn độn cự đản phía trước, Khương Phàm trên cự đản đang quan sát đến nơi này. Là hắn. Hắc Độc tra xét rõ ràng, nhưng không có phát hiện ở giữa Khương Phàm cùng hỗn độn linh hầu có liên hệ linh hồn rõ ràng. Lúc này, hỗn độn linh hầu vậy mà không dãy dụa nữa, không còn gầm thét, yên lặng đứng trong hư không hắc ám, trong mắt cuồn cuộn hỗn độn ánh sáng cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Giống như lúc nào cũng có thể tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Hắc Độc u ám, rất lâu không có gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Chỗ đó có vấn đề. Hồn ti cùng hắc chú trên linh hồn kim hầu cơ bản bị dọn dẹp, không có để lại tai họa ngầm. Hồn ti Hắc Độc quét sạch hỗn độn linh hầu, dò xét lấy các mặt. Rốt cuộc cũng, hắn phát hiện một cỗ ba động thần bí. Không ở linh hồn, mà là ở trong ý thức hải. Bên trong ý thức hải mênh mông, một cỗ ba động đang tiếp tục không ngừng khuếch tán. Là U Linh Đại Đế. Hắn xâm nhập vào bên trong ý thức hải hỗn độn linh hầu. Trước khi cuộc chiến sát thiên diễn ra, hắn mượn dùng Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân cùng Hắc Độc giao thủ qua, biết đối phương cường đại. Cho nên, cân nhắc đến Hắc Độc nắm trong tay hỗn độn linh hầu nửa năm, thậm chí là càng lâu, linh hồn tất nhiên bị thao túng, nếu như trực tiếp cưỡng ép đối kháng trong thân thể linh hầu, không chỉ có khó chống lại, còn có thể phá hủy linh hồn linh hầu. Hắn đổi sách lược, thừa dịp lực chú ý của Hắc Độc bị di chuyển tạo ra cơ hội, chui vào trong thân thể hỗn độn linh hầu, lưu lại bộ phận hồn ti cùng hồn chú, giả ý muốn thương tổn linh hầu, hấp dẫn lực chú ý, hắn chân thực thì tiềm nhập vào bên trong ý thức hải linh hầu, tỉnh lại ký ức ngủ say, để linh hầu biết tình cảnh của mình. Ít nhất phải hiểu, hắn đang bị tàn nhẫn khống chế. Dạ An Nhiên cùng Khương Phàm đang ở nơi xa, đang muốn tới cứu hắn. Chỉ cần hỗn độn linh hầu tự mình tỉnh táo liền có thể phản kháng. Sự thật chứng minh, sách lược của hắn thành công. Chiến trường hỗn loạn. Di chuyển lực chú ý của Hắc Độc. Hồn chú trong thân thể linh hầu dẫn dắt tinh lực Hắc Độc. U Linh Đại Đế nhân cơ hội này, tỉnh lại hỗn độn linh hầu. Không có phân thân thương thiên áp trận, các ngươi thật giống như. Cũng chỉ như thế này. U Linh Đại Đế xông ra ý thức hải, hắc phụ cuồn cuộn, hồn uy cuồn cuộn, nằm xuống nhào về phía Khương Phàm nơi đó. Tiểu thủ đoạn mà thôi, may mắn thành công. Nếu ngươi xuất hiện, cũng đừng nghĩ còn sống. Hắc Độc lập tức muốn đánh giết, nhưng hỗn độn linh hầu đột nhiên bộc phát, ngạnh kháng lấy đau đớn linh hồn dây dưa, bạo khởi móng vuốt như núi cao, chụp về phía Hắc Độc. Hắc Độc không thể không tạm thời nhìn xuống xúc động đuổi bắt, quát chói tai linh hầu. Vốn muốn cho ngươi sống, nhưng ngươi nhất định phải chết. Siêu siêu siêu. Năm cỗ hồn châm giống như năm đạo phân thân, phóng lên tận trời, toàn bộ chui vào thân thể hỗn độn linh hầu, bất chấp hậu quả tiếp quản quyền trưởng khống linh hồn. Linh hồn thể linh hầu mãnh liệt giãy giụa, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, mắt thấy là móng vuốt phải chụp tới hắn cưỡng bức ngăn chặn lại. Chương 3344 thâm không loạn đấu 4. Nhưng, hỗn độn linh hầu đã thức tỉnh, ý thức cố gắng chống lại, thân thể cũng đang phản kích. Gầm lên giận dữ, vang vọng vũ trụ, móng vuốt đập vào trên vai, đồng thời toàn thân nhấc lên, hỗn độn chiều dâng bất kể tiêu hao bộc phát dã man. Hắc Độc bị ép rời khỏi hỗn độn cự linh. Nhưng trong lúc không ngừng tránh né vẫn đang tiếp tục khống chế linh hồn hỗn độn linh hầu. Linh hồn lạc ấn dài đến nửa năm, cũng không phải hỗn độn linh hầu tùy tiện có thể chống cự. Phốc, U Linh Đại Đế xuyên qua cánh lớn hỗn độn cự mãng, xông vào thân thể hỗn độn cự bằng. Hỗn độn cự bằng đang ở trạng thái mê ly, ý thức hoảng hốt, linh hồn suy yếu, chỉ là miễn cưỡng nương tựa theo ý chí cùng kinh nghiệm chiến tranh, kéo dài phản kích, ương ngạnh chống cự lại hỗn độn cự mãng hấp thu. Giờ khắc này, U Linh Đại Đế thời khắc này xâm nhập, giống như cho hỗn độn cự bằng một kích chí mạng. Giống. Hỗn độn cự bằng giống như bị đột nhiên bừng tỉnh, phát ra tê khiếu đau đớn. U Linh Đại Đế du tẩu bên trong hỗn độn chiến khu của hỗn độn cự bằng, tàn phá lấy linh hồn suy yếu đến cực hạn của nó. Nhưng hắn không phải muốn khế ước linh hồn, cũng không phải muốn nhờ linh hồn đến cướp đoạt quyền khống chế thân thể, mà là đang tước đoạt.
tương đương với lột da rút xương, thô lỗ bóc xuống linh hồn hoàn chỉnh. Loại đau đớn này, quả thật đau hơn cả đào thịt rút ra. Hỗn độn cự bằng điên cuồng giãy giụa, tiếng gáy to thê lương như ác quỷ. Nhưng, thân thể bị giam cầm, hỗn độn bị hấp thu, hắn hoàn toàn giống như thịt cá trên thất gỗ, bị gắt gao đặt ở nơi đó, làm sao đều không tránh thoát. Hỗn độn cự bằng trừng to tròng mắt đầy huyết lệ. Hắn nghĩ tới tràng cảnh mình sinh ra, nghĩ đến thời khắc gặp được thương thiên. Hắn nghĩ tới rung động nhìn thấy chúa tể thế giới, nghĩ đến rốt cuộc gặp mặt lãnh tuyển cao ngạo. Hắn nghĩ tới thời gian chinh chiến vũ trụ, nghĩ đến huy hoàng gào thét vũ trụ. Hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Trừ đoạn ký ức chục vạn năm thời gian bị xóa đi, những thứ khác toàn bộ nhớ ra. Giống như tinh hà lao nhanh đang xẹt qua trong đầu, mang tới lại là vô tận bi thống. Nhưng, kết thúc rồi à? Ta phải kết thúc. Giống, hỗn độn cự bằng phát ra hò hét bi thương, lại thoáng qua liền im bặt mà dừng. U Linh Đại Đế không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, tàn nhẫn tách ra toàn bộ hỗn độn linh hồn. Đây cũng không phải là linh hồn bình thường. Càng giống là như ý thức chi nguyên hỗn độn thai nghén. Đối với hắn mà nói, muốn bổ dưỡng hơn xa so với thôn vệ 3 năm đế hồn. Thậm chí có thể làm cho hắn trở lại đỉnh phong thời đại hồng hoang. Tha thiết ước mơ đỉnh phong, nhớ thương đỉnh phong, cũng sớm đã không dám hy vọng xa vời đỉnh phong. Sau khi hỗn độn cự bằng bị tước đoạt linh hồn, triệt để đã mất đi năng lực chống cự, bạo động hỗn độn triều dâng nhanh chóng tán loạn. Răng rắc, răng rắc. Hỗn độn cự bằng bị cự mãng kéo dài thân thể nghìn dặm cưỡng ép nghiền nát, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt vào bên trong thân thể cưỡng ép luyện hóa. Bây giờ còn không phải thời điểm ngươi tiêu hóa. Phối hợp U Linh, cứu hỗn độn linh hầu trở về cho ta. Khương Phàm đứng trên đầu cự mãng, hạ đạt mệnh lệnh. Hỗn độn cự mãng mặc dù từ đầu đến cuối đang cuộn lại thân rắn, nhưng không phải ngủ say, hắn nhìn rõ ràng chuyện bên ngoài, nhất là sau khi nhìn đến tinh cầu hình người, cũng rung động qua, cũng biết con người giải cứu mình rốt cuộc có thân phận gì. T. Hỗn độn cự mãng triển khai 18 cánh thịt, phát ra tê khiếu sắc nhọn, sóng âm có thể so với long ngâm, vang vọng vũ trụ. Hỗn độn triều dâng bạo động giống như sôi trào, lắc lư thâm không, đuôi rắn đong đưa, dài đến ngàn dặm. Đập vào mắt kinh hồn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tùy tiện có thể quét nứt tinh thần, ngôi sao. Cự linh khủng bố như thế đủ để cho bất cứ sinh vật nào ở trước mặt hắn cảm thấy nhỏ bé. Đáng chết! Hắc độc không lo được tức giận, diễn biến ra vạn đạo linh hồn tỏa liên, bao quanh minh mông hồn khí, lít nha lít nhít đánh về phía hỗn độn linh hầu. Hồn châm trong thân thể hỗn độn linh hầu nhanh chóng xoay tròn, giống như là từng cái vòng xoáy, hấp dẫn vạn sợi xiềng xích, hình thành liên hệ mãnh liệt. Phốc phốc phốc, hỗn độn linh hầu đau đớn kêu thảm, bị vạn sợi xiềng xích giam cầm, linh hồn bị nhanh chóng áp chế. Hắc độc không có nương tay, tựa như cuộc chiến sát thiên lúc trước, cưỡng ép lại thô lỗ khống chế hỗn độn linh hầu. Giải quyết chiến đấu hôm nay mới là mấu chốt. Về phần sau đó hỗn độn linh hầu còn có thể dùng hay không, mặc kệ. Hỗn độn cự mãng bạo kích hai cánh, nhấc lên hỗn độn cương phong cuồn cuộn, tê khiếu nhào về phía hỗn độn linh hầu. Hỗn độn linh hầu bị hắc độc khống chế, vung lên ngũ hành côn, ngang nhiên nghênh đón hỗn độn cự mãng. Ầm ầm, va chạm mãnh liệt như hai ngôi sao va chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền vang minh mông mấy chục vạn dặm, để bọn người Ngô Chính Nguyên đang chém giết đều đau đớn rụt cổ một cái. Hỗn độn cự mãng điên cuồng đánh giết, càng đánh càng mạnh. Thân thể giống như luyện lô, tiếp tục tinh luyện năng lượng hỗn độn cự bằng bên trong, không chỉ có để hắn không sợ tiêu hao, hơn nữa còn đang kéo dài mạnh lên. Về phần hỗn độn linh hầu, nhìn như dã man ác chiến, nhưng đáy mắt có lóe lên mấy đạo sáng rực, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt, cưỡng ép chậm dần tốc độ, hoặc thay đổi phương hướng công kích, ngắn ngủi mười mấy hô hấp trôi qua đã lâm vào khốn cảnh. Hắc độc ý thức được hai bên chênh lệch, ánh mắt âm trầm không ngừng quét mắt nhìn cự mãng khổng lồ, ý đồ tìm cơ hội khởi xướng tập kích. Nhưng, nơi đó có U Linh Đại Đế đang tọa chấn. Không chỉ có đang đề phòng hắn. Còn nhìn chằm chằm vào hỗn độn linh hầu hắn đang khống chế. Chương 3345 thâm không loạn đấu 5. Hắc độc nơi này tiến công rất không thuận lợi, bạch hổ nơi đó phản kích càng chật vật, ngay cả lãnh tuyền nơi đó cũng bị hắc ma đế quân cuồng oanh loạn tạc giống như bạo kích mãnh liệt cùng thiên hậu tiếp tục quấy nhiễu. Tưởng tượng 5 năm trước cuộc chiến sát thiên, bọn người thiên hậu cơ hồ đều lấy mạng đổi mạng, dùng cực hạn điên cuồng mưu cầu một trận tang lễ đàng hoàng, nhưng bây giờ cục diện không nói hoàn toàn nghịch chuyển,
cũng không xê xích gì nhiều. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trên tay một phương Khương Phàm. Lãnh Tuyền trầm ổn bất loạn, toàn lực tấn công mạnh, dù phát giác được hỗn độn cự bằng chết đi, cũng cố nén bi thống. Thiên Luân chủ công, cứu thục trấn trận. Trật tự thiên bia diễn biến ánh sáng hồng mông. Đối mặt với Hắc Ma đế quân nóng nảy bạo kích, nàng gặp chiêu phá chiêu, từ đầu đến cuối đều không có rối tung. Không chỉ có Hắc Ma đế quân cảm thấy khó giải quyết, thiên hậu đều kinh ngạc kinh nghiệm chiến tranh cùng tâm tính cay độc của nữ tử này. Nhưng, thiên hậu cẩn thận quan sát vẫn phát hiện tâm tư Lãnh Tuyền. Nàng đang đợi. Nàng càng đang đánh cược. Nàng đợi Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đánh tan chân thân Khương Phàm, cũng đang đợi đế tộc bên trong Thiên Nguyên Đại Thiên Đế tới trợ giúp. Nàng đánh cược Thiên Nguyên Đại Thiên Đế sẽ không ngồi nhìn bọn hắn chết tại Thiên Nguyên tinh vực. Đó là cơ sở để Lãnh Tuyền tỉnh táo cùng trầm ổn. Ta xem không hiểu, Thiên Nguyên vậy mà từ bỏ các ngươi. Thiên Hậu đứng trên bờ vai Hắc Ma đế quân, điều khiển nhân quả thiên đồ, chỉ Lãnh Tuyền phía xa, thời khắc chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Là Thương Thiên đắc tội nơi này, hay Thương Thiên chúa tể ở chỗ này cũng không được chào đón. Thiên Nguyên phát giác Khương Phàm tới, cường thế diễn biến, chủ động xuất kích. Nhìn rất bá khí, là bảo vệ tôn nghiêm tinh vực, là hiện ra tư thái bảo vệ chúng sinh trên tinh cầu. Nhưng, nếu như hắn thật quan tâm các ngươi, chẳng lẽ không nên đuổi đi toàn bộ chúng ta, lại thu các ngươi vào trong thân thể sao? Kết quả đây, hắn không chỉ có tự mình giết qua, còn đều mang đi 5 viên tinh thần cùng tinh cầu cấp 3 xung quanh, không có cho các ngươi lưu lại bất kỳ một tấc một hào vùng đất tị nạn nào. Thiên Nguyên không chỉ có quy mô càng lớn hơn Khương Phàm, còn có 5 viên tinh thần vần quanh, gần 100 tinh cầu vây quanh, thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng, hắn thật sẽ liều chết chiến cùng Khương Phàm một trận. Khương Phàm tiếp quản thế giới, đã là tinh cầu thiên đế cấp, mặc dù không kịp Thiên Nguyên cũng tuyệt đối không đến mức bị đè ra đánh. Khương Phàm tuyệt đối sẽ không lùi bước, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể giết hắn. Muốn hủy diệt thiên đế cấp tinh cầu, Thiên Nguyên khẳng định phải bị trọng thương. Trọng thương này, không chỉ có bao gồm chính hắn, còn bao gồm 5 tinh cầu cùng số lượng lớn nguyên tố tinh cầu. Nếu thật sự giết Khương Phàm, 5 tinh cầu kia chỉ sợ một viên cũng đừng nghĩ còn lại. Ta ngược lại thật ra cảm giác, nếu như Thiên Nguyên thật muốn bảo vệ tinh vực, thật muốn đuổi Khương Phàm đi, hẳn là tự mình đi qua, mà không phải mang theo 5 tinh cầu. Thoạt nhìn là muốn toàn lực ứng phó, trên thực tế. Hắn càng giống đang dùng chiến tranh giả vờ giả vịt, làm cho con dân tinh vực toàn bộ nhìn, làm cho vũ trụ nhìn. Ngươi, cảm thấy thế nào? Thanh âm Thiên Hậu không phải rất lớn, nhưng từng chữ đều bao quanh uy lực nhân quả, giống như lạc ấn cưỡng ép in dấu tiến vào linh hồn Lãnh Tuyền, quanh quẩn trong ý thức Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền cơ hồ nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Thanh âm thậm chí còn kéo dài xoay quanh trong đầu, không để cho nàng đến không chăm chú cân nhắc. Nhưng, Lãnh Tuyền không cần cân nhắc. Thiên Hậu không biết nguyên nhân, nàng rất rõ ràng. Không phải Thương Thiên đắc tội nơi này, cũng không phải Thương Thiên không nhận chào đón ở chỗ này, mà là dính đến con trai Tu La. Đối với Thiên Nguyên mà nói, Khương Phàm cũng không quan trọng, vấn đề chân chính là Tần Diễm. Cục diện bây giờ thoạt nhìn là Khương Phàm đến báo thù. Nhưng càng quan trọng hơn là Tần Diễm cùng bọn hắn ở giữa chém giết, đại biểu cho Tu La Chúa Tể cùng Thương Thiên Chúa Tể đối kháng. Nếu như Thiên Nguyên lựa chọn bảo vệ bọn hắn, chẳng khác nào đắc tội Tần Diễm, càng muốn triển khai chém giết thua chết cùng Khương Phàm. Nhưng nếu như bỏ mặc, sau đó Thương Thiên tuyệt đối trả thù. Cho nên, Thiên Nguyên dứt khoát trực tiếp khai chiến cùng Khương Phàm. Lưu bọn hắn lại tự mình giải quyết ân oán. Như thế này sau đó ai cũng tìm không được Thiên Nguyên phiền phức. Sự thật xác thực như Lãnh Tuyền suy đoán. Thiên Nguyên hóa thân thế giới hình người, tiếp quản pháp tắc ngũ đại tinh cầu, mang lên gần 100 viên nguyên tố tinh cầu đón Khương Phàm oanh oanh liệt liệt giết qua. Nhưng, Thiên Nguyên nhắc lên thế công rất rung động, nhưng càng nhiều là ánh sáng cùng tiếng vang, cố ý bao phủ toàn thân, ngăn trở ánh mắt các con dân thế giới cùng tinh cầu, ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể bằng vào thanh âm cùng ánh sáng suy đoán bên ngoài đánh kinh thiên động địa, nhưng lại không biết tình huống thật sự. Người từ đâu mà đến? Thiên Nguyên kịch liệt nhấc lên, mang theo thế giới cùng tinh cầu, long trời lở đất. Chúng sinh trong thế giới cùng tinh cầu loạn thành một bầy, sợ hãi thét lên, nhao nhao sợ hãi thán phục chiến đấu, thảm liệt, rung động đại thiên đế bọn hắn vũ dũng cường thế. Khương Phàm thuận thế tránh khỏi, hơi kinh ngạc, thế công này hơi có vẻ mềm nhũn, đấu pháp này hơi có vẻ đơn giản.
là Thiên Nguyên Thiên Đế đã yên lặng quá lâu, không hiểu được chiến đấu. Hay có lo lắng đối với thế giới của mình, không muốn thương tổn đến sinh linh bên trong. Ngươi, từ đâu mà đến? Thiên Nguyên lần nữa bạo khởi trọng quyền, gần 100 viên nguyên tố tinh cầu bành trướng ra năng lượng cường thịnh, tư dưỡng Thiên Nguyên chiến khu. 5 viên tinh thần càng nhanh chóng xoay tròn ở xung quanh, dâng lên mê quang ngập trời, vô số pháp tắc chiều dâng như vạn long lên trời, hội tụ đến trên cánh tay. Chương 3346 thâm không loạn đấu 6. Chúng sinh vạn linh bên trong 5 tinh cầu đau đớn kêu rên, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, làm cho cả thế giới đều đang lắc lư, tất cả mọi người bị quật bay đứng lên. Thiên Nguyên cố ý. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ổn định tất cả hoàn cảnh bên trong tinh cầu, nhưng không chế tạo chút thanh thế, sao có thể để bên trong cảm giác được hắn anh dũng phấn chiến, cảm giác được chiến đấu gian khổ cùng hung hiểm. Khương Phàm nhấc lên pháp tắc triều dâng, dẫn động thâm không bạo động, giống như kéo dài biển động mấy trăm vạn dặm, thanh thế thật lớn đánh về phía Thiên Nguyên. Ta là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Thiên Nguyên mặc cho năng lượng đánh vào người, thậm chí còn mình tăng lên chút năng lượng, đánh lên trên người mình, làm cho cả tinh vực đều đang lay động, thoạt nhìn như lọt vào trọng kích, nhưng trên thực tế là, lông tóc không tổn hao gì. Hành tinh mẫu thân, ở phương nào? Khương Phàm quan sát nơi xa, nhìn lại nơi này, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Vẫn thạch hoang mạc. Thiên Nguyên tiếp tục tấn công mạnh. Ồ, mảnh mây thiên thạch bên ngoài 5 tỷ dặm. Khương Phàm thuận thế phản kích. Ngươi biết chỗ này. Ta nhớ được đã từng đi qua. Cái này đã từng, hẳn là rất lâu. Trước khi tổ kiến tinh vực, coi như đến có mấy triệu. Thế giới của chúng ta bắt đầu đến nay đã trăm vạn năm. Trách không được, mới trăm vạn năm. Nếu như thời điểm ta lúc đầu đi qua, các ngươi đã thành hình, ta hẳn là cảm giác được, cũng sẽ xâm nhập thêm một chút, sau đó mang các ngươi tới. Thiên Nguyên tiếc nuối, lúc ấy hắn vì tổ kiến tinh vực, dò xét khắp nơi, phạm vi đạt đến trăm ước dặm, cuối cùng phát hiện 5 viên tinh cầu ra dáng. Lúc đó dò xét mây thiên thạch, trọn vẹn đi tiếp mấy ước dặm, nhưng cảm giác nơi đó vô biên vô hạn, tra xét rõ ràng tựa như lỗ đen khủng bố, nên không có thâm nhập hơn nữa. Nếu như lúc ấy thâm nhập hơn nữa, lại mạo hiểm chút, nói không chừng có thể nhìn thấy hỗn độn hải đang diễn biến. Hắn sẽ tiếp tục chờ đợi, sau đó đợi đến thời cơ thích hợp, mang tinh cầu ra, gia nhập tinh vực. Nếu là như vậy, chẳng phải là không có Thương Thiên nữa. Mình một lần lùi bước, vậy mà thành tựu Thương Thiên Chúa Tể bây giờ. Vận mệnh này thật sự kỳ diệu. Thương Thiên biến thế giới của ta trở thành trại chăn nuôi, cách mỗi mấy vạn năm sẽ đi qua cướp bóc tài nguyên. Còn kích thích nơi đó sinh ra pháp tắc chi nguyên, định kỳ mang đi. Trách không được. Tinh cầu trong vũ trụ đều rất kỳ quái, Thương Thiên như thế nào tiếp tục tổ kiến phân thân tinh cầu, còn có thể cưỡng ép tăng lên tinh cầu thành thiên đế cấp. Một thời gian trước, Thương Thiên phát động một lần xâm lược sau cùng, mưu toàn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ta là sản phẩm thế giới phản kích, cuối cùng dung hợp cùng thế giới. Thì ra là thế, ngươi biết địa vị cùng thực lực Thương Thiên Chúa Tể trong vũ trụ sao? Hiểu rõ một hai. Ngươi làm tốt chuẩn bị khiêu chiến. Ta đã ở trên đường. Làm giao dịch. Nói. Thiên Nguyên tinh vực là tinh vực trung lập, không liên lụy bất kỳ ân oán gì. Ta càng sẽ dốc hết có khả năng, thủ vệ tinh vực của ta. Ngươi báo mối thù của ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng... rời khỏi nơi này, không cần liên lụy đến nơi này. Đợi ta hoàn thành đi săn, mang đi người thân của ta, tuyệt đối không quấy rầy Thiên Nguyên. Rất tốt, ngươi tới làm sinh ý, ta hoan nghênh đến cực điểm, nhưng xin nhớ kỹ một câu, muốn hiểu quy củ. Phải hiểu được tôn trọng. Thái độ ta xử sự, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cắt cỏ, trừ tận gốc. Khương Phàm cùng Thương Thiên đánh càng ngày càng kịch liệt, động tác biên độ khoa trương lại bành trướng, huyên náo thế giới lẫn nhau long trời lở đất, liên tục phóng pháp tắc triều dâng càng làm cho thế giới lẫn nhau sinh ra thiên kiếp giống như bạo động. Tất cả cường giả trong thế giới cũng không dám lại xem chiến, nhao nhao giấu đến an toàn nơi, đang mong đợi chiến tranh kết thúc. Hắc độc, còn nhận ra được ta không? Ta là gia gia ngươi. Sau khi Tần Diễm thứ 5 nuốt luyện bạch hổ, đạp tan thâm không, xông về hỗn độn chiến trường. Gia gia ta mang cho ngươi lễ vật. A, phốc 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 phốc, gạch nối. Bạch hổ cốt đầu giống như chàng hạt từ trong miệng hắn phun ra, toàn bộ đánh về phía hắc độc. Năng lượng đầu khớp xương đều bị hấp thu, đụng một cái liền nát. Không phải muốn đánh thương hắc độc, chính là chơi, chính là nhục nhã.
chính là khiêu khích. Lan, hắc độc cưỡng ép điều khiển hỗn độn linh hầu, vùng lên ngũ hành côn 300 dặm, chấn động thâm không, sôi trào tự nhiên chiều dâng, giống như vô tận sơn hà quét về phía Tần Diễm. Hắc độc, người hôm nay giống như muốn xong đời. Lần này trước khi đi ra ngoài không có để bà nương nhà ngươi bói một quẻ cho ngươi sao? Nàng không thấy được ngươi phải chết ở chỗ này, hay biết ngươi muốn chết nhưng cố ý không nói. Ta nói bà nương nhà ngươi đã sớm muốn đổi nam tử. Tần Diễm vung tay hét lớn, thân thể ầm vang tăng vọt, hóa thành đại địa mẫu đỉnh, không thể phá vỡ, nặng đến vạn ức tấn, khí tức huyền hoàng như thác nước treo đầy bốn vách tường bên trong, mẫu đỉnh càng giống dựng dục một mảnh tự nhiên sơn hà. Ầm ầm. Ngũ hành côn quét ngang đại địa mẫu đỉnh, bộc phát ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn, như sóng lớn sôi trào, cuồn cuộn thâm không, tự nhiên khí tức, hỗn độn chiều cường, huyền hoàng uy lực, theo sát sóng âm oanh minh thâm không, lao nhanh ra không biết bao nhiêu dặm. Đại địa mẫu đỉnh lắc lư kịch liệt, lướt ngang ra trọn vẹn 500 dặm, nhưng ngũ hành côn càng kịch liệt chấn động, gần như muốn vỡ nát, ngay sau đó bắn ngược trở về. Ý thức hỗn độn linh hầu thoáng tỉnh táo. Gắt gao nắm chặt ngũ hành côn, cố ý bị ngũ hành côn kéo theo toàn thân mất đi khống chế. Chương 3347 thâm không loạn đấu 7. Thập bát dực cự mãng nắm lấy cơ hội, nhấc lên hỗn độn cương khí, như hỗn loạn bạo động gió lốc chiều dâng, đối diện che mất hỗn độn linh hầu. Thân thể hỗn độn linh hầu mất khống chế càng thêm hỗn loạn, lông tóc toàn thân đều muốn bị cuồng phong thổi tan, hắc độc phía trên tiếp nhận năng lượng to lớn, cũng giống như sắp bị vung ra ngoài. Bị tung bay ra ngoài. Hắc độc, ngươi đều phải chết rồi, ta cho ngươi biết một bí mật. Bà nương kia của ngươi, câu dẫn qua Tần Hạo. Ha ha, ha 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 ha. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Gia Gia đều có thể cười đến đau bụng. Tần Diễm duy trì hình dáng đại địa mẫu đỉnh, giống như tinh cầu táo bạo, đánh tới hỗn độn cương phong gào thét phía trước. Đồ hỗn trướng, ngươi chỉ phân thân mà thôi. Cảm xúc hắc độc xuất hiện ba động kịch liệt. Hồn ti bạo động, như vô tận lôi chiều tràn ngập đất trời bao phủ lấy hỗn độn linh hầu, cực kỳ tàn nhẫn thao túng linh hồn nó, khống chế chiến khu nó. Giống. Hỗn độn linh hầu gầm thét, cuồng dã đánh tới đại địa mẫu đỉnh. Ầm ầm. Đại địa mẫu đỉnh chính diện ngạnh kháng, nương tựa theo chiến khu không thể phá vỡ, chủ động khởi xướng đối kích cùng hỗn độn linh hầu. Ngươi chỉ là một sợi linh hồn, thật coi ta không làm gì được ngươi. Khống chế linh hồn của ngươi liền có thể khống chế đại địa mẫu đỉnh. Ta muốn đưa ngươi đến thương thiên tinh vực làm cái bô. Hắc độc tê khiếu sắc nhọn, nhìn thấy Tần Diễm tựa như gặp được kẻ thù sinh tử. Đến đây, ngươi cứ việc tới thử xem. Tần Diễm không sợ, tiếp tục khởi xướng va chạm. Linh hồn hắn bao viên trong huyền hoàng chi nguyên, tương đương với một sợi linh hồn làm giống, trồng ra dựng dục ra hoàn chỉnh linh hồn trong đại địa mẫu đỉnh, cho nên linh hồn của hắn vô cùng hoàn chỉnh. Mà cực kỳ cường đại. Nhận lấy cái chết, nói tạm biệt đi cùng chân thân ngươi đi. Hắc độc tế lên linh hồn tỏa liên minh mông, kịch liệt xen lẫn, gào thét lao nhanh, toàn bộ đánh về phía đại địa mẫu đỉnh. Đúng vào lúc này, hỗn độn cự mãng ngang nhiên giết tới, 18 cánh mãnh liệt chấn động, ổn định chiến khu, đuôi rán tráng kiện giống như cây giáo kinh khủng, bắn tới thân thể hỗn độn linh hầu. Mặc dù đuôi rán tráng kiện khổng lồ, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, như vượt qua không gian. Trực tiếp xiết tới gần, thẳng đến vai linh hầu, muốn đánh vỡ nát hắc độc nơi đó. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, đôi mắt hắc độc ngưng tụ, lấp lóe sát ý lạnh lẽo. Các ngươi, trúng kế. Hắc độc vận sức chờ phát động linh hồn tỏa liên cưỡng ép thay đổi tuyến đường, toàn bộ đánh về phía đuôi rắn gào thét mà đến. Tại thời điểm Tần Diễm giết tới, hắn đã mưu đồ tốt chiến thuật. Cố ý bị Tần Diễm chọc giận, cố ý mất lý trí, sau đó chờ đợi cơ hội thích hợp. Nghịch tập hỗn độn cự mãng. Mà bây giờ thời cơ, đơn giản vừa đúng. Cự mãng đánh tới đuôi rắn, mà U Linh Đại Đế còn đang ở trên đầu cự mãng, lẫn nhau khoảng cách gần nghìn dặm, căn bản đuổi không đến. Xiềng xích hắn chỉ cần đánh trúng cự mãng liền có thể trọng thương đến linh hồn, thay đổi chiến trường. Nhưng, lần phiến trước mặt đuôi mãng đột nhiên sốc lên, một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vọt ra. Nho nhỏ thần khu, bêu xấu. Khương Phàm mỉm cười. Mới xuất hiện đã dẫn nổ mình. Đây là đấu pháp chuyên môn ở thế giới của hắn. Bạo. Hỗn độn thần khu đổ sụp từ bên trong, đập vụn toàn thân, cường quang nương theo dâng lên bộc phát ra hủy diệt chiều dâng kinh khủng. Giống như một viên thần cấp tinh cầu bạo tạc, sôi trào cường quang, sóng âm lao nhanh, năng lượng cuồng kích bốn phương tám hướng.
Bạo tạc như thế này không đủ để giết hắc độc, nhưng khoảng cách gần bạo tạc vẫn bá đạo tung bay tất cả linh hồn tỏa liên, càng tàn phá lấy thân thể già nua của hắc độc. Hắc độc mãnh liệt run rẩy, bị cuồng dã đụng bay, rốt cuộc cũng rời khỏi bả vai hỗn độn linh hầu. Cái đuôi hỗn độn cự mãng bị nổ thương, nhưng sớm đã chuẩn bị, hoàn toàn không để ý đau đớn, tốc độ gắt gao không giảm, cường thế xuyên qua bạo tạc chiều cường, truy kích hắc độc. Bành! Răng rắc! Đuôi rắn bạo kích, đuổi kịp hắc độc. Cho dù bộ vị mũi nhọn đuôi rắn đều giống như cự nhạc nguy nga thẳng tắp, cứng rắn tráng kiện, càng vần quanh hỗn độn chiều dâng, ví dụ như hỗn độn chân lôi, hỗn độn chân viêm, hỗn độn chân khí các loại. Toàn thân hắc độc run rẩy, huyết nhục văng tung tóe. Làm tốt lắm! Hắc độc, cái đỉnh này của ta chính là nhà vĩnh hằng của ngươi. Đại địa mẫu đỉnh lúc này chặn đường, nắp đỉnh sốc lên, huyền hoàng chiều cường cuồn cuộn, nuốt hướng về phía hắc độc. Hắc độc kinh hồn, mãnh liệt giãy giụa, thao túng hỗn độn linh hầu tới cứu hắn. Nhưng, đã chậm, đại địa mẫu đỉnh nuốt vào hắc độc, nắp đỉnh lập tức khép kín, triệt để nhốt ở bên trong. Hắc độc cuồng nộ gào thét. Tần Diễm, ngươi đang tìm cái chết, chờ ta đào ra linh hồn của ngươi, liền có thể tiếp quản tòa mẫu đỉnh này. Trước đó là giả vờ tức giận, lần này là thật tức giận. Ta mẫu thân nó, rất sợ đó. Tần Diễm cuồng hô gọi bậy, điên cuồng trấn áp hắc độc, lấy huyền hoàng chiều dâng luyện hóa huyết nhục chi khu. Linh hồn bản nguyên, cút ra đây cho ta. Hắc độc cuồn cuộn ra linh hồn chiều dâng vô hình vô chất, trùng kích tàn phá bừa bãi trong mẫu đỉnh, tìm kiếm linh hồn bản nguyên của Tần Diễm. Nhưng, cự mãng, phối hợp chút. Tần Diễm ù ù xoay tròn, sôi trào bàng bạc huyền hoàng chiều cường, la lên hỗn độn cự mãng đang trấn áp hỗn độn linh hầu. Hỗn độn cự mãng mãnh liệt nhấc lên, chấn mở 18 cánh lớn, gào thét mà tới. Hắn thật sự quá khổng lồ, một cái khẽ động đều giống như muốn vỡ vụn thâm không, nhấc lên gió lốc kinh khủng. Tiếp tốt, Tần Diễm đột nhiên mở nắp đỉnh lên, phun hắc độc đang cực lực giãy giụa ra bên trong ngoài. Hỗn độn cự mãng vận sức chờ phát động giống như cây roi vũ trụ, gào thét mà tới. Chương 3348 thâm không loạn đấu 8. Hắc độc vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện quét trúng, xương cốt toàn thân giòn vang, máu tươi hòa với nội tạng từ trong miệng phun ra ngoài. Ngươi trở về đi. Tần Diễm biến thành mẫu đỉnh mãnh liệt xoay tròn, thuận thế tiếp được, nắp đỉnh lập tức khép kín. Bên trong cuồn cuộn huyền hoàng chiều dâng, tiếp tục luyện hóa hắc độc. Hắc độc suýt chút nữa bị đập nát, ý thức đều hoảng hốt, huyền hoàng tùy theo mà đến cơ hồ mai táng hắn. Hắc độc tức giận không kiềm chế được, điên cuồng phóng thích hồn chiều, cũng mặc kệ hồn nguyên Tần Diễm ở đâu, không khác biệt xâm nhập cả tòa đỉnh lô. Cái dám, ngươi phải chết, ngươi hôm nay phải chết. Hồn sư đầu tiên dưới trướng Thương Thiên, chết bất đắc kỳ tử trong tay Tần Diễm ta. Trong tay phân thân Tần Diễm ta. Tên Tần Diễm ta sẽ vang vọng vũ trụ. Bát hoang lục hợp, hạo hán vũ trụ, đều ca tụng tên thật của ta. Tần Diễm ù ù bay lên không, hướng phía hỗn độn cự mãng đụng tới. Đến, lại đến. Giống. Hỗn độn cự mãng cao cao dơ lên nửa người trên, 18 cánh thịt đều triển khai toàn bộ, toàn thân hiện ra lít nha lít nhít đường vân, từng luồng năng lượng kinh khủng lao nhanh mà ra từ các nơi toàn thân, hướng về đầu hội tụ, như vạn lưu vào biển, cả đầu phát ra cường quang giống như mặt trời. Ba động khủng bố, rung động vũ trụ mịt mờ. Đánh. Tần Diễm đột nhiên mở nắp đỉnh lên, đánh tới đầu hỗn độn cự mãng, đồng thời quy mô ầm vang tăng vọt, đạt tới hơn trăm dặm. Hỗn độn cự mãng vận sức chờ phát động hỗn độn chiều dâng nổ bắn ra mà ra, thô to đến trăm dặm, cuồng liệt bạo động, oanh oanh liệt liệt va vào mẫu đỉnh. Uy lực tuyệt thế và năng lượng như khai thiên tích địa, cực hạn bạo động liên miên bất tuyệt trùng kích. Cả tòa đỉnh lô mãnh liệt lắc lư, bị chiều dâng đè ép kịch liệt lui lại. Giờ khắc này, vũ trụ mịt mờ đều giống như muốn sôi trào. 2 triệu dặm sơn hà biến thành đại địa mẫu đỉnh, siêu cấp vật nặng đến vạn ức tấn bị hỗn độn chiều dâng lên đè ép nhanh chóng lui lại. Hình ảnh rung động, kinh khủng bạo động. Hỗn độn cự mãng huy động cánh lớn cuồng sông, hỗn độn thủy triều liên miên bất tuyệt bạo kích, đẩy mẫu đỉnh cuồng kích mênh mông 3 vạn dặm, trực tiếp đánh tới chiến trường thiên hậu nơi đó. Bên trong đại địa mẫu đỉnh triệt để sôi trào. Huyền Hoàng Hải Dương cùng hỗn độn chiều dâng cuồng liệt va chạm cùng dây dưa, mang đến cho mẫu đỉnh trùng kích thảm liệt, thậm chí nghiêm trọng tổn hại đến linh hồn Tần Diễm. Nhưng, hắc độc thảm nhất. Huyền Hoàng cùng hỗn độn va chạm mãnh liệt,
hình thành sóng chiều tai nạn không cách nào nói rõ, như thiên băng địa liệt, thế giới sụp đổ. Tràn ngập tai nạn, tuyệt vọng cùng hủy diệt. Hắc độc giống như đặt mình vào bên trong thế giới đổ sụp, thê lương giãy giụa, đau đớn kêu rên, huyết nhục chi khu đang khổ cực kiên trì bị phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn thể hoàn toàn bại lộ. Lại đến, tiếp tục, đến đây. Ta chịu đựng được, đánh. Tần Diễm hét lớn, liều chết nhẫn nhịn đau khổ kịch liệt. Muốn hủy diệt cường giả cực đoan như hắc độc, phải dùng thủ đoạn cực đoan. Thập bát sực hỗn độn cự mãng vỗ cánh cuồng kích, tiếp tục điều động năng lượng, từ trong miệng tuôn ra hỗn độn chiều cường liên tục không ngừng, đẩy đại địa mẫu đỉnh hoành hành vũ trụ, vào tới chiến trường bọn người thiên hậu. Thiên hậu, hắc ma đế quân, lãnh tuyển liên tiếp ngừng lại chiến đấu, kích phát năng lượng ngạnh kháng lấy gió lốc gào thét mà đến. Tần Diễm cùng cự mãng từ nơi không xa bay qua, lưu lại cuồng phong gào thét cùng một câu. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta, trong này là hắc độc. Hắc độc, sắc mặt lãnh tuyển đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn đuổi theo. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Hắc ma đế quân phát ra gào thét dã man, đế văn toàn thân như sấm chiều đi nhanh, từ thế giới Khương Phàm Thiên Đế mượn tới vạn đạo pháp tắc. Một quyền tuôn ra, vận mệnh nở rộ, nhân quả lưu chuyển, không gian sụp đổ, thời gian giam cầm. Pháp tắc ánh sáng xen lẫn suốt trọng quyền, giống như mặt trời sắp sụp đổ, đánh về phía lãnh tuyển. Lãnh tuyển nhanh chóng kéo dài khoảng cách, diễn biến thiên luân, cưỡng ép đón đỡ, đồng thời gào thét thâm không. Thiên nguyên, nếu như chúng ta toàn bộ chiến tử, thương thiên như thế nào cũng sẽ không tha ngươi. Thiên nguyên, thanh chiều cuồn cuộn, lao nhanh vũ trụ. Nhưng, chiến trường nơi này cách thiên nguyên chiến trường mấy ngàn vạn dặm, thanh âm căn bản không xuyên qua được. Xung quanh chiến trường hỗn loạn năng lượng bạo động, cũng đang quấy rầy cùng ngăn chặn lấy âm thanh lan truyền. Lãnh tuyển rốt cuộc cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Tuy nhiên, thanh âm nơi này không xuyên qua được, thanh âm nội bộ thiên nguyên tinh vực lại có thể. Một tinh cầu trong gần 100 nguyên tố tinh cầu vần quanh thiên nguyên, còn cất giấu một vị cường giả tinh ma. Sau khi đi đến thiên nguyên tinh vực, tinh ma cùng thiên nguyên làm giao dịch, được cho phép dung luyện một viên nguyên tố tinh cầu. Mặc dù là một viên bình thường nhất, nhưng cũng xem không tệ. Trong khoảng thời gian này đúng là thời khắc mấu chốt hắn luyện chế. Nhưng đột nhiên xuất hiện bạo động, cưỡng ép bừng tỉnh hắn. Nhất là sau khi nhìn thấy Khương Phàm hóa thân tinh cầu, càng khó có thể tin. Cũng may thiên nguyên đại thiên đế Vũ Dũng, trực tiếp hóa thân tinh cầu hình người, tiếp quản toàn bộ tinh vực, phát khởi chặn đánh. Tinh ma không biết tình huống cụ thể hắc độc nơi đó, nhưng hiểu rõ thực lực của bọn người hắc độc, cũng không để ý. Nhưng, đánh lấy, hắn cảm giác là lạ. Thiên nguyên thế nhưng là đại thiên đế. Trực tiếp mang theo 5 viên đại đế tinh cầu cùng trên 100 viên nguyên tố tinh cầu giết tới, theo lý nói có thể tùy tiện trấn áp Khương Phàm. Nhưng oanh oanh liệt liệt dày vò lâu như vậy, vậy mà đánh thế lực ngang nhau. Cường giả bên trong những tinh cầu khác đều không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được. Chương 3349 Tinh ma, thiên nguyên, người có ý đồ gì? Thiên nguyên, người có thể trấn áp hắn, người có thể làm được. Ngươi đang làm gì? Tinh ma muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng tất cả nguyên tố tinh cầu đều bị khống chế, không ngừng liên tục sôi trào năng lượng, tràn vào đến trong thân thể thiên nguyên, ngay cả hắn đều giống như muốn bị rút ra ngoài. Thiên nguyên, thả ta ra ngoài. Tinh ma giãy giụa kịch liệt, lo lắng gào thét, nhưng, cả viên tinh cầu đều đang bạo động, mà loại tinh cầu này còn có gần 100 viên, thanh chiều kinh khủng hoàn toàn che mất bạo động cùng thanh âm của hắn. Thiên nguyên. Nếu như ngươi chỉ là muốn kéo dài, ta cho ngươi biết, ngươi sai. Ngươi 10 phần sai. Ngươi lựa chọn tốt nhất chính là trấn áp hắn, tranh công cho thương thiên. Trong tay hắn còn khống chế lấy 3 vị trí tôn đại đế, trước đó còn thôn tinh thú cùng cự linh chết trận. Nếu như chúng ta lại chết ở chỗ này, lần xuất chinh này, thương thiên hao tổn 9 vị trí tôn. Tổn thất như vậy, thương thiên chắc chắn triển khai trả thù, thiên nguyên tinh vực có lòng tin tiếp nhận lửa giận của thương thiên không? Mặc dù tinh ma khống chế tinh cầu rất nhỏ bé, ở bên trong hỗn loạn gần 100 viên nguyên tố tinh cầu cơ hồ không đáng kể, nhưng thiên nguyên vẫn nghe được. 9 vị chí tôn. Các ngươi còn giết 2 vị. Ngươi còn khống chế lấy 3 vị. Thiên nguyên cưỡng ép bức lui Khương Phàm, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Hẳn là 10 tên, còn có một bộ phân thân thương thiên. Khương Phàm chú ý tới viên kia, tiểu tinh cầu, lại còn có một người. Là kéo lấy 3 viên tinh cầu kia sao?
vậy mà không chết. Phân thân Thương Thiên đâu? Chết. Chết rồi, giữa phân thân cùng Thương Thiên có liên hệ, nếu như phân thân chiến tử, Thương Thiên tất nhiên có chỗ phát giác. Đó phải là nguyên nhân phân thân Thương Thiên tự bạo, hắn đang cảnh báo cho Thương Thiên Chúa Tể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Thiên Chúa Tể hẳn là phái ra càng nhiều phân thân. Là loại hoàn chỉnh, phân thân cấp thiên đế, dự tính chừng 10 năm sẽ đến. Ngươi làm chuyện càng thêm phức tạp. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế nghiêm túc, toàn thân phun trào hỗn độn chiều dâng dần dần mãnh liệt, tốc độ 5 viên tinh thần vần quanh bắt đầu tăng lên. Nếu như chỉ là Lãnh Tuyền mấy người bọn hắn, Thương Thiên cứ việc tức giận, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Lấy địa vị Thiên Nguyên tinh vực, cùng cục diện tình thế đặc thù, Thương Thiên không dám đến hắn nơi này huyên náo quá phận. Mà, hắn cảm giác vị Thiên Đế trước mặt này cũng không đến mức giết bọn người Lãnh Tuyền, mà bắt được hậu đài đi thương lượng cùng Thương Thiên. Đến lúc đó càng liên lụy không đến Thiên Nguyên tinh vực. Nhưng bây giờ đến xem, tình huống phức tạp hơn so với hắn dự đoán. Hắn vậy mà đã giết hai vị rồi. Còn có phân thân Thương Thiên. Thái độ làm việc quả thực không quan tâm hậu quả. Kể từ đó, sau khi bọn người Lãnh Tuyền bị, kết quả chỉ sợ không chỉ là bị trấn áp đơn giản như vậy, có khả năng trực tiếp bị xử tử. Nếu như Thương Thiên phân thân khác đang tức giận chạy tới nơi này, lần nữa biết bọn người Lãnh Tuyền chết tại Thiên Nguyên, rất có thể làm ra chuyện nguy hại đến Thiên Nguyên tinh vực. Dù sao đó cũng là Thương Thiên Chúa Tể, người chinh phạt mạnh nhất bên trong Hạo Hán vũ trụ, hung danh có thể so với những sinh mệnh cấm khu kia. Khương Phàm nói, khi ngươi tồn tại, Thương Thiên vẫn là tiểu đệ, bây giờ sợ hắn như thế. Tốc độ phát triển của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trăm vạn năm trước, kẻ thống trị chân chính của vũ trụ là ngũ đại chúa tể cùng chín đại cấm khu, loại cục diện kia tồn tại mấy ngàn vạn năm, chưa bao giờ có ai đánh vỡ qua. Nhưng trăm vạn năm trước bắt đầu, hai vị tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, liền tấn cấp chúa tể tinh cầu, bây giờ cũng có vốn liếng chống lại ngũ đại chúa tể cùng chín đại cấm khu khác. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu này chính là Thương Thiên cùng Tu La. Thương Thiên đi đường là xâm lược vũ trụ, phân liệt mình, chủ hoạch kiến lập tinh vực. Tu La đi đường là làm bản thân mạnh lên, bảo vệ vũ trụ, khóa lại tinh không. Bọn hắn đều đạt đến cực hạn trên đường lẫn nhau. Thiên Nguyên nhắc đến Thương Thiên cùng Tu La, ngữ khí không tự chủ được kính sợ. Một người là hung danh, một người là uy danh, thanh danh khác biệt, lại đều được toàn vũ trụ tán thành. Mặc dù hắn lúc trước tiếp nhận qua Thương Thiên, nhưng bây giờ thật không dám coi thường. Ngươi không cần khẩn trương, chờ giải quyết bọn người Lãnh Tuyền, ta sẽ chủ động nghênh đón phân thân Thương Thiên, chặn đường chiến trường tại bên ngoài 3 tỷ dặm. Chờ giải quyết phân thân, ta sẽ xâm nhập vũ trụ, tìm kiếm tinh vực Thương Thiên Chúa Tể. Đến lúc đó, toàn bộ tinh lực của Thương Thiên đều sẽ chuyển rời đến thân phận của ta, không có lực lượng dư thừa đến Thiên Nguyên làm loạn. Nhưng sau khi ngươi chết, Thương Thiên sẽ tới Thiên Nguyên tính nợ. Vậy cũng cần rất nhiều năm sau. Ngươi hoàn toàn có thể làm chút chuẩn bị khác. Ngươi khẳng định sẽ chết, mà viên tinh cầu cấp thiên đế của ngươi cũng chết, sẽ thành toàn Thương Thiên tấn thăng chúa tể mạnh nhất. Thiên Nguyên không còn nhẹ nhõm trước đó, hỗn đản này mang đến tai nạn cho tinh vực của hắn. Khương Phàm nói, không phải vậy ngươi còn có thể thế nào, ngươi muốn cứu bọn họ, ngươi không thể nào, ngươi trong thời gian ngắn không tránh thoát ta, mà trong lúc này, chiến đấu nơi đó sẽ kết thúc. Thiên Nguyên, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Phân thân Thương Thiên Chúa Tể đang trên đường. Nếu như biết được bọn người Lãnh Tuyền bị thương tổn, tuyệt đối không tha cho Thiên Nguyên tinh vực ngươi. Tinh Ma lo lắng gào thét, xuyên thấu qua tinh cầu ngóng nhìn chiến trường. Đột nhiên ngừng. Giống cuống họng hô to hai lần, làm sao còn không đánh? Bởi vì Khương Phàm cùng Thiên Nguyên đang giao lưu ý thức, hắn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng an tĩnh như vậy để hắn vô cùng bất an. Chương 3350 Đại Thiên Đế uy vũ. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế không để ý đến tinh ma, ý thức thể ù ù vận chuyển bên trong pháp tắc, phân tích cục diện trước mắt. Muốn tránh thoát, trong thời gian ngắn xác thực rất khó. Chẳng lẽ phải tử chiến, thiên đế viên tinh cầu này rất cáu kỉnh. Nếu thật muốn đánh lên tới, coi như có thể trấn áp, chắc chắn tinh vực của hắn sẽ bị trọng thương. Huống chi bộ dáng nữ tử viên tinh cầu đế cấp kia lại đứng ở cách đó không xa, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hắn chỉ là tới biểu diễn, kết quả lại bị kiềm chế. Khương Phàm đe dọa nhìn Thiên Nguyên Đại Thiên Đế nguy nga 5 triệu dặm, sẵn sàng trận địa đón quân địch,
cũng ngưng tụ ý thức nhắc nhở xa xa Dạ An Nhiên, làm tốt chuẩn bị khai chiến. Dạ An Nhiên từ đầu tới cuối vẫn đờ nác duy trì tư thế chiến đấu, thủy triều hỗn độn vần quanh toàn thân, cuồn cuộn sôi trào. Thương Lan chiếm cứ trong thế giới của Dạ An Nhiên, khống chế vạn đạo pháp tắc, kích ra thời gian thiên toa. Thực lực của các nàng không đủ, không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng nếu thật sự là tử chiến, các nàng chính là kỳ chiêu. Nhất là chuôi thời gian thiên toa kia, là siêu cấp thiên khí đến từ chúa tể Thương Thiên. Thiên Nguyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Ngươi biết đó là ai không? Khương Phàm khóa chặt Thiên Nguyên, không dám khinh thường. Ai là ai? Cự đỉnh này. Hắn nói hắn tên Tần Diễm. Ngươi biết chúa tể Tu La gọi là gì không? Không biết. Tần Mệnh. Vẻ mặt Khương Phàm dần dần phức tạp. Tần Diễm. Tần Mệnh. Tần Diễm không sợ hãi cường tộc Thiên Võ Tinh, Tần Diễm cũng không sợ hãi chiến đội Thương Thiên. Chẳng lẽ, ngươi không đoán sai, Tần Diễm chính là con trai ruột của hắn. Hai tử chúa tể Tu La. Không biết ngươi may mắn hay là bất hạnh, dính líu liên quan cùng Tần Diễm, có lẽ ngươi có thể từ chúa tể Tu La nơi đó đạt được một chút trợ giúp, đối kháng Thương Thiên như thế này sẽ nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nhưng, Tần Diễm là một trong rất nhiều hài tử của chúa tể Tu La. Cũng là tên bạo ngược nhất điên cuồng nhất kia. Nghe nói hơn 300.000 năm trước hắn đã gây ra đại họa, bị trấn áp trong thế giới của chúa tể Tu La, cho tới bây giờ đều không có phóng xuất. Khương Phàm ngóng nhìn phương hướng chiến trường, đó lại chính là hài tử của chúa tể Tu La. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Hắn còn tính toán sau khi giải quyết xong phân thân Thương Thiên, đến thâm không trong tìm kiếm tung tích chúa tể Tu La, sau đó trực tiếp đối kháng cùng Thương Thiên, không nghĩ tới. Vậy mà lại đụng phải con của hắn tại nơi này. Dạ An Nhiên đều rất bất ngờ, hài tử Tu La. Trùng hợp như vậy sao? Ngươi có thể thông qua Tần Diễm liên hệ đến chúa tể Tu La. Nếu như chúa tể Tu La có chỗ đáp lại ngươi, ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như chúa tể Tu La không có trả lời ngươi, kết quả của ngươi. Không phải Tu La và Thương Thiên là đối thủ một mất một còn sao? Nếu như ta muốn bôn tập Thương Thiên, vì sao Tu La sẽ không đáp lại? Thế cục vũ trụ còn phức tạp hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Tinh cầu phát triển đến đẳng cấp chúa tể, đường kính sẽ tăng vọt đến ngàn vạn dặm trở lên, bất luận là năng lượng bên trong, hay liên hệ cùng vũ trụ đều vượt qua xa thiên đế chúng ta tưởng tượng. Nói như vậy, đến vấn đề chúa tể, cơ hồ là không thể hủy diệt. Nếu như ở giữa cấp chúa tể phát sinh va chạm sinh tử thì sẽ tạo thành trùng kích vô cùng nghiêm trọng cho vũ trụ. Cho nên Tu La và Thương Thiên bây giờ đã từ đối kháng thăng hoa đến trình độ công nhận. Hai vị chúa tể bọn họ sớm đã không còn khai chiến, chỉ là thuộc cấp phía dưới sẽ phát sinh chút rằng có chiến trường khác. Khương Phàm chăm chú nhìn thẳng mắt Thiên Nguyên, muốn nhìn ra thật giả từ trong ánh mắt đối phương. Tán thành. Không còn khai chiến. Đây là hướng vũ trụ mịt mờ thỏa hiệp. Nhưng vì sao Thương Thiên vẫn còn tiếp tục cướp đoạt thế giới của hắn, vì sao Tu La còn đang hành tẩu vũ trụ? Bọn hắn đang tích xúc năng lượng chăng? Tuy nhiên, đến vấn đề chúa tể. Chỉ sợ thật sự là người này cũng không làm gì được người kia, muốn trọng thương lẫn nhau đều rất khó, hủy diệt đối thủ càng là khó càng thêm khó. Thiên Nguyên, ngài đang làm gì, trấn áp hắn đi. Tinh ma càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng bất an. Nếu như Thiên Nguyên không phải đang trấn áp Khương Phàm, mà là đang kéo dài thời gian, chẳng phải Lãnh Tuyền sẽ gặp nguy hiểm. Dạ An Nhiên cách rất xa, khóa chặt tinh ma. Thì ra gia hỏa này không chết. Vậy thì không cần khách khí. Tại thời điểm Khương Phàm cùng Thiên Nguyên ở chỗ này, hữu hảo nói chuyện với nhau, chiến trường nơi xa lại liên tiếp phát sinh kịch biến. Hắc độc hãm sâu mẫu đỉnh, mệt mỏi chống đỡ, không thể nào tự mình thao túng những bạch hổ kia, cho nên bạch hổ đều không có giống như cuộc chiến sát thiên, không có dấu hiệu tự bạo nào, đều là liều chết huyết chiến, điên cuồng phản công, cuối cùng bị bọn người Khương Thương nắm lấy cơ hội, tàn nhẫn vây giết. Cự long bảy màu thì thảm tao tách rời. Sau đó, hắc độc bị Tần Diễm cùng hỗn độn cự mãng tiếp tục trà đạp, rốt cuộc cũng thương tổn tới hồn nguyên, thực lực chợt hạ xuống. Hỗn độn cự mãng rút lui, đuổi giết chiến trường thiên hậu. U Linh đại đế ra trận, nghênh chiến hắc độc trong nội bộ mẫu đỉnh. Rốt cuộc cục diện thảm liệt cũng bị khống chế. Lãnh Tuyền nhìn thấy ở xa Thiên Nguyên từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, cũng lựa chọn từ bỏ dãy dụa. Cuộc chiến sát thiên, các ngươi thắng, nhưng nhớ kỹ, đối kháng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Lãnh Tuyền ngắm nhìn thế giới hình người nơi xa. Nàng nhìn tính vạn tính, tính tới các loại cục diện,
duy chỉ có không có tính tới Khương Phàm lại thôn phệ thập nhị thiên môn, toàn diện tiếp quản hệ thống thế giới. Trời, cùng thiên đế, là ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chương 3351 bắt đầu ra tay. Cường giả cấp thiên đế, cùng tinh cầu cấp thiên đế, càng là có chênh lệch thật lớn. Nhưng, nếu như Thương Thiên có thể khống chế viên tinh cầu này của Khương Phàm, hẳn là có thể thu hoạch được năng lượng lớn hơn, đến lúc đó tinh vực Thương Thiên sẽ chân chính hoàn thiện. Hành trình thuộc về chúng ta, xác thực chỉ vừa mới bắt đầu. Thiên hậu đưa tay chỉ phía lãnh tuyền, phía sau lấp lóe cường quang, sôi trào như đại dương. Tinh linh đế quân, Khương Thương, Thôn Thiên Ma Đế, Ngưu Chính Nguyên, Khương Diễm và các thần ma đại đế liên tiếp xuất hiện, lít nha lít nhít trải rộng ra ở phía sau, toàn bộ chỉ đến lãnh tuyền phía xa. Tâm cảnh lạnh lùng của lãnh tuyền nổi lên uất ức trước nay chưa từng có, nhưng thiên nguyên lạnh nhạt, cắt đứt hy vọng của nàng. Xem như bây giờ nàng có thể chạy trốn, cũng trốn không thoát quá xa. Dù sao Khương Phàm cùng nữ tử của hắn, đều đã biến thành tinh cầu. Theo chiến tranh kết thúc, thiên nguyên trở lại hình thái tinh cầu, năm viên tinh cầu đại đế cấp đều quy vị, một lần nữa vận chuyển bao quanh thiên nguyên. Tinh ma, giao lại cho Khương Phàm. Gia hỏa này nhìn thấy quá nhiều, biết quá nhiều, không thể giữ lại. Bọn người lãnh tuyền, toàn bộ giao lại cho Khương Phàm tiến hành trấn áp. Sau đó, tinh cầu Khương Phàm và Dạ An Nhiên từng bước rút lui về sau, kéo ra khoảng cách an toàn. Mây mù mặt ngoài tất cả tinh cầu thiên nguyên dần dần tản ra, có thể thấy rõ cặn kẽ tình huống trong tinh không. Các ngươi nhìn xem, tinh cầu thiên đế cấp kia vẫn còn đó. Là bị trấn trụ sao? Hắn rõ ràng đang lùi lại, hẳn là bị thu phục. Đại thiên đế uy vũ, đại thiên đế uy vũ. Trong tất cả tinh cầu thiên nguyên bộc phát ra reo hò như thủy triều, bọn hắn kiêu ngạo, tự hào, bọn hắn kích động, phấn khởi, đại thiên đế trung quy vẫn là đại thiên đế, đối mặt với tinh cầu thiên đế cấp xâm lấn, không chần chờ chút nào, trực tiếp phẫn lên phản kích, cũng đánh lui đối phương. Đây chính là thiên nguyên tinh vực của bọn họ. Cái cảm giác an toàn đáng chết này. Thiên nguyên tinh, tinh cầu cấp thiên đế. Một viên tinh cầu thiên đế xa lạ chưa từng thấy qua. Bên trong một chỗ u đàm quỷ dị, dị thú thức tỉnh đang nhìn lên thâm không, nhìn viên tinh cầu thiên đế cấp chậm rãi lui lại kia. Cũng dám đến thiên nguyên tinh làm càn, là bị vị chúa tể nào sai xử sao? Trong tổ từ một đế tộc, trong quan tài đá yên lặng phiêu đãng mấy sợi u quang, ngắm nhìn tinh không đang bình tĩnh lại. Tinh cầu thiên đế cấp, liên thủ cùng Tần Diễm rồi. Bên trong một vùng núi cổ xưa, một tảng đá nhìn không chút nào thu hút vậy mà lại đang há miệng ra, phát ra tiếng khẽ nói trầm thấp. Đó là nữ tử Thương Thiên sao? Là bị thiên nguyên nhận, hay là bị bắt đi? Ha ha, có ý tứ. Một tòa điện trong bộ lạc được bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy, một gốc đại thụ thanh thúy tươi tốt tùy tiện giang ra chạc cây, lắc lư ra tươi mát sáng rực. Thiên tổ tinh, thậm chí là bên trong thiên võ tinh, đều có rất rất nhiều cường giả che giấu thân phận. Hoặc là người chết trong cường tộc đang ẩn nấp, đều đang yên lặng chú ý chiến đấu phía ngoài. Bọn hắn đều đến từ một ít tinh cầu thiên đế cấp, tinh vực thiên đế cấp, thậm chí là tinh cầu cấp chúa tể. Bọn hắn tiềm phục tại nơi này dĩ nhiên không phải muốn xâm lấn, mà là mượn nhờ tính chất phức tạp nơi này, kịp thời hiểu rõ tình thế vũ trụ, cùng tìm kiếm một ít bảo vật. Thiên nguyên tinh vực mở ra đến nay đã 5 triệu năm, tương đương với siêu cấp thương hội vũ trụ. Nơi này không chỉ có giao dịch bảo vật các nơi, cũng tập hợp tình báo vũ trụ. Trận va chạm kịch liệt đột nhiên xuất hiện này tự nhiên gây nên cảnh giác cho bọn hắn, cũng đều bắt đầu chuẩn bị thả ra nhóm tin tức đầu tiên, đồng thời điều tra tin tức nguyên nhân gây ra. Thiên võ tinh, Sở Thiên Hùng, Đan Thần, Xích Dương Thú đều đang khẩn trương nhìn ra thâm không ở xa xa đang khôi phục lại bình tĩnh cùng với bóng dáng đang đi xa kia, cố gắng tìm kiếm lãnh tuyển cùng hắc độc. Bọn hắn đều biến mất. Kết quả thế nào? Thiên nguyên đại thiên đế tuyệt đối không dám đắc tội chúa tể Thương Thiên, hẳn là sau khi đánh lui viên tinh cầu kia, cưỡng ép đảo loạn chiến trường đế cấp, đều thu hồi bọn hắn. Thật sự không biết sống chết mà, lại dám tới đây khiêu chiến thiên nguyên, còn săn bắn nữ tử Thương Thiên. Bây giờ cũng có thể tưởng tượng đến, vận mệnh tương lai viên tinh cầu này. Bọn hắc độc đều là chí tôn đại đế, coi như thiên nguyên không nhúng tay vào, bọn hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ta chỉ lo lắng an nguy của hỗn độn cự bằng. Bọn hắn biết rõ thực lực của lãnh tuyền, hắc độc, đó là vấn đề khủng bố mạnh hơn đế cấp, trừ phi là thiên đế trấn áp, nếu không tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Thiên nguyên càng sẽ không cho phép bọn người lãnh tuyền chết ở vùng tinh vực này,
nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo hộ. Bọn hắn ngắm nhìn viên tinh cầu thiên đế cấp đi xa kia. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tinh cầu có thể thay đổi hình thái như thế này, quá rung động, quá kinh khủng. Tinh cầu, chẳng phải là tất cả pháp tắc, toàn bộ sinh linh bên trong đều sẽ nghe theo lệnh hắn. Tất cả, đều bị hắn khống chế. Nhưng, nguyên nhân phát sinh tất cả mọi chuyện này là cái gì? Viên tinh cầu kia là ai chạy tới? Lại có thể ép bọn lãnh tuyển tự mình ra tay? Bọn hắn rất muốn trở lại đế tộc, tìm hiểu kỹ càng tình huống, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ con đường không gian ở giữa tinh cầu đã hoàn toàn bị phá hỏng, chỉ sợ bọn hắn sẽ phải ở chỗ này chờ đợi một thời gian rất dài, mới có thể trở về đế tộc. Các ngươi thật giống như không trở về được đâu. Một tiếng cười nói kiều mị truyền đến từ phía sau bọn họ. Bọn người Sở Thiên Hùng quay người, thấy được nữ tử Mỹ Lệ ngồi trên một hòn đá lớn nơi xa. Chương 3352 Săn Bắn Thiên Võ 1. Nam tử của ngươi sao? Hướng Vãn Tình mang theo tấm lụa mỏng che mặt, ngăn đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại che không được khí tức xinh đẹp vũ mị tán phát từ trong ra ngoài kia. Không phải các ngươi đang xem sao? Sở Thiên Hùng nhìn về bên cạnh tảng đá. Một thân ảnh tiếp lấy một thân ảnh vòng vo đi ra, theo thứ tự là Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Tặc Điểu. Ha ha, đừng nhìn chúng ta, nhìn trong vũ trụ. Chu Thanh Thọ chỉ tinh cầu hình người trong vũ trụ thâm không đang rút lui kia. Sở Thiên Hùng liếc mắt nhìn thâm không, lại vừa nhìn về phía Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ cười nói. Không hiểu, hay là không dám hiểu. Hàn Ngạo nói. Hắn hoàn toàn không sợ thần tộc cùng đế tộc các ngươi nơi này. Chẳng lẽ các ngươi ngoại trừ coi hắn là tên điên, thì không có nghĩ đến chút nguyên nhân khác. Vẻ mặt đám người Sở Thiên Hùng dần dần nghiêm trọng lên. Trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là phân thân của thiên đế? Đó là phân thân thiên đế. Hướng Vãn Tình hỏi, lãnh tuyển có nói bọn hắn đến nguyên nhân thiên nguyên tinh vực hay không? Đám người Sở Thiên Hùng đều không có đáp lại, chỉ là đưa ánh mắt phức tạp quan sát đến các thần linh trước mặt. Nếu như người điên kia là phân thân thiên đế, vậy bốn thần linh này chính là cường giả tinh cầu thiên đế kia. Hướng Vãn Tình cười khẽ vài tiếng. Thật có lỗi, là ta hồ đồ rồi. Nàng sao có thể nói với các ngươi những việc này, coi như muốn nói thật, cũng chỉ là nhắc chuyện đơn giản cùng đế tổ các ngươi. Sở Thiên Hùng đột nhiên nói. Các ngươi, là chạy tới vì thương thiên chí tôn. Nếu không thì muốn như nào? Ta nên bội phục đảm lượng của các ngươi. Hay là nói các ngươi ngu xuẩn? Đó là thương thiên chí tôn. Thương thiên, chúa tể mới được tinh vực chúa tể cùng cấm khu toàn vũ trụ đều công nhận. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái. Nếu thật muốn tính toán ra, thương thiên còn phải kêu tinh cầu nhà chúng ta một tiếng. Mẫu thân đây. Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng, cười ha ha nói. Đúng nhỉ, đó là con, ha ha. Ha ha. Hàn Ngạo đều lộ ra mấy phần ý cười. Nói như vậy thật sự có mấy phần đạo lý. Sở Thiên Hùng và đám người trao mày, đây là bầy đồ đần nào? Trong đầu có hố, hay là trong hố có cái đầu? Cũng dám trêu chọc chúa tể thương thiên. Hướng Vãn Tình nói. Vì để cho trận khai chiến tiếp theo hai bên không đến mức quá xấu hổ, chúng ta giới thiệu thân phận trước. Bọn người Sở Thiên Hùng lập tức cảnh giác, khai chiến. Viên tinh cầu đang rời khỏi kia, là hành tinh mẫu thân của chúng ta. 5 năm trước. Vừa mới trải qua một trận xâm lấn của chiến đội thương thiên. Kết quả đây, phân thân thương thiên chiến tử, thôn tinh thú, cự linh, hai vị trí tôn đại đế toàn bộ chiến tử, tinh linh chiến đế, hắc ma chiến đế, còn có tử hồn, gặp phải trấn áp. Lãnh tuyền, hắc độc, hỗn độn cự bằng, tinh ma, may mắn đào thoát. Thời điểm bọn người lãnh tuyền chạy trốn đã mang đi 6 vị đại đế từ thế giới chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang trấn áp trong đế tộc các ngươi. Bây giờ đã biết rõ chưa? Đám người lãnh tuyền là đến tị nạn, mà chúng ta là theo đuổi giết. Các ngươi làm chó săn cho thương thiên, còn cầm tù đại đế của chúng ta. Ha ha, chúng ta săn giết các ngươi, không tính là quá phận chứ. Bọn người Sở Thiên Hùng nhao nhao kéo căng chiến khu, triển khai tư thái phòng ngự. Bọn hắn mặt ngoài coi như tỉnh táo, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, phân thân thương thiên đều chết trận. Hai vị trí tôn bị giết. 3 vị trí tôn bị trấn áp, 4 vị trí tôn chạy trốn. Đây là sự thực sao? Sao bọn hắn lại không tin như vậy? Không nói nhảm nữa, đắc tội rồi. Hướng Vãn Tình đứng lên, tấm lụa mỏng bay nhẹ, y phục hồng phần phật,
một loại khí tức âm u kinh khủng che mất đất trời, chí âm như đao, để hư không đều tan vỡ. Tặc điểu bay lên không, tinh khí bành trướng, như một tôn thần lô, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, giống như đại dương cuồn cuộn. Chí dương cùng chí âm gặp nhau, giữa hai bên im lặng trở thành một vùng đất quang ám, bắt đầu sụp đổ đáng sợ, kinh hồn nhiếp phách. Thiên đế của các ngươi đều chạy trốn, còn dám ở chỗ này làm càn. Sở Thiên Hùng Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy thế chủ nhân đế quốc cường đại cuồn cuộn, xung quanh hắn dâng lên ngàn vạn kiểu chữ, trong chớp mắt tạo thành pháp chỉ đế quốc hùng vĩ. Văn tự huyền ảo, phong cách cổ xưa cứng cáp, ẩn chứa nhân đạo giáo hóa, khí vận vạn dân, bắn ra khí tức cường đại khó mà chống lại. Ai nói là thiên đế chúng ta chạy trốn, rõ ràng là săn giết bọn lãnh tuyền, giữ vững khoảng cách an toàn. Nếu không, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn rút đi, thiên nguyên tinh há có thể trở lại trạng thái tinh cầu. Thiên nguyên không sợ ngài ấy lại đột nhiên giết tới, đánh sập hành tinh nào sao? Sở Thiên Hùng khẽ nhíu mày, lần nữa ngóng nhìn thâm không, tốc độ lui lại của viên tinh cầu kia càng ngày càng chậm, cuối cùng lại đứng bất động ở nơi đó. Tại lúc hắn ngóng nhìn thâm không, viên tinh cầu hình người kia chợt giống như cũng nhìn về nơi này, cách thâm không mênh mông nghìn vạn dặm, đôi mắt kia lại mang đến cho hắn như áp bách như thực. Nơi này là thiên nguyên tinh vực, chúng ta là đế tộc của thiên nguyên tinh vực, các ngươi tuyên chiến với chúng ta, chính là đang tuyên chiến với thiên nguyên. Đan thần cảnh cáo, thân thể oanh minh kịch liệt, phát ra thanh thế đất rung núi chuyển. Chín tòa bảo đỉnh sâu trong khí hải oanh minh, trung dung cùng thân thể hắn, hiển hiện hình dáng ở trong thiên địa. Chín tòa thái thượng đan đỉnh, phun trào đại uy đan đạo, như có thể hấp thu tất cả hỏa lực trên thế gian, ngưng tụ thành đan dược. Là các người trấn áp đại đế chúng ta trước. Chương 3353 săn bắn thiên võ 2. Hướng Vãn Tình cùng tặc điểu liên hợp, va chạm ra âm dương giao hòa hủy diệt, thế gian sụp đổ, càn khôn rối loạn, bọn hắn liên thủ nhào về phía Sở Thiên Hùng. Giống. Hàn Ngạo hóa thân thành hắc ám cự long, cương phong gào thét, như vạn long nhấc lên, mênh mông đất trời đều lâm vào hắc ám, giống như là từ bên trong thiên địa pháp tắc kéo tới màn đêm vô tận, lao thẳng đến Xích Dương thú. Lão ca, người đang nhìn đi đâu? Hay là vẫn nghiện sau khi thoáng quần ẩu qua một đế tộc? Chu Thanh Thọ núp ở phía sau thiên bảo lão tặc huyết sáo, toàn thân dâng lên tinh quang, sáng đến chói mắt, thần bí mỹ lệ, hắn tựa như chúa tể tinh không, tràn ngập ra ba động khủng bố, uy áp đan thần. Thiên bảo lão tặc bây giờ căn bản là mộng, bị kịch biến liên tiếp làm cho hoảng hốt. Đó đúng là thiên đế, nhưng không phải thiên nguyên đại thiên đế hắn tưởng tượng. Không những không phải, mà còn là người xâm nhập thiên nguyên tinh vực. Hắn vậy mà lại trợ giúp xâm lấn thiên đế, phá hủy thiên võ tinh, đã gián tiếp dẫn phát đến cả tràng chiến dịch tiếp theo sau đó. Hắn đây coi như là cái gì, phản bội gia viên sao? Mặc dù hắn không có đến mức có những cái được gọi là đại nghĩa, nhưng đột nhiên biến thành kẻ cầm đầu, vẫn rất khó tiếp nhận. Ngươi còn có đường lui sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt du tẩu hư không, vòng quanh thiên bảo lão tặc nói nhỏ. Bây giờ coi như ngươi đứng ở một bên đế tộc, bọn hắn có thể tha thứ cho ngươi sao? Ngươi là đạo tặc, đế tộc có thể tiếp nhận ngươi sao? Ngươi không có phản bội tinh cầu của ngươi, bởi vì đứng sau lưng tam đại đế tộc bọn hắn căn bản cũng không phải là thiên nguyên, mà là chúa tể khác. Bọn hắn, đều là sâu mọt của thiên nguyên tinh vực. Là người thật sự ruồng bỏ thiên nguyên. Đông Hoàng Lăng Tuyệt để lại thiên bảo lão tặc, xông vào phế tích bừa bộn, lặng yên không một tiếng động bện lấy không gian mê xào. Sau khi trải qua ác chiến trước đó, bên trong phạm vi mấy chục vạn dặm, khắp nơi đều có cự thạch, khắp nơi đều là vực sâu, số lượng lớn địa tầng vỡ nát giống như là từng tòa thiên nhạc, nghiêng nâng thương thiên. Mênh mông mà rung động. Đông Hoàng Lăng Tuyệt du tẩu vạn dặm phế tích, giam cầm từng tảng đá lớn cùng địa tầng ngàn mét vạn mét, còn có sụp đổ núi lớn, toàn bộ để lại ấn ký không gian, biên chế lên con đường không gian. Giống như là lít nha lít nhít lưới đánh cá bao phủ núi cao cự thạch san sát nhau. Bọn chúng tạm thời còn ở tại chỗ, nhìn rất bình tĩnh, nhưng có thể toàn bộ bạo động bất cứ lúc nào, lại ngay lúc bỗng nhiên, giáng lâm chiến trường. Mục tiêu của Đông Hoàng Lăng Tuyệt, chiến trường thần cấp. Ầm ầm. Trên chiến trường thần cấp, phía sau Sở Thiên Hùng hiển hiện 36 chữ cổ, va chạm kịch liệt, lay động trời đất. Trong lúc bất chợt bầu trời mênh mông cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, bộc phát ra khí tức khủng bố tuyệt luân, tràn ngập hoang dã, xâm nhập tất cả cường giả. Đế Hoàng Võ Kinh, Thiên Kiếp Bí Điển. Sở Thiên Hùng điều động bí tự mạnh nhất, dẫn bạo truyền thừa mạnh nhất,
đế hoàng tộc thiên kiếp. Ầm ầm, điện quang như rắn, xé rách thiên địa, lôi vân cuồn cuộn, sôi trào như biển. Thiên kiếp giáng lâm, đột nhiên như vậy, cuồng bạo như vậy, trong chốc lát che mất thế gian, Xích Dương thú cùng đan thần đều bị ép đến chật vật tháo chạy. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu âm thầm hồi hộp, lấy cảnh giới thần linh, dẫn phát thiên kiếp. Mặc dù không đến mức giống thiên kiếp đế quân ở thế giới bọn hắn, nhưng uy thế khủng bố tràn ngập đất trời, lại để bọn hắn sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí là ngạt thở. Hủy diệt! Sở Thiên Hùng hét lớn, 36 chữ cổ bộc phát tuyệt thế cường quang, như là chiếu thấu vạn cổ, chiếu thấu thiên đạo, dẫn động thiên kiếp hủy diệt thần ma diệt thế. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thiên vũ sụp đổ, hắc ám vô tận bao phủ đại lục, không biết đến cuối cùng. Không chỉ có phạm vi chiến trường, mà ngay cả bên ngoài chiến trường, bên trong đế thành, vô số cường giả đều không nhịn được mà run rẩy, gần như sụi lơ, khó có thể chịu đựng được uy thế như vậy. Đó là thiên kiếp đế hoàng tộc, khí tức thật sự khủng bố. Những người may mắn còn sống sót bên trong tam sinh đế thành đều thấp thỏm lo âu. Giết! Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu lại không sợ hãi, hai bóng người xoay tròn bay lên trời, hai nguồn năng lượng chí dương chí âm bộc phát cực hạn, âm dương va chạm, vạn vật sụp đổ, âm dương giao hòa, ngũ hành tiêu tan. Bọn hắn liên thủ xuất kích, bát quái ra thân, âm dương cuồn cuộn, chống cự lại lôi kiếp, đuổi giết Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng cường hãn tuyệt luân, trọng quyền bạo kích, khẩn thiết oanh minh, dẫn dắt lôi kiếp tràn ngập đất trời, cường thế oanh kích âm dương pháp trận. Ầm ầm, thế gian nứt thành bốn mảnh, càn khôn sụp đổ, hỗn độn bành trướng. Nơi này như là đang khai thiên tích địa, trùng kích ra gợn sóng cơ hồ muốn hủy toàn bộ hoang dã. Chủ nhân đế quốc, không phụ danh tiếng của nó, nhưng chúng ta cũng không kém. Thái âm đồ đằng cuồn cuộn, âm phong gào thét, thái dương đồ đằng nở rộ, cường quang ngập trời chiếu thấu hắc ám. Âm dương giao hòa, thiên địa tân sinh, từng luồng thế công giống như trật tự cuồng kích Sở Thiên Hùng. Không ai có thể chống cự lôi kiếp của ta, không ai có thể chống lại đế hoàng võ kinh. Tự phù toàn thân Sở Thiên Hùng lấp lóe, cùng lôi kiếp giao hòa, giờ khắc này hắn như là hóa thân của lôi kiếp, mọi cử động đều là hủy trời diệt đất, giữa lúc nhảy lên, hàng vạn tia lôi kiếp treo đầy toàn thân, bộc phát ra thế công khủng bố tuyệt luân. Đi! Đông Hoàng Lăng Tuyệt quả quyết xuất kích, trước một khắc thiên kiếp băng diệt cự thạch khắp nơi trên đất, trong phạm vi vạn dặm có hơn 8.000 tòa cự thạch đều bị di chuyển. Không có trực tiếp đả kích Sở Thiên Hùng, cũng không có cưỡng ép quấy nhiễu chữ cổ thần bí, mà chuyển rời đến sâu trong lôi vân. Chương 3354 săn bắn thiên võ 3. Ầm ầm, hơn 8.000 tảng đá lớn đột ngột lấp đầy giữa lôi vân, mỗi một tảng đều là ngàn mét trở lên, có một số ít càng là vạn mét. Lôi chiều đang thai nghén cùng bạo động thiên kiếp va chạm toàn diện cùng cự thạch, dẫn phát bạo hưởng kinh thiên động địa. Cự thạch đương nhiên không hủy diệt được lôi vân, nhưng lôi chiều tại biển mây tiếp tục tiêu hao, lôi kiếp lập tức xuất hiện đứt gãy. Tiếp tục dòng dã mười mấy giây. Giờ phút này Sở Thiên Hùng kích phát thế công, toàn bộ là mượn dùng lôi kiếp. Kết quả, lôi kiếp gãy mất, thế công của hắn lập tức suy yếu. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu phá giải trong nháy mắt, riêng phần mình nhấc lên đòn tấn công kinh khủng. Thái âm cuồn cuộn, hàn khí thấu xương, thiên địa vạn vật đều như là tách rời sụp đổ, huyết nhục khí tức toàn bộ bốc hơi đi, phóng thích cực hạn muốn để đất trời quy về trước hồng hoang. Thái dương nở rộ, rọi khắp thế gian. Quang huy cường thịnh soi sáng muôn phương, ngay cả lôi kiếp trên không trung đều muốn sụp đổ. Thái âm hóa đao, thái dương hóa quyền, cường thế bắn bay Sở Thiên Hùng. Ngay sau đó, Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu lần nữa giao hòa, truy kích Sở Thiên Hùng, thế công thay phiên đánh về mười phương, một hồi chí cương, một hồi chí nhu, đánh ra từng sợi năng lượng ba động mạnh hơn thần cấp. Âm dương, vĩnh viễn là áo nghĩa chí cao giữa thiên địa. A, Sở Thiên Hùng chật vật ổn định. Lòng bàn tay trái xuất hiện một chữ sinh, lòng bàn tay phải xuất hiện một chữ tử, phát ra từng sợi thần uy khủng bố, phân biệt đánh về phía Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu. Sinh tử xảo diệu, vắt ngang vạn cổ, uy lực sinh tử, thẩm phán chúng sinh. Ầm ầm, cực hạn va chạm, cuồn cuộn tám phương, mặt đất oanh minh kịch liệt, bị cuồng bạo tung bay. Vào thời khắc này, thiên kiếp lần nữa giáng lâm, tràn ngập đất trời bao phủ hai bên. A, Sở Thiên Hùng dữ tợn, uy nghiêm cùng cường thế đến cực điểm. Sinh tử thả ra, đồng thời tiếp dẫn lôi chiều hội tụ toàn thân, thế công trong chốc lát tăng vọt đến cực hạn, như là muốn mạnh hơn thần linh đỉnh phong, chạm đến vấn đề bán đế. Trong chốc lát,
ba động để chiến trường hồi hộp, ngay cả Hàn Ngạo cùng bọn người Chu Thanh Thọ cũng nhìn không được mà nhìn ra xa. Huyết tế đồ đằng, trời ban thần cách. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu uy nghiêm hò hét, âm dương giao hòa, thiên băng địa liệt, hắc ám cực hạn chí âm cùng cường quang cực hạn chí dương giao hòa, vậy mà hiện ra một hư ảnh thông thiên. Như là Thái Hoàng Thiên giáng lâm, tay trái hắc ám, tay phải ánh sáng, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Một nguồn uy lực và năng lượng khủng bố tuyệt luân, rối loạn càn khôn, trận bạo tạc giống như quét sạch bốn phương tám hướng. Sở Thiên Hùng phun máu, hai tay vỡ vụn, thân thể rách dưới, chật vật bay ra ngoài, mà lôi kiếp ở không trung đều bị cuồng bạo tung bay, mình mông thiên vũ đột nhiên khôi phục thanh minh. Sở Thiên Hùng xác thực rất mạnh, nhưng Hướng Vãn Tình và Tặc Điểu tuyệt đối không yếu, số lượng âm dương càng là số lượng mệnh mạch thiên đạo. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bọn hắn trùng sát, xung quanh Sở Thiên Hùng bắn ra hai chữ, càn, khôn, ngay sau đó trên trán bắn ra chữ, hư, không gian xung quanh rối loạn vặn vẹo, như một cái vòng xoáy lỗ đen phóng lên tận trời, nuốt lấy Sở Thiên Hùng, cưỡng ép di chuyển ra khỏi chiến trường. Ngươi trốn không thoát. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu va chạm mãnh liệt, trải rộng ra bát quái đồ trận minh mông mấy ngàn dặm. Bát quái luân chuyển, vạn tướng hiện hình, tầng tầng lớp lớp gợn sóng như là xuyên suốt cửu thiên thập địa, cuồn cuộn hư không thâm uyên. Sở Thiên Hùng xuất hiện ở ngoài 2000 dặm, hướng đến Tam Sinh Đế Thành. Đuổi. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu khai phách hệ thống hoàn toàn mới, rời khỏi thế giới pháp tắc, giống như vượt qua chặn đường Sở Thiên Hùng. Cùng lúc đó, rốt cuộc Thiên Bảo lão tặc cũng quyết định, chấn kích hai cánh âm dương, lao thẳng đến Chu Thanh Thọ. Nếu lão gia hỏa này đã làm quyết định, thì cũng sẽ không có lo lắng. Phóng tới chiến trường đan thần càng là bản tính cho phép. Đó là đan thần, khẳng định mang theo rất nhiều đan dược. Đây là tập kích, càng là ăn cướp. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thì xuất hiện ở chiến trường Hàn Ngạo, đạo ngấn không gian quét sạch toàn thân Hắc Long, tốc độ lập tức bạo tăng gấp mấy chục lần, khởi xướng cuồng kích áp đảo Xích Dương Thú. Tam Sinh Đế Tổ, chấn áp bọn hắn. Sở Thiên Hùng xông vào Tam Sinh Đế Thành, hướng về Đế Tổ phía trên chân trời hò hét. Nam tử trước đó giao dịch cùng Dực Thần tộc chính là phân thân tinh cầu Thiên Đế. Là các ngươi hắn đưa vào Thiên Võ Tinh, các ngươi còn phát sinh liên lụy cùng hắn, các ngươi phải phụ trách cho tinh vực náo động lần này. Bây giờ, lập tức, chấn áp bọn hắn, hướng Thiên Nguyên Đại Thiên Đế thỉnh tội. Nếu không trăm vạn năm truyền thừa của Tam Sinh Đế tộc sẽ chôn vùi trên tay đám hậu bối ngu xuẩn của các ngươi. Dùng cái gì chứng minh hắn chính là phân thân Thiên Đế? Dairon, Dinia cùng hô to, bọn hắn đã có dự cảm, nhưng nghe Sở Thiên Hùng chính miệng nói ra, vẫn khiếp sợ không thôi. Các ngươi đều làm cái gì? Tam Sinh Đế tổ trao mày, có dính dấp, liên lụy đến trình độ gì? Thần linh hắn mang tới ở ngay phía trước. Bọn hắn đều chính miệng thừa nhận. Bọn hắn đang săn giết chúng ta. Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Tam Sinh Đế tổ, trấn áp bọn hắn, giải cứu đan thần. Nếu không việc này qua đi, không chỉ có Đại Thiên Đế trừng trị Tam Sinh Đế tộc các ngươi, tước đoạt đế danh các ngươi. Hoàng tộc Thiên Nguyên Đế ta, Thiên Mạch Thái Thượng Đế tộc, Thiên Tổ Chí Tôn Đế tộc đều ghi khắc các ngươi hôm nay, thấy chết không cứu. Sở Thiên Hùng cao giọng la lên, cứ việc máu me khắp người, bộ dáng chật vật, nhưng vẫn duy trì uy nghi chủ nhân đế quốc. Bọn người Dairon cao mày. Thật sự là Thiên Đế sao? Chương 3355 săn bắn Thiên Võ 4. Còn xâm lấn Thiên Nguyên, Thiên Đế giao thủ cùng Đại Thiên Đế. Chuyện nghiêm trọng, làm không tốt thực sẽ bị Đại Thiên Đế trừng phạt. Ánh mắt Tam Sinh Đế tổ dần dần lăng lệ, nếu như Thiên Đế trách phạt, đế tộc tuyệt đối không có chỗ hoàn thủ. Vận mệnh Tam Sinh Đế tộc chỉ sợ. Dairon ớn lạnh toàn thân, đây chẳng lẽ nguyên nhân cảm giác năng lượng kiếp sau xuất hiện rối loạn? Căn bản cũng không phải tên hỗn đản kia, mà là bọn hắn đắc tội Đại Thiên Đế. Là Đại Thiên Đế muốn trừng phạt. Ha ha, ngươi chạy đến nơi đây. Bát quái cường quang rọi khắp nơi thiên địa, giống như màn trời từ trên trời giáng xuống. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu quay quanh tại tâm lưỡng cực, riêng phần mình diễn biến uy lực minh mông thái âm cùng thái dương. Sở Thiên Hùng chỉ phía bát quái đồ trận phía xa, cao giọng thét lên ra lệnh. Tam Sinh Đế tổ, trấn áp bọn hắn, gấp rút tiếp viện đan thần cùng Xích Dương Thú. Hướng Vãn Tình chào hỏi Dinia. Bây giờ biết thân phận chúng ta rồi chứ? Dinia lắc lư ánh mắt, lạnh cả người, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nam tử kia lại là Thiên Đế. Nào chỉ là Thiên Đế, còn là tinh cầu cấp Thiên Đế,
tồn tại ngang cấp cùng Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Trách không được hắn không sợ hãi, phóng khoáng tự nhiên như thế. Hướng Vãn Tình nói với Tam Sinh Đế Tổ. Tự giới thiệu một chút, Hướng Vãn Tình, vị phi tử thứ 5 của Thiên Đế. Kim Ô bên cạnh hảo huynh đệ sơ kỳ kết bạn trưởng thành với Thiên Đế. Không có ý gì khác, chính là nhắc nhở các ngươi không cần xen vào chuyện bao đồng. Chúng ta thu thập bọn họ là bởi vì đám đạo tặc cướp đi thê tử thân bằng của Thiên Đế, nhốt ở bên trong đế tộc bọn hắn. Phi tử. Dairon vừa mới dâng trào chiến ý bị cưỡng bức đè lại. Nữ tử Thiên Đế. Đều là tinh cầu, còn chơi gái. Nếu như tôn Thiên Đế kia thật bảo lưu đam mê giao hợp, bên trong toàn thế giới không biết có bao nhiêu thiếu nữ, xếp hạng thứ 5, còn mang theo trên người, khẳng định rất được sủng ái yêu thích. Nếu như giết. Tặc điều chỉ thâm không phía xa. Nhìn thấy không, Thiên Đế nhà chúng ta không hề rời khỏi quá xa, chính là đang chờ chúng ta mang người về. Thiên Đế các ngươi trở lại hình thái tinh cầu, chính là ngầm cho phép loại hành động này. Hai vị Thiên Đế giao dịch, các ngươi làm con dân, tốt nhất đừng nhúng tay lung tung. Thành thành thật thật đợi, nhìn xem. Cường giả Tam Sinh Đế tộc khẩn trương cảnh giới, nhìn sang vũ trụ thâm không, lại xem đế tổ bọn hắn. Vẻ mặt Tam Sinh Đế tổ âm trầm, trong lòng âm thầm dãy giụa. Cục diện trước mắt xác thực đẩy hắn lên tình cảnh lưỡng nan. Hắn hoàn toàn không biết ý tứ Đại Thiên Đế, nếu như thấy chết không cứu, xảy ra vấn đề, không chỉ có Đại Thiên Đế không tha cho bọn hắn, Tam Đại Đế tộc biết sau đó sẽ nhằm vào bọn họ. Cứu, bên ngoài thế nhưng có Thiên Đế khác đang nhìn chằm chằm. Tam Sinh Đế tổ, người đang do dự, người vậy mà do dự trong chuyện đã trái phải rõ ràng. Các ngươi là đế tộc đầu tiên của Thiên Võ Tinh, các ngươi đại biểu cho Thiên Võ Tinh, các ngươi hẳn là kiên định đứng ở bên Đại Thiên Đế, hẳn là tuyệt đối bảo vệ quyền uy Đại Thiên Đế. Bọn hắn chỉ là vài tôn thần mà thôi, vậy mà hù các ngươi ngay cả dũng khí ra tay tương trợ đều không có. Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị chơi nhìn đế tộc cùng tinh vực bị trấn áp, bị sát hại ở trước mặt đế thành các ngươi? Ngươi làm ô danh Tam Sinh Đế tổ. Tam Sinh Đế tộc càng không xứng đại biểu Thiên Võ Tinh. Việc này qua đi, Tam Sinh Đế tộc sẽ bị Thiên Võ Tinh thậm chí toàn tinh vực lăng mạ. Tam Sinh Đế tộc càng sẽ được đính trên trụ sỉ nhục của Thiên Nguyên tinh vực. Sở Thiên Hùng không hổ là chủ nhân đế quốc, trực tiếp dùng vấn đề đạo đức và đại nghĩa rèm pha Tam Sinh Đế tộc, từng câu từng chữ khoan tim ăn vào xương. Tam Sinh Đế tổ rốt cuộc cũng tỏ thái độ, đế uy minh mông cuồn cuộn đế thành, uy hiếp Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu. Thiên Nguyên và tinh cầu các ngươi đang đứng ở trạng thái giao chiến. Thiên Võ Tinh không chào đón các ngươi, lập tức rời khỏi. Hắn không thể đắc tội Thiên Nguyên, cũng không dám khiêu khích Thiên Đế khác, biện pháp bảo thủ chính là oanh đám người này ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi Thiên Võ Tinh thì không có liên quan gì với bọn họ. Lời vừa nói ra, Dairon đã hiểu, mang theo hai vị thần tôn đế tộc phóng lên tận trời, luân động tam xoa kích, xông về chiến trường thần cấp bên ngoài đế thành. Sở Thiên Hùng thoáng thở phào, quay đầu khinh thường bát quái đồ trận. Tại tinh vực chúng ta, còn có thể tùy ý các ngươi lạm sát. Thật đáng tiếc các ngươi làm ra quyết định như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Hướng Vãn Tình không có kiên trì, trước khi đi nhắc nhở. Các ngươi tự nhận quyết định chính xác, không có sai, nhưng... hơi có vẻ bảo thủ, không đủ đảm phách. Các ngươi thật hẳn là nhìn kỹ một chút tình thế tinh không, bình phán cục diện trước mắt, đây có lẽ là một sự kiện thay đổi vận mệnh Tam Sinh Đế tộc, vạn năm khó gặp. Sở Thiên Hùng vung tay gầm thét. Lăn ra Thiên Nguyên. Hướng Vãn Tình cười khẽ. Ngươi thì sao, không quay về nhìn. Đối kháng cấp Thiên Đế mặc dù đã kết thúc, nhưng không có nghĩa sự kiện hoàn toàn kết thúc. Thiên Đế chúng ta không cứu đi người thân bằng hữu của hắn, là không thể nào rút lui. Bây giờ an tĩnh, chỉ là an tĩnh mặt ngoài, ta dám cam đoan. Thiên Nguyên Đế Hoàng Tộc, Thiên Mạch Thái Thượng Đế Tộc, Thiên Tổ Chí Tôn Đế Tộc, đang gặp nguy cơ nghiêm trọng. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu mở rộng bát quái đồ trận, bao gồm Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Thiên Bảo Lão Tặc, còn có bọn người Lý Dần, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang chạy tới. Vẻ mặt Sở Thiên Hùng dần dần nghiêm trọng lên, bọn người đan thần cùng Xích Dương Thú vừa mới gấp gáp trở về nghe vậy lập tức nhìn phía tinh cầu mình. Chương 3356 Dã Man Trả Thù 1. Đúng vậy, viên Thiên Đế tinh cầu nếu đã mạo hiểm tập kích Thiên Nguyên, khẳng định không thể nào tùy tiện bỏ qua. Hai bên kết thúc chiến tranh, rất có thể mang ý nghĩa đã đạt thành giao dịch bí mật. Đế tộc bọn hắn bây giờ đang gặp cái gì? Nếu như Đại Thiên Đế bọn hắn tự mình ra tay, cũng không bị gì,
hẳn chỉ là trấn áp đám tù binh mang đi. Nhưng nếu như thiên đế viên tinh cầu kia phái ra cường giả. Hướng Vãn Tình cười khẽ hai tiếng, trừng mắt nhìn. Chúng ta chờ các ngươi ở bên ngoài, không thấy, không tiêu tan. Bọn người Sở Thiên Hùng, Đan Thần, Xích Dương Thú đều gom lại cùng một chỗ, rõ nhìn ra xa tinh cầu mình, muốn nhìn rõ ràng thứ gì. Trong lòng bọn họ thật sốt ruột. Tiềm thức phỏng đoán Thiên Nguyên hẳn sẽ không để cho kẻ địch nhúng tay đế tộc, nhà mình, nhưng nói cho cùng, bọn hắn không tính là Thiên Nguyên đế tộc, mà là thuộc về Thương Thiên Chúa Tể. Nếu như Thiên Nguyên cố ý mượn dùng sự kiện lần này gõ bọn hắn thì sao? Bọn hắn càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng có khả năng. Nhưng, đám hỗn đản này ở trong tinh không nhìn chằm chằm đâu, nếu như bây giờ bọn hắn ra ngoài, đừng nói giết trở về, mệnh đều có thể mất luôn nơi đó. Xích Dương Thú coi như chịu được, dù sao nơi của bọn hắn không có tù binh, nhiều nhất chính là trừng trị. Sở Thiên Hùng cùng Đan Thần lại sốt ruột. Sở Thiên Hùng dù sao cũng là chủ nhân đế quốc, đỡ có thể bỏ mặc khi đế quốc đang trong thời điểm khó khăn nhất. Đan Thần thì sốt ruột kho đan dược bên trong đế tộc. Nếu như bị tập kích, không thể nghi ngờ là tai nạn. Bọn hắn đồng thời quay người, nhìn sang Tam Sinh Đế Tổ. Tam Sinh Đế Tổ không cần bọn hắn mở miệng đã biết có ý gì. Nhưng, bên ngoài không thuộc về lãnh địa của bọn hắn, nếu như còn muốn nhúng tay, chẳng khác nào là khai chiến, cũng nhất định sẽ khai chiến. Sở Thiên Hùng chủ động hạ thấp tư thái. Nếu như Tam Sinh Đế Tổ bảo hộ chúng ta an toàn trở về đế tộc, sau đó tất có thâm tạ, cũng coi như Sở Thiên Hùng ta thiếu Tam Sinh Đế Tộc một cái nhân tình. Đan Thần cũng nói, đế tổ có thể bây giờ ra điều kiện, muốn bao nhiêu đan dược phẩm cấp gì, chỉ cần hợp lý, ta bằng vào ta danh dự đảm bảo, sau đó tất nhiên giao phó toàn bộ. Các tộc nhân Tam Sinh Đế Tộc âm thầm chờ mong, có thể được chủ nhân Thiên Nguyên Đế Quốc nợ nhân tình, thật đúng là hiếm có. Đan Thần chính miệng hứa hẹn đan dược, càng là cầu bình thường đều cầu không đến. Tam Sinh Đế Tổ rất động tâm, nhưng vẫn kiên trì nói. Đế thành chúng ta bây giờ chỉ có 3 vị thần tôn, cộng lại 6 vị, muốn đột phá 5 vị thần tôn bọn hắn còn có võ giả không gian phong tỏa, độ khó quá lớn. Coi như đột phá thành công, các ngươi sẽ về 3 viên tinh cầu khác biệt. Đưa về một tên, số lượng thần tôn của chúng ta sẽ thiếu đi một người, muốn đưa người thứ 2 trở về, độ khó cực lớn, chớ nói chi lại đưa người thứ 3 trở về. Tha thứ ta nói thẳng. Các người cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể sống một người. Ai sống, kẻ nào chết. Bọn người Sở Thiên Hùng cau chặt lông mày, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Các người có thể mời thần tôn khác. Ngươi không có chú ý sao? Lúc Thiên Nguyên Đại Thiên Đế cùng viên tinh cầu kia khai chiến, toàn bộ thần tôn tất cả đế tộc rút lui vào đế thành của mình. Các ngươi chỉ cần chúng ta đưa về Thiên Nguyên Tinh, chúng ta có thể từ trong đế quốc điều động càng nhiều thần tôn, sau đó lại liên chiến Thiên Mạch Tinh, Thiên Tổ Tinh. Từ nơi này đến Thiên Nguyên Tinh, mênh mông ngàn vạn dặm. Kẻ địch phía ngoài không chỉ có tinh không thần tôn, còn có hư không thánh hoàng, bọn hắn đều am hiểu tác chiến thâm không. Đủ rồi, ngươi chính là không nguyện ý hỗ trợ. Ngươi là chủ nhân đế quốc, hẳn là hiểu cái gì gọi là uyển chuyển từ chối. Ngươi đã muốn tìm minh hữu, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ta giúp ngươi sẽ nhắc lên nguy hiểm hao tổn thần tôn, càng đắc tội tinh cầu thiên đế kia. Ta không giúp ngươi, hợp tình lại hợp lý. Ngươi muốn tị nạn ở chỗ này, ta hoan nghênh. Ngươi muốn lựa chọn rời khỏi, xin cứ tự nhiên. Bọn người Sở Thiên Hùng tức giận càng bất đắc dĩ. Tam Sinh đế tộc không chịu giúp, đế tộc khác chỉ sợ càng khó. Mà khoảng cách quá xa, khi đuổi tới nơi đó, lại tụ tập người, lại hành động, không biết bao nhiêu ngày. Đáng chết! Sở Thiên Hùng nắm chặt nắm đấm, tình huống đế quốc bây giờ như thế nào? Ngàn vạn! Ngàn vạn, đừng xảy ra chuyện. Đó là cơ nghiệp mấy chục vạn năm của bọn họ. Mấy chục vạn năm, mấy ngàn đời khổ sở kinh doanh, vô số lần xử lý nguy cơ, mới đổi lấy thời đại cường thịnh bây giờ. Nếu cứ bị hủy như vậy, hắn thật sự khó mà tiếp nhận. Bọn người Dairon nhìn lên bầu trời, cũng rất muốn biết tình huống cặn kẽ nơi đó, nhưng bây giờ chuyện đã thăng cấp đến vấn đề cấp thiên đế, bọn hắn. Nhỏ bé như sâu kiến. Loại cảm giác phức tạp chưa bao giờ có. Xúc động loại người từ đầu đến cuối cao ngạo tôn quý như bọn hắn thật sâu, tự xưng là thần quan sát chúng sinh. Lúc này Thiên Nguyên Tinh đang phát sinh dung chuyển kịch liệt. Thiên Nguyên Tinh, đế hoàng tộc, sâu trong đế cung đế quốc, trong bí cảnh dưới mặt đất. Kiều Vô Hối cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều bị trấn áp ở chỗ này.
Bọn hắn đều là cường giả đế cấp, còn là Chu Tước Yêu Đế cùng hư không đại đế, bất kể là năng lượng tràn ngập hay tính nguy hiểm, không thể nghi ngờ đạt đến mức cực hạn đế hoàng tộc có khả năng trấn áp. Lúc trước đế hoàng lão tổ có thể đồng ý, trừ bất đắc dĩ, cũng là bởi vì Lãnh Tuyền đồng ý tự mình tọa trấn. Cho dù như thế này, đế hoàng lão tổ vẫn tra tấn bọn hắn đến trình độ cực độ mệt mỏi, trấn áp nghiêm mật nhất, mới miễn cưỡng xem như yên tâm. Chương 3357 Dã man trả thù 2. Kiều Vô Hối, rút khô đế huyết, phong tỏa linh hồn, dùng mấy triệu chữ tử, ngưng tụ chữ trụ, xuyên qua trái tim Kiều Vô Hối. Đau đớn cực độ. Đông Hoàng Như Ảnh, lấy chữ, luyện, bao quanh linh hồn, dùng chữ, phong, cùng, cấm, diễn biến lồng giam, triệt để giam cầm từ linh hồn đến huyết nhục. Cực độ suy yếu. Đế Hoàng Lão Tổ vốn cho rằng chuyện cứ như vậy, chỉ cần kiên trì 10 năm. Chờ bọn người Lãnh Tuyền rời khỏi. Nhưng, đột nhiên xuất hiện chấn động để đế hoàng lão tổ khẩn trương cao độ. Lãnh Tuyền không để ý khuyên can rời khỏi, đế hoàng lão tổ bắt đầu điều động thần linh cùng thánh hoàng toàn tộc toàn diện thôi động bí cảnh pháp trận, trấn áp hai tôn đại đế phía dưới. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, bọn hắn dùng chữ, giết, cùng, phá, cùng, chú, ba cỗ năng lượng tàn nhẫn, phá giải thịt xương Kiều Vô Hối, rút ra máu tươi của Đông Hoàng Như Ảnh. Để bọn hắn ở vào trình độ sắp chết mà chưa chết. Không phải hắn quá cẩn thận, quá độ coi chừng, mà là quá mạnh bị trấn áp cường giả. Hai tôn đại đế, còn trấn áp ở phía dưới đế cung. Nếu như tức giận phản kích, rất có thể để cả tòa đế cung đều bị lật tung. Đều xốc lại tinh thần cho ta, không được lười biếng. Toàn lực ứng phó cho ta, bảo đảm hiệu quả trấn áp giữ vững trạng thái mạnh nhất. Đế hoàng lão tổ phát giác được trấn áp thoáng có chỗ yếu bớt. Lập tức quát tháo ba vị thần tôn cùng bảy vị thánh hoàng xung quanh. Lão tổ, chiến đấu phía ngoài không phải kết thúc rồi à? Đúng vậy, chiến đấu đều kết thúc, người xâm nhập không biết sống chết khẳng định rút lui, nữ đế hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hai tên này đều bị trấn áp một năm, nửa sống nửa chết, coi như thức tỉnh cũng ảnh hưởng không lớn. Ba vị thần tôn rất không hiểu sao đế tổ khẩn trương như vậy. Ngài thế nhưng là đế tổ, nơi này càng là đế cung. Đừng nói hai người rưỡi đại đế gần chết, xem như thức tỉnh, khôi phục, đều khó có khả năng tránh thoát. Ai dám lười biếng, sau đó trấn áp trăm năm. Đế hoàng lão tổ trực tiếp dùng nghiêm trị đáp lễ bọn hắn chất vấn. Bọn hắn không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn từ Lãnh Tuyền nơi đó hiểu được chuyện đã trải qua. Thân phận hai người này quá đặc thù. Một người là hài tử thiên đế. Một người là nữ tử của thiên đế. Không chỉ có thân phận đặc thù. Huyết mạch thực lực khẳng định càng đặc thù. Nếu như Khương Phàm gì đó chỉ là thiên đế cấp tinh cầu, còn chưa đủ, nhưng mẫu thân nó trực tiếp xung hợp tinh cầu giết tới. Chẳng phải tăng lên tới cấp bậc như thiên nguyên đại thiên đế sao? Hắn không biết tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào, càng không biết thiên nguyên cùng thiên đế kia có làm giao dịch gì không. Hắn muốn làm chính là trước khi Lãnh Tuyền trở về, dốc hết có khả năng trấn áp hai tôn đại đế, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không, truyền thừa mấy chục vạn năm của đế hoàng tộc sẽ lọt vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Ba vị thần tôn tranh thủ thời gian nghiêm túc lên, không còn dám nói loạn. Bọn người thánh hoàng tiếp tục thôi động năng lượng, duy trì uy lực tự kinh. Kiều Vô Hối cùng Đông Hoàng Như Ảnh bị dìm ngập bên trong, Tự Hải, nhìn Tự Hải hoa lệ trói lọi, lại vô tình tước đoạt lấy huyết nhục, tàn phá lấy linh hồn. Bọn hắn giống như bị rút gân lột ra, đốt cháy linh hồn. Loại đau khổ này cho dù lấy ý chí của bọn hắn, đều cơ hồ sụp đổ. Nhưng, thời điểm Thiên Nguyên cùng Khương Phàm chém giết, khiên động minh mông tinh vực bạo động, nơi này nhận lấy chấn động. Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm giác được. Bọn hắn đau đớn than nhẹ, mệt mỏi nỉ non. Chẳng lẽ, hắn tới rồi sao? Hắn, tới cứu chúng ta sao? Đây là sự thực, hay là mộng cảnh? Bọn hắn đau đớn hoảng hốt. Nhưng không có dám nghĩ sâu. Nếu như bị tra tấn mộng cảnh, nếu như bị cưỡng ép đưa tới mộng cảnh, bọn hắn rất có thể thật sâu rơi vào. Mà một khi đi vào mộng tỉnh, bọn hắn nhất định sẽ triệt để sụp đổ. Cũng sẽ bởi vậy mà, phế bỏ. Đế hoàng lão tổ đứng phía trên bọn hắn, tự mình cảm giác tình huống năng lượng Tự Hải, cũng cẩn thận quan sát trạng thái ý thức của bọn hắn. Một khi bọn hắn có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức tăng cường trấn áp. Thời gian trôi qua, nét mặt của hắn không có bất kỳ thư giãn gì, ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Lãnh Tuyền đâu? Vẫn chưa trở lại. Địa động bên ngoài đã kết thúc,
tộc nhân cũng đã sớm báo cáo nói cường địch rút lui, tinh vực quy vị. Lãnh Tuyền hẳn là trở lại Thiên Nguyên Tinh. Chẳng lẽ thương lượng gì với Thiên Nguyên? Thương lượng cũng phải có thời gian. Không sợ nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Đột nhiên, giống, gào thét chấn thiên động địa đột nhiên nổ vang, cách địa tầng thật dày, phong ấn thì phong ấn vẫn như cũ vang vọng bí cảnh. Toàn thân đế hoàng lão tổ đều căng cứng, ba vị thần tôn cùng bảy vị thánh hoàng càng không tự chủ được rụt cổ một cái. Sắc mặt bọn hắn hơi biến đổi, đồng loạt ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Đây là quái vật gì đang gầm thét, rõ ràng rất xa xôi, nhưng thật giống như trực tiếp nổ tung ở bên tai. Sâu trong mênh mông tự hải, Kiều Vô Hối cùng Đông Hoàng như ảnh gian nan ngẩng đầu. Gương mặt bạch cốt xâm xâm treo thịt nát, hốc mắt trống trải đã không có con mắt, chỉ có linh hồn mệt mỏi đang phát tán ra ba động yếu ớt, thúc giục ý thức đã hoảng hốt. Hống 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 hống, gào thét như sấm, nổ tung thiên địa, như là toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực đều đang lay động, mà càng ngày càng gần, giống như thanh triều biển động sôi trào, hướng về phương hướng đế thành tràn ngập đất trời nghiền ép xuống. Không tốt, chấn cho ta. Đây là bí cảnh, là nơi kiên cố nhất đế thành. Nhanh nhanh nhanh, đế hoàng lão tổ bỗng nhiên biến sắc, điên cuồng thúc giục, đế uy cuồn cuộn, tự phù giống như trận bão lao ra khỏi cơ thể, trùng kích tầng ngoài bên trong bí cảnh, tự mình đóng giữ bí cảnh. Chương 3358 dã man trả thù 3. Bọn người thần tôn cùng thánh hoàng hít vào từng ngụm khí lạnh, cũng không quan tâm phóng thích tự phù, trùng kích tự hải, trấn áp đại đế phía dưới. Nhưng, oanh, địa tầng rung chuyển, như là long trời lở đất, ngay sau đó đỉnh đầu sáng lên. Toàn bộ tổ từ mộ viên liên đới tầng đất đều bị hất bay ra ngoài. Bọn người đế hoàng lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưng tụ con ngươi, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng kêu lên đầy sợ hãi. Một cái đầu to lớn đang ở phía trên bí cảnh, lớn để cho người ta ngạt thở, lớn để cho người ta sợ hãi, như là một ngụm đã có thể nuốt vào nửa tòa đế cung. Giống, cự mãng mở ra miệng rộng hơn trăm dặm, bỗng nhiên vọt tới bí cảnh. Cửa hang bí cảnh đã rất lớn, nhưng ở trước mặt cái đầu kia lại kích cỡ tương đương như một cái bát. Ầm ầm tiếng vang, miệng rộng va sụp địa tầng, dễ như trở bàn tay hoành hành hơn trăm dặm hướng xuống phía dưới, cả cái đầu đều bao phủ đi vào. Ngọa tào, ta, là đầu cự mãng kia sao? Là đầu cự mãng xông ra từ bên trong thiên mạch tinh sao? Sao nó lại ở đây? Sao nó lại ở đây? Ra đầu đám thần tôn cùng thánh hoàng đều muốn nổ. Nơi này là Thiên Nguyên Tinh. Nơi này, mẫu thân nó, là Thiên Nguyên Tinh. Gào cái rắm, phản kích. Đế hoàng lão tổ cuồng loạn gầm thét, điên cuồng thôi động biển tự phù trong bí cảnh, hội tụ thành triều dâng hủy diệt, xông về miệng cự mãng. Cự mãng cắn cả khối bí cảnh giam cầm dưới đất, bỗng nhiên rút ra, ngẩng lên trời gầm thét, từng luồng hỗn độn chiều dâng kinh khủng lao nhanh từ toàn thân, như vạn lưu nhập hải, hội tụ yết hầu. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn sôi trào, như tinh hải lao nhanh, giống như sôi trào biển động, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy miệng bí cảnh, tách rời lít nha lít nhít tự phù. Bên trong đế thành đã bị quét thành phế tích, số lượng lớn người sống sót từ trong phế tích leo ra. Rung động nhìn đầu cự mãng quay quanh giữa không trung ngẩng đầu lên trời gầm thét. Có ít người ngất tại chỗ. Có ít người trực tiếp sụi lơ quỳ ở nơi đó. Chịu đựng, kiên trì. Đế hoàng lão tổ cùng bọn người thần tôn thánh hoàng đều kinh hồn gào thét, điên cuồng thôi động pháp trận, nhưng tự hải đầy kiêu ngạo của bọn họ bị hỗn độn chiều dâng trùng kích vào liên miên tan rã. A, à, đế tổ. Đế tổ, cứu ta. Cứu ta a. A a a. Một thánh hoàng theo tự hải tan rã, bị hỗn độn chiều dâng bao phủ, ngay sau đó phá toái. Hòa tan, hài cốt không còn. Khác thánh hoàng ớn lạnh toàn thân, sợ hãi muốn rời khỏi, kết quả. Ầm ầm, tự hải toàn diện tan rã, tất cả thánh hoàng cùng thần tôn bại lộ trong hỗn độn cuồng chiều, bị tàn nhẫn tách rời. Đại thiên đế, ngươi như thế nào dễ dàng tha thứ bọn hắn giết hại đế tộc của ngươi? Đế hoàng lão tổ khàn giọng gầm thét, đang muốn tức giận giết ra ngoài. Cự mãng lại mãnh liệt đong đưa đầu, răng nanh đột nhiên tản ra, hỗn độn chiều dâng trùng kích vào bí cảnh rộng chừng 30 dặm, gào thét mà đi. Bành! Bí cảnh bạo động hơn trăm dặm, va sụp tường thành ngoại bộ đế thành, nghiền chết số lượng lớn chú quân, lại mãnh liệt bắn ngược, tiếp tục nhấc lên, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Nương theo tiếng ầm ầm gào thét, đế cung kiên cố nhất bí cảnh bị phá thành mảnh nhỏ, tự hải bên trong như hồng lưu vỡ đê, sôi trào năng lượng cuồn cuộn. Tuôn trào ra bốn phương tám hướng.
đám thần tôn cùng thánh hoàng bị chấn động thất điên bát đảo cũng theo bí cảnh phá toái mà chật vật bay ra ngoài. Nhưng, không chờ bọn hắn ổn định, đầu đột nhiên lọt vào trọng kích, thân thể đang nhấc lên cưỡng bức định ở nơi đó. Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân, Ngô Chính Uyên, và một đám người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao dùng chân dẫm lên bọn trên đầu hắn. Bọn người thánh hoàng cùng thần tôn cao ngạo lúc này vùi đầu vào trong hỗ đất. Oa a a! Hắc Ma Đế Quân gầm thét đánh tới Đế Hoàng lão tổ. Sát khí ngập trời, ma khí cuồn cuộn. Cứng rắn chiến khu của Hắc Ma Đế Quân tiếp nhận thiên uy vô tận, bạo phát ra hủy diệt bạo kích khủng bố tuyệt luân. Bành, răng rắc. Nắm đấm to lớn rắn rắn chắc chắc đánh vào khuôn mặt già nua tang thương của Đế Hoàng lão tổ. Gương mặt lõm vào, da thịt nổi sóng chập trùng, theo đầu mãnh liệt đong đưa, răng hòa với nước bọt phun tung tóe mà ra. Ngay sau đó, trọng quyền Hắc Ma bộc phát ra thiên uy tuyệt thế, không thua gì lôi kiếp kinh khủng, che mất đầu Đế Hoàng lão tổ. Cái cổ Đế Hoàng lão tổ gãy đoạn tại chỗ, thân thể nhanh chóng sôi trào bay ra ngoài. Giống, hống hống hống. Hắc Ma Đế Quân dã man gào thét, cuồng bạo bước lên, trọng quyền giống như trận bão lít nha lít nhít rơi trên người Đế Hoàng lão tổ. Đế Hoàng lão tổ liên tiếp nhấc lên, tiếp tục trọng thương. Cơ hồ trong nháy mắt, bạo kích hơn 300 quyền, tháo chạy hơn 3.000 dặm. Hắc Ma Đế Quân không ngừng tấn công, bạo kích Đế Hoàng lão tổ, quét ngang 5.000 dặm. 8.000 dặm, 1.000 dặm, cuồng đánh, cuồng ngược. Bọn hắn vượt qua mênh mông hoang dã, xuyên qua mênh mông rừng rậm, phá toái vũng bùn hồ triều, bay vào thành trấn, tiến đụng vào thánh tộc, hoàng tộc, lưu lại khe rãnh rộng chừng hơn 100 dặm, kéo dài 50.000 dặm, cũng lưu lại yêu thú cùng con dân từ rung động đến hoảng hốt. Ngay cả hoàng tộc cao ngạo đều đứng trong phế tích, mờ mịt nhìn hai bóng người trong nháy mắt biến mất. Thẳng đến sau 50.000 dặm, bị Đế Hoàng lão tổ bạo tẩu hơn 7.000 quyền, rốt cuộc cũng xem như thong thả lại sức, chiến khu rách mướp phun trào vô tận sinh cơ, bộc phát ra tự phù kinh khủng, dẫn động lôi kiếp tràn ngập đất trời. Nhưng, Hắc Ma Đế Quân đâu sợ lôi kiếp. Chiến khu thẳng tắp ngập trời chiến ý, nhấc lên thế công cuồng bạo, tuyệt thế thiên uy như tay thiên đế, chân áp dân chúng vạn vật, vạn đạo pháp tắc càng như lôi đình đi nhanh, bạo kích bốn phương tám hướng. Đế Hoàng lão tổ bộc phát toàn diện giống như hồi quang phản chiếu, trong lúc thoáng qua lần nữa bị nghiền ép. Bành bành bành, cuồng đánh, cuồng ngược. 6.000 dặm, 7.000 dặm, 8.000 dặm. Chương 3359 dã man trả thù 4. Trong phế tích bí cảnh, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Kiều Vô Hối gục ở chỗ này, toàn thân bò đầy xiềng xích tự phù giống như mạng nhện, toàn thân rách dưới, bạch cốt treo thịt nát, tương tự như đầu lâu. Các ngươi chịu khổ. Chúng ta, về nhà. Thiên hậu giơ cao ánh sáng cứu thục, làm dịu nổi đau đớn của bọn hắn, để bọn hắn tạm thời lâm vào mộng cảnh. Ý chí Đông Hoàng Như Ảnh cùng Kiều Vô Hối đau khổ kiên trì rốt cuộc cũng tan rã, ý thức trời đất quay cuồng, lâm vào trong mộng cảnh tươi đẹp. Giết! Thiên hậu thu hồi quyền trượng, âm thanh lạnh lùng như trời đông giá rét giáng lâm, tràn ngập đế thành. Giống! Hỗn độn cự mãng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra gào thét đinh tai nhức óc. 18 cánh thịt cuồng liệt chấn kích, hình thành 18 cỗ gió lốc tuyệt thế kinh khủng, như thần ma tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn đế thành. Đế thành cường đại nguy nga rộng rãi, đại biểu cho đế quốc trước mặt gió lốc tính hủy diệt, bị tách rời thất linh bát lạc. Giết! Khương Thương đạp vỡ đầu thần tôn dưới chân vang lên tiếng tạch tạch, bay thẳng lên trời, lao thẳng đến cường giả đế hoàng tộc chưa tỉnh hồn. Ngô Chính Uyên, Khương Diễm mấy người không chút khách khí. Triển khai đồ sát tàn nhẫn đối với đế hoàng tộc truyền thừa mấy chục vạn năm. Đế cung tràn ngập khí tức tôn quý rất nhanh biến thành địa ngục. Đối mặt với thần ma cường hãn, thậm chí là đế quân, sự chống cự của bọn hắn cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Đại thiên đế, cứu chúng ta. Đại thiên đế, đại thiên đế. Thiên nguyên đại thiên đế, chúng ta là đế tộc của ngài, ngài không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đế hoàng tộc kêu rên tuyệt vọng, thê lương tê khiếu. Bọn hắn không rõ, bọn cường giả kinh khủng này làm sao lại không chút kiêng kỵ xuất hiện ở Thiên Nguyên Tinh. Nơi này chính là hạch tâm Thiên Nguyên Tinh vực, càng là thân thể của Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Thiên Đế cho đi? Vì sao? Vì sao? Chẳng lẽ Đại Thiên Đế từ bỏ đế hoàng tộc bọn hắn? Đây là Đại Thiên Đế thỏa hiệp vị Thiên Đế thần bí kia sao? Đại Thiên Đế không sợ đắc tội Thương Thiên Chúa Tể sao? Đồ sát tàn nhẫn kéo dài nửa ngày. Người đế cung sống sót không đến 1/10, toàn bộ co quắp trong phế tích,
trong thi hài, run lẩy bẩy nhìn qua đám đồ tể kinh khủng. Đưa nhìn khắp toàn bộ đế thành, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, không có một chỗ công trình kiến trúc hoàn chỉnh. Bọn người Khương Diễm dạo bước các nơi đế cung cùng đế thành, lật tung địa tầng, lột ra bí cảnh, tùy ý lùng bắt lấy tất cả tài nguyên. Cho dù một cây linh thảo, đều không lưu lại cho bọn hắn. Cho dù một kiện vũ khí, cũng không buông tha. Cường giả bên trong đế hoàng tộc cùng đế thành hoảng sợ nhìn một màn này, nhưng không có bất kỳ kẻ nào dám can đảm ngăn trở. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng giá lạnh, một loại tuyệt vọng chưa bao giờ có, vứt bỏ. Bọn hắn bị thế giới từ bỏ. Bọn hắn bị thiên đế từ bỏ. Nơi này đã từng là nơi phồn hoa nhất thiên nguyên, giờ phút này lại là nơi bi thảm nhất. Cường thịnh cùng rách nát, vậy mà trong vòng nửa ngày ngắn ngủi hoàn thành chuyển biến. Sự kiêu ngạo của bọn họ, không chịu được một kích như vậy. Bọn hắn cường đại, suy nhược đáng thương như vậy. Bành! Một cỗ ma uy từ trên trời giáng xuống, đạp tan phế tích, xuất hiện ở sâu trong đế cung. Toàn thân hắc ma đế quân khuấy động khí tức bạo ngược, tiện tay ném ra đế hoàng lão tổ đã hấp hối. Toàn thân đế hoàng lão tổ rách dưới, xương cốt cơ hồ từng tấc xương thốn liệt, không có một chút hoàn chỉnh, ném ở nơi đó cơ hồ giống như bãi thịt nhão. Lão già, hào hào hưởng thụ quãng đời còn lại của ngươi. Thiên hậu giơ lên cứu thục quyền trượng, rơi xuống trên đầu đã vỡ vụn của đế hoàng lão tổ. Chỉ mong ngươi có thể nuốt trôi, ngủ cho ngon. Thương thiên, sẽ không, tha, các ngươi. Đế hoàng lão tổ mập mờ nói nhỏ. Chúng ta đang chờ hắn đi tìm cái chết. Thiên hậu giơ lên quyền trượng. Đi thiên mạch tinh, đồ thái thượng đế tộc. Hỗn độn cự mãng đong đưa thân thể ngàn dặm, chờ được tất cả mọi người. Nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong, xông về thiên mạch tinh bên ngoài ngàn vạn dặm. Toàn thân đế hoàng lão tổ dâng lên cường quang chói mắt, diễn biến ra phù chữ, sinh, tu dưỡng thân thể rách dưới. Hồi lâu, hắn gian nan chống thân thể lên, nhìn đế cung xung quanh bừa bộn rách nát, thi hài máu tươi khắp nơi trên đất, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Thiên nguyên, ta xxx nhà ngươi. Đế hoàng lão tổ trùng thiên giận dữ, giận chỉ bầu trời. Ở đây. Một tiếng nói phiêu miểu trống rỗng đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Trong lòng đế hoàng lão tổ run rẩy, gào thét đến miệng cưỡng bức ngừng lại. Thiên nguyên đại thiên đế hiện ra hư ảnh mơ hồ, đang nhìn đế cung sụp đổ xung quanh cùng đế thành thảm liệt. Đế hoàng lão tổ cố nén tức giận cùng không hiểu, hạ thấp thân phận hành lễ, sau đó cắn răng hỏi. Đại thiên đế, vì sao? Hư ảnh thiên nguyên đại thiên đế phiêu miểu mông lung, như thật như ảo, hành tẩu ở giữa gạch ngói vụn hài cốt. Chủ nhân viên tinh cầu này là ai? Là ngài. Chủ nhân của ngươi ai? Là ai? Là, an, là. Đế hoàng tộc hẳn là thận trọng suy nghĩ một chút. Trên trán đế hoàng lão tổ dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, há to miệng, lại nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn ở thiên nguyên tinh, nhưng đế hoàng tộc bọn hắn từ khai sáng đến kéo dài, đều nhờ vào thương thiên chúa tể đến đỡ. Mà địa vị cùng thực lực bây giờ thương thiên càng làm cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cho nên bọn hắn chân chính lòng cảm mến không phải thiên nguyên, mà là thương thiên. Thiên nguyên đại thiên đế đi tới phía trước tổ từ rơi xuống sau khi bị tung bay. Trải qua một nạn này, không biết đế hoàng tộc còn có thể khôi phục lại huy hoàng đã từng hay không, đáng tiếc chư vị tổ tông đế hoàng cố gắng bên trong 800.000 năm. Chương 3360 các cục thay đổi. Đế hoàng lão tổ run rẩy trong lòng. Trước đã hiểu thâm ý trong lời thiên nguyên nói. Đây là thiên nguyên đang suy nghĩ có để cho đế hoàng tộc trở lại đỉnh phong hay không, thậm chí đang suy nghĩ có để cho đế hoàng tộc tiếp tục làm đế tộc hay không. Mặc dù chủ nhân phía sau bọn hắn là thương thiên, thiên nguyên sẽ không tùy tiện trực tiếp hủy diệt, càng sẽ không cưỡng ép can thiệp đế hoàng tộc phát triển. Nhưng, trận kiếp nạn đột nhiên xuất hiện này trọng thương đế hoàng tộc, thiên nguyên không cần trực tiếp làm cái gì, chỉ cần lạnh nhạt đối đãi, bỏ mặc. Đế tộc khác đều có thể sẽ bắt lấy cơ hội đặc thù này, đối khởi xướng khiêu khích cùng xâm lấn thanh thế thật lớn đối với đế hoàng tộc. Dù sao, đế hoàng tộc ỷ vào bối cảnh thương thiên chúa tể, tộc bí mật liên hệ cùng thái thượng đế tộc cùng chí tôn đế, bình thường làm việc hơi có vẻ cường thế bá đạo, liên quan cũng không tính hòa thuận với các đế tộc khác. Đế hoàng tộc có thể chống đỡ được tự nhiên tốt nhất, gánh không được. Đế hoàng lão tổ âm thầm giật mình. Nếu thiên nguyên từ bỏ nơi này, thái thượng đế tộc cùng chí tôn đế tộc có khả năng lọt vào xâm lấn cùng trọng thương. Tam đại đế tộc bọn hắn đều đứng trước nguy cơ, cũng sẽ không thể lại cùng ủng hộ hai bên.
mà viện quân của Thương Thiên trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể nào tới đây. Đại Thiên Đế, ta! Mặt mũi Đế Hoàng Lão Tổ trắng bệch. Suy nghĩ thật kỹ, không nôn nóng. Thân ảnh Thiên Nguyên Đại Thiên Đế phiêu miểu dần dần mông lung, hoàn toàn biến mất. Hắn xác thực cố kỵ địa vị Thương Thiên tại vũ trụ, cho nên từ đầu đến cuối đều là tư thái bỏ mặc cho đế tộc cường hãn này thống ngự 10 vạn dặm cương vực, 20 tỷ con dân. Kỳ thật hắn có thể tiếp nhận những thiên đế cùng các chúa tể tinh cầu khác thiết trí phân bộ ở chỗ này, dù sao cũng là mở ra tinh vực, hải nạp bách xuyên. Cũng chính là bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều phân bộ thiên đế cùng chúa tể, để thế cục thiên nguyên tinh vực trở nên vô cùng phức tạp, không có người nào dám hủy nơi này. Nhưng, trực tiếp bố trí ba cái siêu cấp đế tộc giống như Thương Thiên thế này, vẫn là một người duy nhất. Mà, ba đế tộc ở giữa bù đắp nhau, bí mật hợp tác, kéo dài cường thịnh phát triển, đến bây giờ đã cực kỳ cường đại, còn bí mật nắm trong tay rất nhiều thần tộc cùng thương hội. Hắn vô cùng để ý, nhưng không có lấy cớ thích hợp, thực sự không tiện cưỡng ép can thiệp. Nếu không không chỉ có Thương Thiên tức giận, thiên đế cùng chúa tể những tinh cầu khác đều có thể hoài nghi, có phải Thiên Nguyên thay đổi thái độ hay không, lập tức rút về phân bộ của mình. Như thế này địa vị cùng lực ảnh hưởng Thiên Nguyên tinh chỉ sợ cũng sẽ gặp phải chất vấn nghiêm trọng. Bây giờ, không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Hắn có thể mượn dùng ta của viên thiên đế tinh cầu kia, trọng thương tam đại đế tộc, sau đó lợi dụng quá trình tam đại đế tộc trùng kiến, triển khai thẩm thấu cùng khống chế. Trước khi hỗn độn cự mãng rời khỏi Thiên Nguyên tinh, xôi trào một lát trong hỗn độn hư không, tìm được tòa Thiên Nguyên cung điện thần bí, hạ xuống số lượng lớn linh bảo, tinh thạch, di hài. Đây là tẩy sạch tài phú đế cung cùng đế thành siêu tập. Tài phú cùng tài nguyên đế hoàng tộc tích lũy 800.000 năm, toàn bộ đều bị cuốn đi. Cường tộc thương hội bên trong đế thành góp nhặt tài nguyên, một kiện không để thừa. Dựa theo Khương Phàm cùng Thiên Nguyên thương lược, phân chia 5 năm. Thiên Nguyên đệ nhất đế quốc, huy hoàng 800.000 năm cường thịnh phát triển, tài phú cùng tài nguyên tuyệt đối là khủng bố. Cho dù là Thiên Nguyên đại thiên đế đều thèm nhỏ dãi không thôi. Mặc kệ dùng để tầm bổ mình, hay để đỡ hắn những đế tộc lệ thuộc trực tiếp kia đều rất không tệ. Hỗn độn cự mãng huy động 18 cánh thịt, nhấc lên cuồng phong thao thao bất tuyệt, rời khỏi Thiên Nguyên tinh, xông về Thiên Mạch tinh. Thái thượng đế tộc, một trong tam đại đế tộc toàn tinh vực. Nơi này là vùng đất triều thánh của luyện đan sư cùng luyện binh sư. Nơi này hội tụ luyện đan sư cùng luyện binh sư cấp cao nhất toàn tinh vực. Nơi này nắm trong tay tiêu thụ 1/5 đan dược và binh khí toàn tinh vực. Nơi này cam đoan quy luật truyền kỳ ngàn năm luyện tạo một viên thần đan, ngàn năm rèn đúc một kiện thần binh, càng làm cho cường tộc toàn tinh vực phụng nơi này làm thần đàn. Nhưng, chính là một nơi có địa vị trí cao vô thượng, ảnh hưởng đến toàn tinh vực phát triển như vậy giờ phút này lại bị Thiên Nguyên tàn nhẫn, từ bỏ. Khi hỗn độn cự mãng chờ Thiên Hậu và các đại đế cùng thần ma giáng lâm thái thượng đế tộc lập tức lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn thất kinh thôi động pháp trận. Nhưng, vạn ức dân chúng toàn tinh vực tôn sùng nơi này dài đến mấy chục vạn năm đã để nơi này trở thành tuyệt đối tịnh thổ, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xảy ra nguy hiểm, càng không có gặp phải qua uy hiếp gì. Cứ việc bên trong thái thượng đế tộc có bảo vệ giả, cũng có pháp trận, nhưng đứng trước tuyệt vọng như vậy giáng lâm, bọn hắn phản kích cùng dãy dụa lộ ra non nớt vô lực. Bọn hắn cuồng loạn la lên Thiên Nguyên. Nhưng, Thiên Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn đồ sắt phía dưới, không có bất kỳ cái thương hại và viện trợ. Giết cho ta. Mang ra Hồng Hoang Thiên Long cùng Huyền Vũ. Tìm kiếm di cốt Hồng Võ Đế Quân đi ra cho ta. Thiên Hậu lạnh lùng ra sát lệnh vang vọng dãy núi, như hàn phong lạnh thấu xương, hồi hộp tất cả người canh giữ. Hống 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 hống. Hỗn độn cự mãng hoành hành 500 dặm thái thượng bí cảnh, phá hủy tất cả hỏa diễm, thôn vệ lấy tất cả dược sơn, không chút kiêng kỵ hoành hành tạo thành tử vong kinh khủng. Số lượng lớn luyện đan sư cùng luyện binh sư chết thảm ở trong tấn công mạnh giống như thiên băng địa liệt. Chương 3361 Cực Lạc Thế Giới 1. Bọn người Khương Diễm Sung làm nhân vật thổ phỉ, điên cuồng đào xới linh bảo cùng đan dược, vơ vét lấy đan thư cùng sách luyện binh nơi này. Những mật thất đan dược cùng mật thất vũ khí mà thái thượng đế tộc dùng trọng binh chấn giữ, tuyệt đối không mở ra ngoài, không chút huyền niệm lọt vào xem trọng. Đó là cơ sở bọn họ phát triển, đó là vốn liếng bọn họ kiêu ngạo, đó là bí mật bọn họ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Người canh giữ liều chết chém giết, nhưng sao có thể gánh vác được bọn người Khương Diễm tàn phá. Rốt cuộc các người đã đến, ta cứ nghĩ Khương Phàm tên hỗn đản kia không cần ta nữa.
thời điểm đại vương được Ngô Chính Nguyên đẩy ra ngoài từ bên trong luyện lô của luyện đan sư, đã bị tươi sống luyện nguyên một năm. Các luyện đan sư hoàn toàn dùng hắn làm bảo dược, không ngừng liên tục hấp thu đế huyết, tinh luyện lấy tinh hoa mai rùa. Rốt cuộc cũng thấy được người thân, hắn khóc tại chỗ. Lang thang hư không dài đến mấy năm đã để hắn chịu đủ tàn phá, cơ hồ bị xem như đồ ăn, nuôi nấng đám hỗn đản kia. Sau khi đi đến cái tinh cầu không biết này, không đợi chậm rãi khôi phục, trực tiếp bị nhét vào bên trong luyện lô, bắt đầu kéo dài dung luyện. Đau đớn, mê mang, tra tấn để hắn ba phen mấy bận đều muốn sụp đổ. Nếu như không phải trong ý thức còn chút huyễn tưởng đối với Khương Phàm, hắn chỉ sợ sớm đã hủy diệt bản thân. Cho ta thuốc, cho ta thuốc. Hồng Hoang Thiên Long thoát khốn khỏi lãnh địa luyện binh sư, chiến khu còn sót lại hài cốt phát ra tức giận gào thét. Đám xúc sinh trời đánh, dám hủy đi xương cốt ta, ta muốn sống nuốt các ngươi. Bên trong gào thét tràn ngập bạo ngược cùng bi phẫn, cơ hồ muốn lật tung trời cao. Tất cả nơi này đều là khu vực săn bắn của ngươi, thỏa thích giết đi. Khương Thương rơi xuống trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, khuấy động tự nhiên chiều dâng diễn biến ra khí tức sinh mệnh mênh mông, bao phủ lấy Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt đong đưa, phát ra gầm thét khàn giọng, dã man nhào về phía đám luyện binh sư đang hoảng sợ. Bọn người thiên hậu ở chỗ này trọn vẹn tàn phá bừa bãi hai ngày hai đêm, toàn bộ dẹp yên vạn dặm dãy núi xung quanh Thái Thượng Đế tộc, tất cả linh vật nhìn thấy đều bị cuốn đi toàn bộ. Hồng Hoang Thiên Long điên cuồng phát tiết, luyện binh sư cùng luyện đan sư hưởng thụ địa vị tôn quý toàn tinh vực, may mắn còn sống sót không đủ một phần năm. Đây không chỉ là thiên mạch tinh tổn thất, càng là tổn thất to lớn của toàn tinh vực. Nhưng, Thiên Nguyên từ đầu đến cuối đều đang lạnh lùng nhìn. Phân chia 5 năm, hỗn độn cự mãng phóng tới hỗn độn hư không, lưu lại số lớn đan dược vũ khí cùng linh bảo. Thiên Hậu nhắc nhở, đừng quên cứu nữ hài nhi kia. Thiên Nguyên đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, mở ra hai tay, bắt đầu vận chuyển nhân quả pháp tắc thiên mạch tinh, thôi diễn tìm kiếm một nữ hài, muội muội của Lý Dần. Đây là một chuyện nhỏ ngoài định mức thỉnh cầu khi Khương Phàm cùng hắn thương lượng. Lý Dần, Lý Mật, tại thời điểm hỗn độn cự mãng nhào về phía thiên tổ tinh, chân thân Khương Phàm sau khi rút lui đã gặp mặt Tần Diễm. Mặc dù đã gặp mặt, nhưng vẫn muốn giới thiệu lần nữa. Ta, Khương Phàm, hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Tinh cầu bị nô dịch trăm vạn năm, rốt cuộc cũng thức tỉnh. Bên trong trăm vạn năm, hắn không ngừng điều động phân thân giáng lâm. Chém giết đại đế bên trong, cướp đoạt giới nguyên bên trong. Thế giới mỗi lần đều dâng lên phản kích, nhưng mỗi lần đều lọt vào trấn áp. Cho tới bây giờ, thế giới rốt cuộc cũng thắng. Vì chống cự Thương Thiên tiếp tục trấn áp, ta tiếp quản toàn bộ pháp tắc thế giới, cùng tinh cầu hòa làm một thể. Khương Phàm giải thích thân phận cùng tình huống của mình. Hai bộ phân thân Tần Diễm trao đổi ánh mắt, đều lộ ra biểu tình quái dị. Hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Rốt cuộc cũng. Mẫu thân nó, tìm tới, dễ má tên hỗn đản kia. Thương Thiên xuất hiện rất đột nhiên, phụ thân ban đầu còn đang kỹ càng điều tra qua, chỉ không có bất kỳ manh mối gì. Rốt cuộc cũng, mẫu thân nó, tìm tới, nơi tên hỗn đản kia sinh ra giống như bí mật tạo tinh cầu. Thương Thiên cách mỗi một thời gian liền có thể thông qua phân thân đi sáng tạo tinh cầu, không lâu sau đó không hiểu thấu biến thành tinh cầu đế cấp, cái này khiến vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Người phân liệt tinh cầu, không phải không được, nhưng người mẫu thân nó 100.000 năm một cái, 100.000 năm một cái, còn giấu như mẫu thân nó đẻ trứng, quá nhanh đi. Người càng không ngừng phân liệt tinh cầu, không phải không được, nhưng thành hình liền trực tiếp là thiên đế cấp, ai cũng chịu không được. Người tạo nên tinh cầu cấp thiên đế, cũng không phải không được, nhưng người tiếp tục phân liệt, vậy mà không có phân hư mình, ngược lại mạnh hơn, cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Tình huống phân liệt tinh vực mình sáng tạo như thế này, vũ trụ mịt mờ, duy nhất chỉ có hắn. Thương Thiên là hiện tượng kỳ quái, đã trở thành bí mật cấp vũ trụ, làm cho vô số cường giả tranh nhau thôi diễn. Thậm chí bởi vì kỳ tích khó có thể hiểu được này, Thương Thiên Chúa Tể được phong làm truyền kỳ vũ trụ, là truyền thừa giả vũ trụ. Tên kia không biết xấu hổ cũng tuyên dương mình như thế. Thì ra, hắn cất giấu một hành tinh mẫu thân cấp thiên đế đồng căn đồng nguyên. Còn không để ý tiêu hao nghiền ép cùng hấp thụ uy lực giới nguyên. Tần Diễm thứ năm tức giận nói. Ta nói tên kia giả thần giả quỷ lừa gạt, Tần Hạo ngu ngốc còn không tin. Tần Diễm đầu tiên ha ha cười lạnh. Không cẩn thận mở ra một bí ẩn cấp vũ trụ, ta muốn tin tức truyền cho chân thân,
để hắn gặp được Tần Hạo, tên thức trang bức kia khoe khoang một hồi. Ha ha, cũng có thời điểm hắn tính sai. Chương 3362 Cực Lạc Thế Giới 2. Phân thân Thương Thiên tự bạo, hẳn là đang truyền lại tin tức cho chân thân Thương Thiên. Ta muốn Thương Thiên Chúa Tể cũng đã phái ra phân thân hoàn chỉnh cấp tinh cầu, có thể là một viên, cũng có thể là hai viên. Mặc dù ta tiếp quản tinh cầu, nhưng so với những phân thân hoàn chỉnh kia, có lẽ vẫn thua sút chút ít. Thế giới của ta đã trải qua rất nhiều tiêu hao, cũng không kịp cường thịnh như thế giới của bọn hắn. Không biết các người có hứng thú không, các người mời chân thân đi theo ta, cùng một chỗ đánh một trận phục kích chiến. Nếu như là hai bộ phân thân Thương Thiên, sau khi thắng, chúng ta một người một cái. Khương Phàm mỉm cười phát ra lời mời. Đây quả thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Trước đó nhức đầu nhất chính là như thế nào từ trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm tung tích chúa tể Tu La. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn gặp con trai Tu La. Cũng thật may mắn không có trở mặt ở Thiên Võ Tinh, nếu không. Bây giờ hắn chỉ sợ ngay cả muốn khóc đều sẽ có. Phân thân thứ năm nói. Đánh thiên đế tinh cầu của Thương Thiên, chúng ta nghĩa bất dung từ. Nếu có hy vọng làm bạo một cái, chúng ta định dốc hết toàn lực, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Về thời gian chỉ sợ không kịp, phụ thân nhàn nhức cả trứng, chạy đến biên giới vũ trụ tìm kiếm tiên cổ kỷ nguyên trong truyền thuyết. Chân thân chúng ta, ân, cũng là nhàm chán, liền ngủ mất. Bọn hắn cách nơi này không biết mấy ngàn ức, đừng nói 10 năm, 100 năm đều tới không được. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây chẳng phải là bảo hoàn toàn không giúp được gì. Tần Diễm đầu tiên càng tiếc nuối, đây chính là cơ hội tốt khó có được. Thiên đế cấp tinh cầu rời khỏi hành tinh mẫu thân. Viễn độ vũ trụ tới lại đụng phải tên điên nóng lòng báo thù, thật có hy vọng làm bạo một cái. Nếu như có thể làm bạo một cái siêu cấp tinh cầu, phần vinh quang này. Không chừng có thể rửa sạch sai lầm hắn phạm phải, để lão phụ thân hắn phóng suốt chân thân. Chấn mấy trăm ngàn năm, nghẹn điên rồi. Lúc này, con mắt Tần Diễm thứ năm đi lòng vòng, muốn nói điều gì, nhưng không có há mồm. Khương Phàm quan sát đến Tần Diễm thứ năm. Trận chiến này đối với thế giới chúng ta mà nói, thật sự là cực kỳ quan trọng. Nếu như gánh vác, ta có thể hấp thu năng lượng bọn hắn, làm cho cả thế giới khôi phục cường thịnh, cũng có thể có tư cách nghênh đón phân thân khác. Nếu như gánh không được, cả viên tinh cầu đều sẽ bị khống chế, bị kéo về Thương Thiên tinh cầu, hấp thu tài nguyên chủ hoạch kiến lập phân thân thứ 10 của hắn. Nếu Thương Thiên Chúa Tể quả như tạo nên viên tinh cầu thứ 10, thực lực tổng hợp nhất định đạt tới trình độ vô tiền khoáng hậu. Tần Diễm đầu tiên đập một bàn tay vào trên đầu Tần Diễm thứ năm, thanh thủy oanh minh như thiên thần rèn sắt, vang vọng vũ trụ. Trong mắt ngươi quay tròn chuyển cái gì, ngươi có chuyện ngược lại nói ra đi. Tần Diễm thứ năm nắm chặt nắm đấm, cố nén xúc động đánh bay hắn, nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một chỗ, ngươi vừa mới tiếp quản thế giới của ngươi lại bị hấp thu trăm vạn năm, hoàn toàn không phải đối thủ của phân thân kia, đừng nói hai cái, một cái đều không lại. Đánh tan ngươi, nếu quả thật đến hai cái, tuyệt đối có thể trấn áp ngươi. Chân thân chúng ta không tới được, nhưng... Tần Diễm đầu tiên đi lên lại tát một cái. Người mẫu thân nó lại học Tần Hạo ngu ngốc kia, nói chuyện đứt quãng, giả trang thâm trầm cái gì. Tần Diễm thứ năm gầm thét. Người mẫu thân nó lại học cậu, động một chút lại đánh sau gáy người ta, lại đụng ta một chút, ta chấn choáng ngươi. Khương Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại hai vị anh hùng. Chúng ta nói chuyện chính sự. Giữ một khoảng cách với ta. Tần Diễm thứ năm gầm thét như sấm, chấn động đến màng nhĩ Khương Phàm đều ông ông. Tần Diễm đầu tiên sôi trào khí thế, chỉ vào gầm thét. Ở đâu ra nói nhảm, mau nói. Thô lỗ. Còn thô lỗ, ngươi lưu lạc thâm không mấy trăm ngàn năm, học được văn nhã rồi. Cút sang một bên. Mắng nữa mắng mạnh đấy, đổi lấy ngươi trấn thủ thiên nguyên. Bây giờ thế cục thiên nguyên phức tạp. Dực thần tộc cần đế cấp chấn thủ, ngươi vừa vặn phù hợp. Ta là đệ nhất phân thân, ta và ý thức chân thân liên hệ mạnh nhất, có tin ta bây giờ liên hệ hay không? Ngươi liên hệ cái dám, trăm tỷ dặm thâm không, ngươi có thể liên hệ đến, sau đó ta chạy chổng vó mới đến được. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Chính sự, Tần Diễm thứ năm ồm ồm nói. Khoảng cách thiên nguyên hơn 3 tỷ dặm, có một chỗ cấm khu vũ trụ. Sắc mặt Tần Diễm đầu tiên đột nhiên nghiêm trọng. Hơn 3 tỷ, không phải hơn 5 tỷ dặm sao? Ngươi đừng nói cho ta, hắn đang di động hướng về thiên nguyên. Tần Diễm thứ 5 nói. Một mực đang di động,
chỉ là phương hướng hơi thay đổi từ 50 vạn năm trước xuất hiện, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng 500 ngàn năm, không sai biệt lắm rời mười mấy hai tỷ dặm. Khương Phàm chú ý tới sắc mặt bọn hắn không bình thường, hỏi. Vũ trụ cấm khu nào? Một trong 9 đại cấm khu, cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới, đây là sinh mệnh cấm khu. Đó là tương đối cực lạc, cũng là tương đối tà ác. Ngươi chưa nghe nói qua cực lạc thế giới sao, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không hiểu biết gì với thế giới bên ngoài? Ta mây thiên thạch cách nơi đây khoảng 5 tỷ dặm, bên ngoài là mây thiên thạch mênh mông mấy trăm triệu lực, bên trong là mấy ức dặm hư không, phạm vi 1 tỷ dặm. Nếu như không phải săn giết thương thiên, chúng ta cũng không biết bên ngoài thế giới còn có thế giới. Khương Phàm nghe Yêu Đồng giới thiệu qua mấy cấm khu, nhưng không có nói tới cái gọi là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là một trong 9 đại cấm khu, tồn tại thời gian vô tận, không có người nào biết bao nhiêu năm, càng không biết nguyên nhân cụ thể hình thành. Chương 3363 cực lạc thế giới 3. Nhưng, ở trong đó chiếm cứ một cỗ cực kỳ lực lượng ý thức thần bí đến chúa tể cấp tinh cầu cũng không nguyện ý đụng vào, thiên đế cấp tinh cầu càng kiêng kỵ. Ví dụ như người đi, nếu như người bị hắn tiếp cận, hoặc là may mắn chạy trốn, hoặc là bị hắn khống chế. Ngay cả ta đều có thể khống chế. Ta mặc dù hiểu biết vũ trụ không nhiều, nhưng tinh cầu cấp thiên đế, hẳn là cấp 6 đỉnh phong, vũ trụ mịt mờ đều không có mấy cái. Thiên đế cấp tinh cầu là rất ít, nhưng đó là cấm khu, lực ảnh hưởng có thể so với chúa tể. Thiên nguyên đại thiên đế thì sao? Có thể bị khống chế không? Thiên nguyên so với người còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta cam đoan, cực lạc thế giới nếu như tới gần thiên nguyên thế giới 2 tỷ dặm. Thiên nguyên lập tức có thể biểu diễn cho ngươi tốc độ cực hạn của đại thiên đế rốt cuộc có bao nhanh. Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, hồi lâu mới nói. Ngươi nói hắn là ý thức vấn đề năng lượng, không có thực thể sao? Cơ thể chỉ là tạm thời, ý thức mới có thể vĩnh tồn. Hắn đã sớm không biết bao lâu thực thể bỏ qua. Lấy ý thức năng lượng của hắn, muốn thể nghiệm cơ thể, trực tiếp đi đến trong ý thức cường giả nào đó, muốn thể nghiệm cảm giác làm tinh cầu. Cũng có thể tùy tiện tiếp quản thế giới nào đó. Cực lạc thế giới là nơi dạng gì? Một mảnh mây thiên thạch siêu cấp phạm vi đạt tới mấy ức dặm. Số lượng thiên thạch nhiều hơn ngàn vạn, trong thiên thạch còn có rất nhiều cấp 3 tinh cầu cùng tinh cầu thần cấp. Tần Diễm thứ 5 đột nhiên nói. Ngươi nói chỗ ngươi trước đó ở, bên ngoài là mây thiên thạch, bên trong là hư không. Cách nơi này hơn 5 tỷ dặm. Đúng vậy, thế nào? Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác. Tình huống các ngươi không sai biệt lắm cực lạc thế giới. Trách không được các ngươi nơi đó từ đầu đến cuối không ai dám đi, chỉ sợ rất dễ dàng hiểu lầm thành là cực lạc thế giới. Không thể không nói, thương thiên có thể ẩn tàng ở thế giới của các ngươi, không ngừng liên tục đến hấp thu nguyên lực, quả thật có chút điều kiện khách quan. Tần Diễm thứ 5 lắc đầu, rung động thương thiên thật may mắn, tiếp tục nói. Tình huống cụ thể bên trong cực lạc thế giới, chính là chơi trò chơi. Trò chơi. Không phải trò chơi nhỏ ngươi hiểu, mà là trò chơi quy mô thế giới. Cực lạc thế giới thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra, tiếp nhận đám mạo hiểm giả trong vũ trụ đi theo cuộc chơi của hắn. Người thắng cuối cùng có thể trực tiếp mang đi ban thưởng, cũng có thể hướng hắn cầu nguyện. Kẻ thất bại, chết. Có thể nói rõ chi tiết nói sao, chơi trò chơi gì không? Vậy phải xem tâm tình của hắn. Chơi trò chơi ở đâu? Bên trong thế giới thần cấp của hắn. Hắn có thể thao túng ý thức người dự thi, giao phó năng lực đặc thù nào đó, đóng vai một loại nhân vật nào đó trong thế giới hắn diễn biến. Ví dụ như nói, ta gặp được một người sống sót, hắn giới thiệu qua hắn tham gia trò chơi. Ý thức tất cả người dự thi bị rút ra, rót vào bên trong một ít chứng thú vật sắp ấp, ném tới thế giới hồng hoang vừa mới bắt đầu diễn biến, để bọn hắn từ lúc phá xác bắt đầu dựa theo quy tắc phức tạp tự do trưởng thành. Mỗi khi hoàn thành hạng nhiệm vụ nào đó, liền cho phần thưởng nhất định. Đồng thời cho mỗi người dự thi khóa lại khí vận những quốc gia trong tinh cầu thần cấp nào đó, để giữa các quốc gia lại bắt đầu toàn diện hỗn chiến. Mỗi khi người dự thi hoàn thành một hạng nhiệm vụ, thực lực tổng hợp quốc gia sở thuộc sẽ tăng lên một cấp bậc. Nếu như người dự thi chết, hoặc không hoàn thành hạng nhiệm vụ nào đó, quốc gia bị khóa lại sẽ diệt vong. Người dự thi thắng, quốc gia khóa lại sẽ trở nên cường thịnh cường đại, thống ngự tinh cầu. Nếu như quốc gia nào đó bị càn quét trong hỗn chiến, người dự thi chịu ảnh hưởng, cũng sẽ tử vong. Khương Phàm nghe được nhíu mày, khai chiến quốc gia, khóa lại cùng vận mệnh người dự thi. Đây quả thực là đánh mất nhân tính, hắn khống chế tinh cầu coi là quân cờ đồ chơi.
Nhưng, sống thời gian vô tận, đâu còn có cái gọi là nhân tính. Hắn chính là thấy chơi vui, thậm chí là giết thời gian. Tần Diễm đầu tiên cũng nói. Ta còn nghe qua trò chơi rất có ý tứ từ Dực Thần tộc nơi đó. Ý thức cực lạc chủ nhân đã từng cuồn cuộn trăm ước dặm vũ trụ, ngẫu nhiên kéo ra 13 sợi linh hồn của người sắp chết từ tinh vực khác nhau, rót vào trong thân thể 13 người nào đó vừa mới chết trong thế giới thần cấp. Tất cả đều là ngẫu nhiên, giữ vững công bằng tuyệt đối. Sau đó thông qua cho bọn hắn năng lực đặc biệt, để bọn hắn nghịch thiên mà đi trong thế giới kia. Cực lạc chủ nhân tựa như là nuôi sủng vật, nhìn xem tất cả kinh lịch của bọn hắn, tâm tình tốt thì cho người đó mấy cái cơ duyên, tâm tính không tốt thì tạo vài kiếp nạn cho người đó. Dẫn đầu đạt tới đỉnh phong, chính là người thắng, mà người khác. Toàn bộ xem như phế vật, bị xóa đi. Khương Phàm lần nữa nhíu mày, đây quả thực là chơi, phát huy đến cực hạn, thậm chí đến trình độ tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ không sợ hủy đi thế giới thần cấp hắn dưỡng dục sao? Hay là nói, hủy đi liền hủy đi, một lần nữa tìm kiếm qua, tiếp tục khống chế. Cực lạc chủ nhân này rốt cuộc là tùy hứng, hay là khủng bố? Tần Diễm thứ năm nói. Ngươi nói trận trò chơi kia, ta biết, trong vũ trụ quả thật từng quan tâm chú mục với trò chơi kia, 13 tinh cầu thần cấp, 13 cố sự truyền kỳ, người thắng cuối cùng từ nơi đó trực tiếp mang đi một tinh cầu thần cấp, cuối cùng còn diễn biến thành tinh cầu cấp thiên đế. Tên của hắn gọi Đường Diễm, giống như tên của chúng ta, chỉ là tính cách hơi có vẻ quái đản. Ta nhớ phụ thân còn tiếp xúc qua hắn, mà hình như hắn còn duy trì liên hệ cùng cực lạc chủ nhân. Chương 3364 bí mật tầng sâu của Khương Phàm 1. Không được. Khương Phàm quả quyết từ chối, ngay cả nguyên nhân cũng đều không có nói. Hắn tuyệt đối không thể nào lấy sống chết của người yêu ra đặt cược. Cho thiếp một cơ hội, hỗn độn linh hầu hại rất nhiều người, thiếp thay nó chuộc tội. Không thể nào trách linh hầu, kẻ cầm đầu là hắc độc. Đừng có lại đề nghị về vấn đề này, khoảng cách thương thiên tới còn chừng 10 năm. Chúng ta có đầy đủ thời gian cân nhắc đối sách. Khương Phàm ngưng tụ ý thức, nhìn về phía Thiên Nguyên Tinh xa xôi. Thiên Nguyên Điện. Ý thức thể Khương Phàm gặp được Thiên Nguyên. Làm giao dịch với ngươi. Lúc này Thiên. Nếu như liên quan tới Thương Thiên coi như xong. Khương Phàm bất đắc dĩ, đây là sợ thật, hay là đạm bạc thật. Trước hết nghe ta nói xong đã. Thiên Nguyên không nể mặt mũi. Không cần phải nói. Có một số việc không phải nói một chút thì có thể thay đổi. Ta chỉ cho ngươi con đường sáng, theo sát Tần Diễm, tìm kiếm chúa tể Tu La. Ngươi hoàn toàn không cần thiết, không phải 10 năm sau nghênh chiến phân thân thương thiên, hoàn toàn có thể tìm được chúa tể Tu La, từ từ phát triển, lại tìm kiếm báo thù. Khương Phàm nói, thương thiên không biết tình huống cụ thể của ta, chính là thời cơ tốt nhất để phục kích, cũng là duy nhất để ta có thể thôn phệ bọn hắn, nhanh chóng tăng thực lực lên. Càng có thể mượn cơ hội này, trọng thương thương thiên tinh vực. Bỏ qua cơ hội, chờ thương thiên biết ta đã hóa hình, còn cùng hài tử Tu La có liên quan với nhau, sau đó hắn toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không lại cho ta cơ hội phản kích. Trong thế giới vũ trụ mạnh được yếu thua, nếu như ta cũng không đủ thực lực, Tu La sẽ chỉ coi ta là quân cờ, tùy tiện sử dụng, nhưng nếu như ta đủ cường đại, Tu La mới có thể chân chính động tâm, khai chiến cùng thương thiên. Thiên Nguyên lắc đầu. Nguyên nhân vẫn là vừa mới hóa hình, đối với quan niệm thời gian dừng lại tại vấn đề mấy tháng mấy năm. Theo tinh vực bọn hắn thấy, thời gian vô hạn, bỏ lỡ cơ hội trước mắt, sau này còn có thể có nhiều cơ hội hơn, vẫn là nên giấu đi từ từ trưởng thành là tốt nhất. Khương Phàm nói, thân phận ta đặc thù, thương thiên tuyệt đối không thể nào buông tha, nếu như ta bỏ qua cơ hội lần này, hắn sẽ không tiếc cái giá, truy nã đuổi bắt toàn vũ trụ. Ta không hy vọng mấy trăm năm. Mấy ngàn năm hay mấy vạn năm sau ta đều ở trong đào vong. Ta, nhất định phải chủ động xuất kích. Ta, nhất định phải thắng. Thân phận ta càng đặc thù, càng không có khả năng tùy tiện giúp ngươi. Mặc dù ngươi bất chấp nguy hiểm, nhưng chỉ cần có bỏ ra, hồi báo sẽ là gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như ta thắng, cam đoan thay ngươi tìm kiếm 5 viên tinh cầu cấp đại đế, để cho Thiên Nguyên tinh vực ngươi thập tinh vần quanh, trở nên càng mạnh càng vững chắc. Nếu như ta thắng, ta có hy vọng biến đổi đến vấn đề chúa tể, còn có thể liên hợp cùng chúa tể Tu La, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ngươi tổ kiến 3 bên liên minh. Sau này trong vũ trụ mịt mờ này, tất cả tinh cầu đều phải tôn trọng ngươi, không có bất kỳ cường giả nào dám mạo phạm ngươi. Thiên Nguyên mỉm cười, nhìn Khương Phàm dõng dạc trước mặt, tựa như là nhìn hài đồng non nớt. Mặc dù ngươi là tinh cầu thiên đế cấp,
nhưng ngươi đối với vũ trụ cùng quy củ bên ngoài, thật sự không có bất kỳ sự hiểu rõ nào. Thập tinh vần quanh, ngươi cũng đã biết, số lượng tinh cầu mà tinh cầu thiên đế cấp khống chế là có hạn định nghiêm ngặt. Bình thường mà nói, chính là 3 viên, trừ phi tình huống đặc biệt, giống ta như thế này, có thể mở rộng đến 5 viên, lại đặc thù hơn nữa cũng chỉ có thể tới 6 viên. Nếu như vượt qua 6 viên, chẳng khác nào phóng thích tín hiệu với toàn vũ trụ, ta phải hướng khởi xướng đánh sâu vào tinh cầu cấp chúa tể. Để đáp lại, tinh vực này tương nghênh tiếp tất cả tinh cầu xung quanh khiêu chiến. Mấy trăm vạn dặm này, có một cái ngoại lệ duy nhất, đó chính là chúa tể Thương Thiên. Tinh cầu hắn trưởng khống, đều là phân thân của hắn, cũng đều là đột ngột biến thành thiên đế cấp, mà cường thế hiếu chiến, chấn nhiếp tất cả cường địch mưu toan khiêu chiến, cuối cùng lột xác thành cấp chúa tể. Khương Phàm khẽ nhíu mày, trong vũ trụ còn có hạn chế như thế. Thiên Nguyên nói, về phần vấn đề chúa tể ngươi nói, ha ha, người đó, thật sự là ngây thơ. Ngươi biết muốn trùng kích tinh cầu cấp chúa tể, độ khó lớn bao nhiêu không? Đó cũng không phải 2-3 phân thân Thương Thiên mà ngươi bắt lấy liền có thể làm được. Bất luận là tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, tinh cầu đại đế cấp, hay là tinh cầu thiên đế cấp chúng ta, từ vấn đề quy hoạch tinh cầu đến xem, đều thuộc về tinh cầu cấp 6. Tinh cầu cấp chúa tể thì thuộc về tinh cầu cấp 7, kém một cấp bậc. Dùng hệ thống võ giả mà nói, tương đương với thánh cảnh cùng thần cảnh cùng đế cảnh khác nhau. Vũ trụ mịt mờ trăm tỷ dặm, thời không huy hoàng ước vạn năm, mới ra mấy chúa tể. Ngươi cho rằng ngươi là Thương Thiên, hay là Tu La sao? Mặc dù truyền kỳ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng đều là vũ trụ lắng động thời gian vô tận sau đó hậu tích bạc phát, nếu đột nhiên xuất hiện hai chúa tể Thương Thiên cùng Tu La, chẳng khác nào hao hết tiềm lực vũ trụ, mấy triệu, thậm chí là ngàn vạn năm sau, vũ trụ đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ không lại sinh ra kỳ tích. Ta không muốn đả kích ngươi, nhưng, nếu như mục tiêu của ngươi là trùng kích chúa tể, vẫn là nên sớm từ bỏ đi. Khương Phàm lại bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng đều nói tới trên phần này, vẫn nhắm mắt nói. Thương Thiên thoát thai từ tinh cầu của ta, vậy mà có thể lột xác thành chúa tể. Dựa dẫm vào giới nguyên ta tùy tiện hấp thu liền có thể thôi hóa bước phát triển tinh cầu thiên đế mới. Chẳng lẽ cái này không phải từ bên cạnh nói rõ, tinh cầu của ta, tự thân đã mang theo tiềm lực trùng kích chúa tể. Vừa nói ra lời này, đến phiên Thiên Nguyên á khẩu không trả lời được. À, tựa như là có chuyện như vậy. Chương 3365 bí mật tầng sâu của Khương Phàm 2. Thương Thiên không ngừng phân liệt phân thân, không ngừng tạo nên tinh cầu, còn có thể cực hạn thăng hoa đến thiên đế cấp, tình huống này không thể tưởng tượng, khó có thể hiểu được, cũng thủy chung là đỉnh cấp bí mật trong vũ trụ. Sau khi gặp được Khương Phàm, mới biết được nguyên nhân là hành tinh mẫu thân. Nhưng, cẩn thận, xâm nhập ngẫm lại, có thật sự chỉ là như vậy không? Viên tinh cầu này rốt cuộc là dạng tiềm lực gì lại có thể tiếp tục rót nguyên lực thiên đế cấp vào phân thân Thương Thiên? Chẳng lẽ, Thiên Nguyên nhìn Khương Phàm, lại nhìn sâu trong vũ trụ mịt mờ, bỗng nhiên có loại ý nghĩ kỳ diệu. Chẳng lẽ, vẫn thạch hoang mạc, cấm khu hư vô bên ngoài 5 tỷ dặm kia, tạo nên không chỉ đơn giản là tinh cầu thiên đế cấp. Khương Phàm nhìn thấy Thương Thiên trầm mặc, vội vàng nói. Ngươi là làm ăn, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nếu như trực tiếp có thể nhìn thấy hồi báo phong phú, ta còn cần đến cùng ngươi muốn đầu tư. Đây nhất định là có nguy hiểm. Nếu như chỉ là lợi ích bình thường, người đường đường là đại thiên đế có thể để ý sao? Cuộc giao dịch này chính là một trận cá cược, nếu muốn cược, đương nhiên phải phất nhanh cược lên phía trên. Thiên Nguyên vẫn yên lặng nhìn Khương Phàm, đắm chìm bên trong ý nghĩ của mình, chẳng lẽ viên tinh cầu này có bí mật khác? Tung hoành 1 tỷ dặm, mây thiên thạch rơi cùng cấm khu hư vô, trong vũ trụ mịt mờ gần như không tồn tại. Mây thiên thạch tiếp tục xoay tròn hàng tỷ năm, cấm khu hư vô không ngừng liên tục lắng đọng, rốt cuộc tạo ra một thứ khủng bố gì? Khương Phàm nhìn Thiên Nguyên giống như thật sự đã bị dao động, hắn giữ vững tư thái chăm chú, nghiêm túc nói. Ta không cần ngươi trực tiếp nhúng tay ta chinh chiến, ta cần chính là ngươi giúp đỡ. Bí mật giúp đỡ, nếu như ngươi thua cuộc, ngươi chỉ là tổn thất chút tài nguyên, thời gian sau này từ từ khôi phục lại là được. Dù sao mấy triệu năm nay ngươi đều đang ngủ say, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy triệu năm sau, cũng là ngủ say. Ngươi ngoại trừ ngủ say, chính là mở to mắt nhìn thế giới của ngươi, nhìn vũ trụ mịt mờ một cái, không có chờ mong, không có gợn sóng, không có ý nghĩa. Đoạn văn cuối cùng này của Khương Phàm, thoáng kéo ý thức Thiên Nguyên Đại Thiên Đế trở về.
Trong trí nhớ ngàn vạn năm của hắn, chứa ấn tượng phát triển khắc sâu ban đầu, chính là ký ức sau khi tổ kiến tinh vực, tìm kiếm tinh cầu khắp nơi, cùng tinh vực cường hãn khác thương lượng, lại sau đó. Hết rồi. Từ khi tổ kiến thiên nguyên tinh vực đến bây giờ, giống như không có cái gì đáng để hắn ghi nhớ, càng không có chuyện để hắn khắc sâu trong ký ức. Mênh mông mấy trăm vạn năm, trống rỗng. Khương Phàm nói, ngươi chỉ cần bí mật giúp đỡ, nếu như ta thành, phản hồi ngươi chính là hồi báo gấp trăm lần nghìn lần. Thuận tiện, để cho cuộc sống buồn tẻ vô vị của ngươi, nhiều hơn mấy phần chờ mong, nhiều hơn mấy phần kích thích, nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế cười khẽ, nói, rốt cuộc ngươi là hành tinh, hay là con người? Khẩu tài này của ngươi, phương thức nói chuyện này của ngươi, không giống như pháp tắc giao hội đi ra. Cược, hay là không cược? Khi Khương Phàm đang nói chuyện, nhắc tới Tần Diễm. Tần Diễm đã triệu hoán chân thân của hắn, thế giới Tu La còn sẽ có càng nhiều cường giả tới đây. Ta, không phải một người đang chiến đấu, ta, chỉ là sơ kỳ sẽ rất khó. Ta, bây giờ cũng chỉ là cần trợ giúp của ngươi. Thiên Nguyên yên lặng nhìn cái bóng mơ hồ trước mặt, các loại nhân quả pháp tác trong ý thức bắt đầu vận chuyển thôi diễn. Lai lịch cùng tiềm lực thôi diễn viên tinh cầu này, tương lai cùng kết cục thôi diễn viên tinh cầu này. Nhưng, hắn chỉ có thể thôi diễn ra quỹ tích diễn biến của bản thân thế giới, lại thôi diễn không ra thế giới khác. Dù sao hai thế giới đều có pháp tắc. Mà, viên tinh cầu này, chỉ sợ tồn tại bí mật phi phàm. Thiên Nguyên suy nghĩ hồi lâu, tỏ thái độ nói. Cho ta thời gian cân nhắc. Khương Phàm âm thầm phấn chấn, cái này rõ ràng đã đầu suy tính, không giống kiên quyết như bắt đầu. Thiên Nguyên cũng không phải bởi vì mấy câu nói của Khương Phàm mà thay đổi thái độ. Mà là đột nhiên hoài nghi sâu về cấp độ tiềm lực của tinh cầu Khương Phàm. Ngươi tiếp tục lui, rời khỏi 300 triệu dặm, che giấu ở nơi đó. Trong thế giới của ta cất giấu rất nhiều cường giả tinh vực thiên đế cấp cùng tinh vực chúa tể, ta không hy vọng bọn hắn nhìn thấy ngươi và ta ở chung thời gian dài. Trong thiên nguyên tinh vực tất cả đều là tai mắt. Thời kỳ bình thường, đều là siêu tập tình báo, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, chính là tai mắt. Nếu để cho những đại biểu tinh cầu thiên đế cấp cùng tinh cầu cấp chúa tể kia chú ý tới bọn hắn giao lưu, lại làm ra một loại phán đoán nào đó bất lợi cho Thiên Nguyên, hậu quả thật sự là không chịu nổi. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng. Nơi này còn có đại biểu chúa tể khác, có nhìn chúa tể Thương Thiên không vừa mắt không? Thiên Nguyên đưa tay, chỉ về phương xa. Lui lại. Chỉ cho ta một hai kẻ, nói không chừng ta sẽ không cần ngươi. Lui lại. Ngươi không nói. Ta sẽ không tra xét sao? Không phải không nói, là không có. Địa vị của chúa tể Thương Thiên đã vững chắc, tất cả chúa tể đều đã công nhận. Ở giữa chúa tể đều duy trì ăn ý, sẽ không tùy tiện mở ra chiến tranh toàn diện, nếu không ảnh hưởng đối với vũ trụ quá lớn. Ngay cả chúa tể Tu La đều đã không còn nhìn chằm chằm chúa tể Thương Thiên, chỉ có mấy hài tử không bớt lo kia của hắn, luôn luôn tìm Thương Thiên gây phiền phức. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế cưỡng ép xua tán đi ý thức Khương Phàm quang tới. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên cục diện trước mắt. Theo lý thuyết, hắn xác thực không có bất kỳ lý do gì để nhúng tay vào chuyện này. Đối với vũ trụ bây giờ cục diện, hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù thời kỳ đầu khi chúa tể Thương Thiên quật khởi gặp phải mấy chúa tể khác chấn áp, nhưng sau khi tinh cầu thiên đế cấp xung quanh chúa tể Thương Thiên đạt tới 5 viên, tất cả các chúa tể cũng đã bắt đầu giữ vững khắc chế. Cho tới bây giờ, Thương Thiên tinh vực đã có 9 viên tinh cầu thiên đế cấp. 18 viên tinh cầu đế cấp, 500 viên tinh cầu nguyên tố, quy mô khổng lồ, vũ trụ hiếm thấy, thật không phải ai cũng đều có thể tùy tiện phá hủy. Chương 3366 bí mật tầng sâu của Khương Phàm 3. Giống như hắn nói tới, chúa tể Tu La đều cơ bản đã tán thành Thương Thiên, trừ một ít chuyện đối kháng ra, chỉ cần Thương Thiên không làm ra chuyện rất quá đáng, Tu La cũng sẽ không tiếp tục chủ động khiêu chiến. Nếu thật sự là nháo đến cuối cùng, đã dẫn phát chiến tranh cấp chúa tể, năm vị chúa tể khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Nhưng, Thiên Nguyên không vung đi được hoài nghi đối với tiềm lực viên tinh cầu kia của Khương Phàm. Thương Thiên chỉ là thoát thai từ tinh cầu của Khương Phàm, vậy mà có thể diễn biến tinh cầu, còn có thể không ngừng chia ra tinh cầu thiên đế cấp, cái này tuyệt đối không chỉ đơn giản là bí mật cướp đoạt giới nguyên từ hành tinh mẫu thân như vậy. Nhất định là có liên quan trực tiếp cùng tiềm lực viên tinh cầu kia. Thậm chí Thiên Nguyên hoài nghi kỳ thật Thương Thiên đã phát hiện bí mật của hành tinh mẫu thân, mới từ đầu đến cuối giấu ở trong mây thiên thạch, cách mỗi một thời gian đều đến cướp đoạt. Bây giờ vấn đề là,
thương thiên đối với hành tinh mẫu thân tiếp tục cướp đoạt trăm vạn năm, phải chăng đã triệt để ép khô tiềm lực hành tinh mẫu thân? Nếu như hành tinh mẫu thân kia từ lúc mới bắt đầu sinh ra đã có được tiềm lực trùng kích chúa tể, chỉ sợ bây giờ đều đã chuyển rời đến trên thân thương thiên, cũng mang ý nghĩa hành tinh mẫu thân đã mất đi tư cách. Nếu không, một viên tinh cầu đồng đẳng với thiên đế cấp tạo nên hai chúa tể. Thiên Nguyên bỗng nhiên có mấy phần chờ mong. Hắn đến muốn nhìn một chút, tinh cầu của tên Khương Phàm này rốt cuộc còn có mấy phần tiềm lực, hắn càng muốn nhìn hơn, tương lai Khương Phàm trưởng thành đến thế nào. Thiên Nguyên thế giới trải rộng ý thức ra vết tích pháp tắc, còn cùng năm tinh cầu khác sinh ra cộng minh, hắn muốn bắt đầu thận trọng thôi diễn. Khương Phàm tinh cầu bắt đầu ù ù lui lại, nhưng ý thức lần nữa ngưng tụ hình dáng mơ hồ, xuất hiện ở trước mặt Tần Diễm. Tin tức tốt, Thiên Nguyên đồng ý. Hai bộ phân thân của Tần Diễm khẽ nhíu mày, chăm miệng một lời. Chúng ta xem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi xem chúng ta là đồ đần. Khương Phàm lúng túng nói. Đừng hiểu lầm, ta nói là Thiên Nguyên khẳng định sẽ đồng ý. Hắn không có trực tiếp từ chối, mà là bắt đầu cân nhắc, nói rõ có hy vọng. Tần Diễm đầu tiên hừ một tiếng, hắn hiểu rõ hơn Thiên Nguyên hơn so với Khương Phàm, muốn lão tặc này nhúng tay loại chuyện này. Nằm mơ đi. Khẳng định là bị quấn không kiên nhẫn được nữa, cố ý biểu thị muốn cân nhắc mà thôi. Tinh cầu của ngươi muốn đi đâu? Trở về mây thiên thạch. Giấu đi. Thời điểm ta rời khỏi nơi đó, chỉ lo lùng bắt chiến đội thương thiên, bây giờ suy nghĩ một chút, mảnh bên trong hoang mạc vẫn thạch minh mông kia, hẳn là cất giấu tinh cầu nguyên tố cấp 3. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở về làm vòng đeo. Nếu như có thể gặp được tinh cầu hỗn độn cấp 4, cũng có thể bổ sung chút năng lượng. Khương Phàm là từ Thiên Nguyên nơi này nhận kích phát, tinh cầu nguyên tố lại có thể làm dùng làm lượng sứ. Trong mây thiên thạch của hắn khẳng định có không ít, không dùng thì phí. Ngay cả những thiên thạch nhìn âm u đầy tử khí kia, cũng có thể dùng uy lực và năng lượng cực lớn tế luyện thành vũ khí. Bọn người Lãnh Tuyền đâu, người xử lý như thế nào? Lãnh Tuyền tạm thời giữ lại, những kẻ khác đương nhiên là luyện. Đại đế cấp chí tôn, đối với thế giới của ta mà nói, là vật đại bổ. Trước đó Khương Phàm giữ lại bọn Hắc Ma Chiến Đế chủ yếu là cân nhắc đến an toàn của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, thời điểm bất đắc dĩ có khả năng sẽ tiến hành giao dịch, bây giờ bọn Lãnh Tuyền đã bị hắn khống chế, không cần thiết phải giữ lại nữa. Tinh linh chiến đế, tăng cường cho Khương Thương, dùng cường giả đế cấp chí tôn, phụ trợ năng lượng pháp tắc của hắn, tận lực kích phát tiềm lực Khương Thương ra tới. Hắc Ma Chiến Đế, tăng cường cho Hắc Ma Đế Quân. Mặc dù Hắc Ma Đế Quân đã rất mạnh mẽ, nhưng Hắc Ma Chiến Đế chính là cường giả đỉnh cao của thế giới thương thiên, dung hợp cùng pháp tắc cực kỳ hoàn thiện, nhất định có thể cải thiện thể chất của Hắc Ma Đế Quân, trở nên càng mạnh. Còn có viên Hắc Ám Tử Linh kia, bồi dưỡng cho Dương Biện. Mặc dù Dương Biện bị thu hồi cánh cửa địa ngục, nhưng đã biến thành sinh vật bất tử của địa ngục, nếu như có thể dung hợp Tử Linh, nói không chừng có thể biến thành Hắc Ám Cự Kình. Tinh Ma, bồi dưỡng Chu Thanh Thọ, bây giờ là mở ra chiến trường vũ trụ. Thể chất tinh hà như Chu Thanh Thọ đáng để bồi dưỡng, đáng để khai phát vô hạn. Hỗn độn cự bằng, tẩm bổ hỗn độn cự xà. Cự xà bị trấn áp trăm vạn năm, tinh luyện trăm vạn năm, cũng còn sống sót, tiềm lực to lớn, có thể nghĩ, đó chính là thỏa thỏa chí tôn đại đế. Về phần hắc độc, bồi dưỡng U Linh đại đế. Nếu hắn đều là thiên đế, là thế giới, U Linh đại đế cũng không dám lại có dị tâm, để đó không cần thực sự đáng tiếc, ngoài ra rút hắn ra khỏi địa ngục. Cũng miễn cho quấy nhiễu địa ngục phát triển. Các ngươi muốn. Khương Phàm đánh giá hai cự đỉnh phân thân này. Ngươi là muốn nghênh chiến phân thân thương thiên, chúng ta không chậm trễ ngươi mạnh lên, tuy nhiên. Chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nói. Đầu của bọn hắn, làm chiến lợi phẩm. Tần Diễm thứ năm muốn đầu của bọn Hắc Ma Chiến Đế vào trong thân thể mình, sau này khi nhìn thấy cường giả thương thiên, lấy ra khoe khoang trước tiên, tức chết bọn hắn. Chút lòng thành. Khương Phàm phất tay, trong thế giới đang lui lại, bọn hắc độc bị kéo đến chấn áp phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn bộ bị vặn đầu xuống, sóng chiều hư không bao quanh, đánh về phía nơi này. Ha ha, thống khoái. Ha ha, nam tử mà. Người bằng hữu ngươi này, ta đã định. Tần Diễm thứ năm nhìn cái đầu ở xa gào thét lao đến, không kịp chờ đợi muốn tìm đám thương thiên trang bức kia khoe khoang. Khương Phàm lại mỉm cười. Ta đưa lễ. Các ngươi không tặng lại chút gì. Hai vị Tần Diễm thể hiện cứng đờ. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn chặn đánh phân thân thương thiên, các ngươi thật sự chỉ nhìn. Chúng ta chỉ là phân thân,
thật không giúp ngươi được một tay. Chương 3367 Bí văn, truyền thuyết tinh vực. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tóm lại là có thể giúp đỡ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ từ ngẫm lại. Thương Thiên bây giờ không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ coi là thua, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra là ta dung hợp thế giới, cho nên nhiều nhất điều động một hai phân thân tới. Đây là cơ hội tuyệt hảo, sau này đều khó có khả năng đợi đến cơ hội như vậy. Nếu như không thể vây khốn bọn chúng, nuốt luyện bọn chúng, thật sự là đáng tiếc. Nếu quả thật có thể hoàn thành phản sát, đối với ta mà nói là một siêu cấp đại bổ, đối với các ngươi mà nói, là cơ hội thật tốt để tăng cường thực lực, uy chấn vũ trụ. Ngươi nói chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta chỉ là hai bộ phân thân, chân thân còn đang ở trăm tỷ dặm thâm không. Hai bộ phân thân Tần Diễm đều cảm thấy thật đáng tiếc, thậm chí là ảo não. Đây đúng là cơ hội cực tốt. Dù sao thời kỳ bình thường, phân thân thiên đế cấp của Thương Thiên đều là trấn thủ trong tinh vực. Nếu như muốn tập kích, hoàn toàn là chuyện không thể. Xem như bọn hắn muốn chấp hành nhiệm vụ, đều là một tiến lên, hai theo sát, muốn vây bắt, độ khó lớn hơn. Nếu như có thể sụp đổ hai bộ phân thân của Thương Thiên, cho dù là một bộ, đều là chiến tích huy hoàng không gì sánh được, đủ để thay đổi địa vị của hắn ở trong mắt phụ thân. Nhưng, chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian quá khẩn trương. Bọn hắn thật không có cách nào cả. Khương Phàm chỉ dẫn mạch suy nghĩ mới cho bọn hắn. Ta nhớ không lầm, chuyện chúa Tể Tu La là đi bảo vệ vũ trụ mịt mờ, ở giữa trăm vạn năm, bảo vệ rất nhiều thế giới hỗn độn vừa mới sinh ra, không biết gần đây có hay không. Nếu có, không biết có thể cung cấp chút trợ giúp hay không. Hai bộ phân thân Tần Diễm đụng đụng ánh mắt, đây cũng là chuyện bọn hắn không có nghĩ tới. Khương Phàm tiếp tục chỉ dẫn mạch suy nghĩ cho bọn hắn. Lại ví dụ như, chúa Tể Thương Thiên hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, hủy diệt qua rất nhiều tinh cầu, đắc tội qua rất nhiều tinh vực. Không biết những tinh vực này có đại biểu tiềm ẩn trong thiên nguyên tinh vực hay không? Ta biết, khiến các tinh vực này nhúng tay báo thù, bọn hắn cũng không dám, nhưng cung cấp chút trợ giúp, hẳn là có thể làm được nhỉ. Hai bộ phân thân Tần Diễm lại đụng đụng ánh mắt. Đầu ra hỏa này dùng thật tốt. Làm sao bọn hắn lại đều không nghĩ tới? Là trong tiềm thức trực tiếp từ bỏ, không có ý định hỗ trợ thật, hay là cái đầu này xác thực không xoay chuyển nhanh bằng người ta? Tần Diễm thứ năm trầm ngâm nói. Thế giới được phụ thân chúng ta bảo vệ, đều là bị ngài che giấu đi, muốn tìm kiếm. Rất khó, ta cũng không nhớ rõ kề bên này có hay không. Về phần tinh cầu có thủ cùng Thương Thiên, đúng là có, mà còn có rất nhiều. Thậm chí là có những người tị nạn tại thiên nguyên tinh vực là người của tinh vực bị hủy diệt kia. Khi Tần Diễm thứ năm đang nói chuyện, hắn lại nhìn về Tần Diễm đầu tiên. Tần Diễm đầu tiên gật đầu nói. Xác thực có người tị nạn, nhưng đừng hy vọng gì từ những người tị nạn này, trong chuyện này bọn hắn không giúp được gì. Tuy nhiên, thật ra ngược lại ta có biết, trên thiên mạch tinh có một đế tộc, đến từ một viên tinh cầu thiên đế cấp, mà viên tinh cầu kia. Tiềm phục tại gần đó. Tinh thần Khương Phàm có chút phấn chấn, quả nhiên có thu hoạch. Tiềm phục tại gần đó. Có ý gì? Xin phiền nói rõ ràng. Đó là một viên tinh cầu gặp qua trọng thương, thời điểm tránh né truy sát, trốn vào trong lỗ đen, thời gian đại khái là tại mười mấy vạn năm trước đây. Ban đầu, bên ngoài đều coi là viên tinh cầu kia đã sụp đổ, kết quả sau đó trong nào đó thời gian, cũng chính là tại ba vạn năm trước, một tia cường quang tránh thoát khỏi lỗ đen, trốn thoát, sau khi tiến vào thiên nguyên tinh vực, trở thành một đế tộc trên thiên mạch tinh, tên là Chúng Diệu Thiên. Chúng Diệu Thiên vô cùng điệu thấp. Điệu thấp đến mức từ trước tới giờ không có lộ thực lực thật sự với bên ngoài, cũng từ trước tới giờ không nhúng tay chiến tranh giữa bất kỳ thế lực nào. Liên quan tới nơi đó, có rất nhiều lời đồn. Viên tinh cầu thiên đế cấp kia bị lỗ đen chấn vỡ vụn, thời khắc cuối cùng, tinh cầu ngưng kết tất cả năng lượng, đưa ra một bộ phận sinh linh. Có người nói, viên tinh cầu thiên đế cấp kia còn đang dãy giụa, chỉ là làm tốt dự tính xấu nhất, sớm đưa ra một phần cường giả. Ý của ta là... Chân thân ngươi không cần vội vã rời khỏi, trước tiên hãy đến Chúng Diệu Thiên, từ nơi đó hiểu rõ tình huống chi tiết. Nếu như viên tinh cầu kia đã vỡ vụn, nói không chừng còn có để lại bản nguyên, dù sao thời gian đám người kia thoát khỏi là tại 3 vạn năm trước, 30 ngàn năm nghe rất dài, nhưng muốn triệt để chôn vùi bản nguyên một tinh cầu, còn không thực tế. Nếu như viên tinh cầu kia còn không có vỡ nát, hẳn là đang khổ cực trèo trống. Mặc dù lỗ đen vô cùng khủng bố. Nhưng có thể vây khốn tinh cầu thiên đế cấp kia đủ để chứng minh vấn đề, làm không tốt người cũng có thể vây ở đó bên trong,
nhưng nguy hiểm nương theo ích lợi. Nếu như ngươi có thể tìm tới viên giới nguyên kia, thực lực khẳng định tăng vọt, hoặc là cứu vãn viên tinh cầu kia, liền có thể có một thiên đế cấp giúp đỡ. Khương Phàm nghe được thì lắc đầu, vũ trụ mênh mông, bí cảnh vô số, lỗ đen có thể thôn phệ tinh cầu thần cấp đã đủ đáng sợ, lại còn có thể thôn phệ thiên đế cấp. Tinh cầu thiên đế cấp, tinh cầu cực hạn cấp 6. Cũng là kỳ tích vĩ đại nhất mà bản thân vũ trụ thai nghén có khả năng sinh ra. Mặc dù nói là trọng thương chạy trốn, nhưng có thể gắt gao vây khốn, đủ để chứng minh lỗ đen khủng bố. Lấy thực lực của Khương Phàm bây giờ cùng tình huống thế giới, hậu quả cưỡng ép xông vào chỉ sợ là bị xé rách thành mảnh nhỏ, đừng nói là tìm, còn sống đều là vấn đề. Tần Diễm thứ 5 nói, nếu như ngươi không nguyện ý mạo hiểm, có thể tiếp tục về hoang nguyên thiên thạch của ngươi gặm tảng đá. Ngoài ra, ta đây còn có một bí mật. Tần Diễm đầu tiên nói, ngươi ở đâu ra nhiều bí mật như vậy? Chương 3368 mục tiêu, tinh vực truyền thuyết 1. Tần Diễm thứ 5 thần tình nghiêm túc. Chúa tể thứ 8 trong truyền thuyết. Lấy ở đâu chúa tể thứ 8? À, đúng nhỉ, chúa tể thần bí trong truyền thuyết kia. Thời gian đã đến rồi sao? Trước kia gọi là chúa tể thứ 6 trong truyền thuyết, sau khi phụ thân cùng thương thiên biến thành chúa tể, liền đổi tên. Hắn phiêu đãng trong vũ trụ vô hạn quỷ bí, khoảng 500.000 năm thì hiển hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên oanh động to lớn, mang theo vô số cường giả tụ tập, cũng chắc chắn sẽ dẫn phát chiến tranh cấp vũ trụ kinh khủng. Sở dĩ đi đến gần thiên nguyên, chính là đang truy tung truyền thuyết kia. Lúc trước khi phụ thân biến đổi thành chúa tể, ngài đã gặp được một trận cơ duyên cực kỳ quan trọng, chính là tinh vực truyền thuyết nở rộ trăm vạn năm trước. Tần Diễm đầu tiên nhớ tới chuyện này, đây cũng là chuyện trăm vạn năm trước. Đáng tiếc, sau khi tinh vực truyền kỳ xuất hiện lần kia, phụ thân đều không thể truy tung đến. Chủ yếu là khi đã trở thành chúa tể, lập tức tung bay, không cần nữa, không tiếp tục chăm chú truy lùng nữa. Chuyện này thật sự đã đi qua quá lâu, nếu như không phải Tần Diễm thứ 5 nhắc đến chuyện này, hắn đều đã quên sạch sẽ. Chân thân làm sao lại đột nhiên nghĩ đến truy tung tinh vực truyền thuyết rồi? Chẳng lẽ muốn bằng vào chuyện này đến chuộc tội? Đó là nơi như thế nào? Khương Phàm cảm thấy hứng thú, tinh cầu Tu La biến đổi cực hạn vậy mà lại là có liên quan cùng một trận cơ duyên. Tinh cầu cấp 7, tinh cầu cấp chúa tể. Nghe nói là tinh cầu cấp chúa tể cổ xưa nhất giữa vũ trụ, so với tất cả tinh cầu chúa tể hiện có đều muốn cổ lão hơn. Không có người nào có thể nói ra lai lịch của nó, nhưng nó đã chứng kiến vũ trụ phát triển biến thiên qua hàng tỷ năm. Bên trong viên tinh cầu kia tất cả đều là thảm thực vật cùng năng lượng, do linh tộc thần bí mà cổ lão thống trị, không có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các loại những giống loài khác. Mỗi khi toàn diện mở ra, linh tộc sẽ còn chủ động quy ẩn, trừ phi tình huống đặc biệt, tuyệt đối không lộ diện. Nói cách khác, chỉ cần ngươi may mắn gặp được tinh vực truyền thuyết mở ra, thì có thể đến bên trong tùy tiện ngắt lấy bảo vật, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bấy nhiêu. Cách mỗi 500.000 nở rộ, được xem như là chúc phúc của vũ trụ đối với chúng sinh. Khương Phàm hỏi, ngươi truy tung đến rồi, lại đến thời điểm xuất hiện rồi. Tần Diễm thứ 5 nói, bắt đầu từ vạn năm trước, phân thân thứ 2, ta, còn có phân thân thứ 7, phụng mệnh chân thân bắt đầu điều tra và truy tung. Mỗi lần, tinh vực truyền thuyết, xuất hiện đều không xác định được thời gian cụ thể, vị trí mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau. Nhưng, trong vũ trụ lưu truyền một quy luật cổ lão. Mỗi khi muốn đến thời điểm xuất hiện, giữa vũ trụ đều sẽ vang lên tinh quang thần bí mà phiêu miểu. Truy tìm lấy vết tích tinh quang, thì có thể gặp được tinh vực truyền thuyết nở rộ. Đại khái 3 năm trước đây, rốt cuộc ta cũng đã có phát hiện, là ở gần thiên nguyên tinh vực, trong một mảnh bóng tối sâu thẳm. Truy tung đến một sợi tinh quang tương tự trong truyền thuyết. Tần Diễm thứ 5 nhớ tới ngay lúc đó gặp nhau, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm, nhìn qua tinh hà, nhìn chăm chú qua tinh thần, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp được tinh quang xinh đẹp như vậy, để hắn trầm luân, để hắn mê say, để hắn như lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, đi lên một loại đại đạo phiêu miểu nào đó, đi đến điểm cuối cùng của thời không vô tận. Ta nói sao, có thể chào hỏi ngươi tới. Tần Diễm đầu tiên gào thét thâm không, chính là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có phân thân ở gần đó hay không, kết quả thật sự đã cảm giác được. 3 năm, mang ý nghĩa trước mắt tinh vực truyền thuyết còn gần thiên nguyên. Nhưng, nó sẽ ở xuất hiện kề bên này, hay là tiếp tục du tẩu, ta cũng không xác định được. Nó là xuất hiện gần đây, hay là mười mấy năm sau, mấy chục năm sau, ta
ta cũng không xác định được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.